chào các thính giả thân mến, trong trăm ngàn kênh đọc truyện trên mạng vậy mà bạn lại thấy được video này của mình, đó là thông điệp của vũ trụ gửi đến chúng ta rất có duyên, còn chờ gì nữa mà bạn không bấm một like để ngày mai trúng số, cho một chia sẻ gia đình vui vẻ, sức khỏe dồi dào, làm việc gì cũng thuận buồn xuôi gió, cảm ơn bạn, mời bạn bắt đầu nghe truyện nhiên, nàng không muốn nói cũng không có quan hệ, dù sao, nàng cũng từ loại này kéo tơ lột kén ra án trung tìm được rồi lạc thú, cùng lần trước giống nhau. An Chi dừng lại xuống xe, đoạn nguyệt quý liền đã đi tới. Bất quá, lúc này, nàng không có gõ cửa sổ xe pha lê, mà là trực tiếp ở ngoài cửa sổ xe ý bảo chính mình có thể hay không lên xe. Khi đương nhiên là có thể, An Chi chuyến này chính là tới tìm nàng A. Lên xe sau, đoạn nguyệt quý cũng không có vô nghĩa, nói thẳng nói, ta biết ngươi có chuyện muốn hỏi ta, không bằng, chúng ta tìm cái an tĩnh địa phương tán gẫu một chút, khi cảm tình hảo, ngươi tới chọn địa phương. An Chi hỏi. Đoạn Nguyệt Quý liền mở miệng nói một chỗ, An Chi nhìn thoáng qua Đoạn Nguyệt Quý, nếu nàng không có nhớ lầm, bên kia là vị kia mất tích nữ đồng chí đã từng công tác nhà xưởng phụ cận, tới rồi địa phương sau, Đoạn Nguyệt Quý liền lãnh An Chi đi tới một chỗ ẩn nấp địa phương, cái này địa phương là ta rời đi kinh thành sau khi trở về, cùng ta muội muội lén trộm gặp mặt địa phương. Đoạn Nguyệt Quý nói, ngươi muội muội, nàng kêu Đoạn Tường Vi, nếu ngươi tra quá trình quan, vậy ngươi khả năng sẽ biết nàng chính là cái kia bị hắn khi dễ nữ hài an chi nghiêm túc sắc mặt gật gật đầu nàng vô dụng công an thân phận hoặc là để nhất quân thành viên thân phận hỏi chuyện chỉ là tìm cái địa phương ngồi xuống lẳng lặng đưa một người lắng nghe giả đoạn nguyệt quý ở an chi bên người ngồi xuống bắt đầu từ từ kể ra ta cùng tường vi đều là ở chiến tranh bình ổn sau bị phụ thân nhận nuôi hài tử các nàng phụ thân là cái rất có tiền phú thương hắn nhận nuôi các nàng thời điểm niên cấp đã rất lớn hắn trải qua quá chiến loạn biết thế đạo gian nan, càng thêm biết nữ hài tử lập thế gian nan, chỉ có tự thân cường ngạnh có tự bảo vệ mình năng lực mới có thể không chịu khi dễ, cho nên, hắn liền thỉnh người dạy bọn họ tỉ muội luyện võ, phụ thân làm người thanh chính cương nghị, nàng cùng tường vi đều bị phụ thân ảnh hưởng, tính cách cũng đều phi thường cường ngạnh, nàng bởi vì lớn tuổi vài tuổi, ở bên ngoài lưu lạc mấy năm, tính cách trung còn có vài phần khéo đưa đẩy. Nhưng muội muội đoạn tường vi tính cách tựa như cực kỳ phụ thân phụ thân cuối cùng mấy năm thường thường đối với các nàng lời nói chính là quá cứng dễ gãy, làm các nàng hành sự thời điểm không cần quá mức cương nghị, phải hiểu được biến báo. Phụ thân thường nói, chính mình không nên đem các nàng tỉ muội giáo thành cái dạng này, cùng hắn giống cái 10 thành 10, tính cách quá cường ngạnh, sẽ không chuyển biến người sẽ dễ dàng có hại. Nhưng hắn trong mắt kiêu ngạo cùng trên mặt tươi cười đều cho thấy, hắn phi thường vui mừng hai đứa nhỏ có thể giống hắn. Phụ thân sau khi qua đời, chúng ta tỉ muội nghe theo phụ thân nói bán của cải lấy tiền mặt gia sản, tránh thoát trung chuyển, trực tiếp dọn gia, tới rồi này phụ cận sinh hoạt, chúng ta đều không yêu ra cửa, lại thường thường ăn mặc giống nhau quần áo, làm giống nhau trang điểm, thế cho nên, chung quanh hàng xóm, cho rằng chúng ta là một người, sao lại, thời cuộc bắt đầu khẩn trương, các nàng sợ chính mình thân phận bị người điều tra ra sau, sẽ bị quan thượng nhà tư bản tiểu thư xưng hô, đơn giản liền trang làm một người sống một mình các nàng tỉ muội xài chung một thân phận sự tình sớm muộn gì sẽ bị người nhìn thấu, hơn nữa, thế đạo này, tổng phải có chút thế lực thủ đoạn mới có thể quá càng tốt, vì thế, đoạn cường vi lưu thủ kinh thành, đoạn nguyệt quý tắc bắt đầu âm thầm du tẩu với cùng hoa quốc giáp giới nước láng giềng, làm vượt quốc nhà buôn, nàng là lá gan đại, lại có thủ đoạn, thực mau liền hỗn ra chút tên tuổi, đây cũng là đoạn cường vi tổng có thể thu được bao vây nguyên nhân, đều là nàng gửi lại đây sau lại thanh niên trí thức xuống nông thôn bắt đầu đoạn tường vi sợ chính mình xuống nông thôn đi sẽ cùng đoạn nguyệt quý mất đi liên hệ liền mua một phần công tác lưu tại kinh thành tường vi xảy ra chuyện thời điểm ta đã ở trở về trên đường đoạn nguyệt quý hủy diệt chảy xuống khuôn mặt nước mắt liền kém như vậy mấy ngày công phu ta là có thể cứu lại nàng tánh mạng nàng hiện tại đều không có biện pháp bình tĩnh nhớ tới chính mình cao hứng phấn chấn về nhà khi nhìn đến đoạn tường vi lưu lại viết nàng tâm lý lộ trình cùng phát sinh ở trên người nàng sự tình nhật ký khi là như thế nào tê tâm liệt phế, đó là nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, cho nhau dựa vào cổ vũ tại đây thế gian sinh tồn muội muội Lúc ấy, nàng thật là tưởng đề đoạt trực tiếp sát tiến trình gia, đem trình gia người một nhà toàn bộ giết sạch, nhưng nàng biết nàng không thể làm như vậy. Làm như vậy kết cục khả năng liền cùng đoạn tường vi giống nhau rốt cuộc ra không được trình gia đại môn. Vì thế, nàng hỏi thăm trình quan cái này người khởi xướng rơi xuống. Vốn dĩ, nàng chỉ nghĩ có thù báo thù, có oán báo oán, giết trình quan cùng có phân thương tổn quá đoạn tường vi người liền hảo. Nào biết đâu rằng trình gia người còn lộng cái đường hoàng lý do đem trình quan đưa đi xuống nông thôn. Này đảo còn làm hắn có cái có đảm đương hảo thanh danh, nhưng thanh danh này lại là dùng nàng muội muội mệnh đổi. Nếu loại này cách nói là toàn bộ trình gia đều nhận đồng, như vậy, bọn họ liền toàn bộ đều là đồng lõa. Vì thế, đoạn nguyệt quý sửa lại chủ ý nàng muốn cho trình gia toàn bộ gia tộc đều biến mất mà muốn cho một cái quái vật khổng lồ ngã xuống biện pháp tốt nhất chính là từ nội bộ động thủ tan rã hạ quyết tâm sau nàng không có sốt ruột động thủ nàng bắt đầu biên tìm hiểu trình quan yêu thích biên điều chỉnh tâm tình của mình sau đó nàng đem chính mình đắp nặng thành trình quan thích nhất bộ dáng xuất hiện ở hắn trước mặt trình quan xuống nông thôn tuy rằng không cần liều mạng xuống đất tránh công điểm nhưng mạnh miệng nói ra đi hắn chính là giả vờ giả việc cũng đến trang mấy ngày, hắn như vậy đại thiếu gia chẳng sợ chỉ là trang trang bộ dáng, cũng cảm thấy vất vả vô cùng, tại đây ở nông thôn, ăn ăn không ngon, ngủ ngủ không tốt, còn phải mỗi ngày khiêng cái quốc trên mặt đất đầu hoảng, trình quan cả người liền có điểm đồi, lúc này, đoạn nguyệt quý xuất hiện, quả thực là hắn u ám trong cuộc đời một chút ánh sáng, hơn nữa, đoạn nguyệt quý lại là hoàn toàn chiếu hắn yêu thích lớn lên, tính cách cũng là hắn yêu nhất kia khoảng, ôm nhu như nước rồi lại quật cường có chủ kiến. Đoạn nguyệt quý ở bên ngoài lăn lộn đã nhiều năm, cùng đủ loại người đánh quá giao tế, nam nhân nữ nhân kiến thức nhiều, quyết định chủ ý muốn đầu trình quan sở hảo, tự nhiên làm thuận buồn xuôi gió. Nàng phi thường rõ ràng chính mình thân phận là kinh không được trình gia người tế ra, khi nàng liền nắm chặt cơ hội cùng trình quan thành lập trên pháp luật liên hệ. Đến lúc đó, trình gia người muốn cho nàng bị loại trừ liền không có dễ dàng như vậy. Ở nàng nỗ lực hạ, không có bao lâu, Trình Quang liền chủ động đưa ra muốn cùng nàng đăng ký kết hôn. Trình gia người sợ hắn xảy ra chuyện thời điểm không có thân phận chứng minh sẽ có hại, hắn sổ hộ khẩu là tùy thân mang theo. Trình Quang cấp đại đội trưởng tắc điều yên, phi thường thuận lợi bắt được thư giới thiệu. Hai người đăng ký kết hôn sau, đoạn nguyệt quý liền bắt đầu xúi dục hắn trở lại kinh thành. Trình Quang vốn dĩ liền ở nông thôn đãi không được, là người trong nhà ngàn dặn dò vạn dặn dò mới nhẫn nại tính tình sát thời gian lúc này đoạn nguyệt quý cơ hồ mỗi ngày ở bên tai hắn nhắc mãi chính hắn cũng cảm thấy chính mình không nên lưu lại nơi này lãng phí quý giá sinh mệnh vì thế hắn bắt đầu gọi điện thoại cấp người nhà kể ra chính mình ủy khuất cùng mệt nhọc trình gia người liền như vậy một cái độc đinh mầm vốn dĩ chính là vì bảo hộ hắn làm hắn tránh tránh đầu sóng ngọn gió mới thả ra đi trong lòng kia cũng là trăm ngàn cái không yên tâm hắn như vậy vừa khóc thảm một tố khổ được chứ trình gia từ trên xuống dưới mềm lòng thành một mảnh vội vàng thao tác làm hắn trở lại kinh thành sự tình trình quan còn ở trong điện thoại nói sẽ mang cái kinh hỉ cho bọn hắn trình gia người thật vui mừng trình quan xuống nông thôn một chuyến trở nên hiểu chuyện biết phải cho bọn họ mang lễ vật chờ bọn họ biết trình quan mang về tới nữ nhân là hắn đã đăng ký kết hôn thê tử sau toàn bộ trình gia người đều là cho nên đây là trình quan ở trong điện thoại nói mang cho bọn họ kinh hỉ thật đúng là rất kinh đến nỗi có hay không hỉ cũng chỉ có đương sự đã biết Việc đã đến nước này, trình gia người lại thấy trình quan đối đoạn nguyệt quý thực giữ gìn bộ dáng, chỉ có thể kiềm chế hạ trong lòng không mừng, tạm thời tiếp nhận đoạn nguyệt quý tiến vào trình gia. Đoạn nguyệt quý lại không phải thật sự tới cấp trình gia đương tức phụ, bọn họ có thích hay không nàng, nàng căn bản là không thèm để ý, nàng vốn là tưởng ở trình gia gây sóng gió, làm nó từ nội bộ bắt đầu loạn lên, nhưng là nàng còn không có tới kịp làm yêu, liền phát hiện trình gia tự hồ có lớn hơn nửa bí mật. Vì thế, nàng thực mau điều chỉnh kế hoạch của chính mình, bắt đầu nghĩ cách ra tìm trình gia phạm tội chứng cứ, sau đó đem trình gia này con thuyền lớn lộng trầm, như vậy kết quả càng hợp nàng tâm ý, nhưng là trình gia cùng trình quan so nàng trong tưởng tượng càng thêm rác rưởi. Trình gia người ở bên ngoài là không có khó xử quá đoạn nguyệt quý, nhưng bọn hắn sẽ lén xúi dục. Trình quan ngay từ đầu đối đoạn nguyệt quý còn có thể, cũng vì nàng giảm bớt ra cửa gây họa số lần. Trong khoảng thời gian này, đoạn nguyệt quý đã có một ít manh mối, nếu vẫn luôn như vậy đi xuống, nàng liền sẽ ở ra được chứng cứ sau, nghĩ cách đem chứng cứ nộp lên, chờ trình gia trầm sau, lại nghĩ cách lộng chết bọn họ cấp đoạn tường vi báo thù, nhưng trình gia người cùng bổn chứng mắt nàng, vì thế âm thầm thu mua trình quan hồ bằng cẩu hữu làm cho bọn họ nói đoạn nguyệt quý nói bậy, bại hoại nàng thanh danh, bọn họ lại là nói chuyện, lại là mời rượu, thành công đem trình quan lộng say. Uống say trình quan lần đầu tiên đối đoạn nguyệt quý động thủ. Nói thật, liền trình quan như vậy, cho dù không có uống say, đoạn nguyệt quý một chọi một cũng có thể đem đối phương đánh kêu ba ba, nhưng nghĩ đến mục đích của chính mình còn không có đạt tới, nàng chỉ có thể nhịn, bất quá, nàng đều là tránh đi yếu hại, nhìn bị thương, kỳ thật đều là bị thương ngoài da, nàng lại dùng một ít đặc thù nước thuốc, làm bị thương địa phương càng thêm nhìn thấy ghê người một ít mà thôi. Trình quan ngày hôm sau tỉnh lại sau, nhìn đến đoạn nguyệt quý kia trương đủ mọi màu sắc mặt, lập tức bị hoảng sợ kia một khắc hắn đối đoạn nguyệt quý yêu thích giống cũng đã biến mất từ nay về sau chỉ cần hắn cùng bằng hữu đi ra ngoài uống rượu trở về liền sẽ đánh đoạn nguyệt quý đoạn nguyệt quý nhanh hơn thu thập chứng cứ động tác cũng là hoàng thiên không phụ khổ tâm người vẫn luôn không có khởi sắc lục soát chứng sẽ bởi vì một hồi mưa to mà xuất hiện chuyển cơ ngày đó nàng thật sự không phải tưởng ứng đối trình quan quyền cước tùy ý có lệ vài cái liền làm bộ thương tâm chạy tiếng mưa to trình gia người tự nhiên là từ cửa sổ sau thấy được nàng nhưng chật vật lại không phải trình quan bọn họ một chút cũng không quan tâm đoạn nguyệt quý nhớ tới trình gia người không cho phép người ngoài tiến vào đại thư phòng nàng cố ý ở trong mưa chạy một trận làm bộ trốn đi thương tâm chờ tới rồi nửa đêm về sáng trời mưa đến lớn hơn nữa trình gia người cũng đều ngủ rồi nàng thật cẩn thận cậy ra đại thư phòng cửa sổ lưu đi vào trình gia thư phòng nàng không có đã tới cũng không biết cách cục nhưng nàng nhớ rõ phụ thân tàn đồ vật thói quen. Nàng ở kể chuyện bàn phía dưới gạch thượng gõ gõ, không gõ mấy khối liền tìm rỗng ruột gạch. Này bổn nhật ký chính là ta từ đại thư phòng tìm được đồ vật. Đoạn nguyệt quý đem một quyển nô tê bốc giao cho An Chi. Trình gia người cũng là vì đoán được này bổn bút ký khả năng ở ta trên tay, cho nên bên ngoài thượng không dám đối ta thế nào. An Chi mở ra nô tê bốc đại khái nhìn một chút, đây là một quyển cùng loại nhật ký sổ sách bên trong ghi lại trình lão gia tử ở làm hai quân hậu cần người phụ trách thời điểm thu nhận hối lộ lấy hàng kém thay hàng tốt âm thầm muội hạ đại lượng vật tư sau đó hắn lại làm bộ chính mình trải qua trăm cây ngàn đắng tìm được vật tư cung cấp cấp hai quân kiếm đủ danh tiếng sự tình đương nhiên trình lão gia tử ghi nhớ này đó không phải vì cho chính mình lưu lại nhược điểm mà là bên trong còn có rất nhiều người tên gọi cùng lúc ấy ăn hoa hồng lấy chỗ tốt người tên gọi cùng bắt được số định mức có thể nói này bổn sổ nhật ký liên lụy kinh thành rất nhiều gia tộc tiền đồ này phỏng chừng cũng là trình gia rõ ràng đã xuống dốc còn có thể tại kinh thành như vậy hỗn đến khai nguyên nhân chi nhất đi lại nghĩ lại tưởng tượng an chi liền minh bạch trình gia vì cái gì muốn thả ra danh sách tin tức cáo già trình gia đây là phòng bị đoạn nguyệt quý đem trong tay trong nhật ký giao sau dùng trên tay danh sách coi như bảo mệnh lợi thế đâu đến tận đây án này trung an chi cảm thấy không khỏe khó hiểu địa phương tất cả đều rộng mở thông suốt lên nói cái gì muốn người đi khuyên đoạn nguyệt quý ly hôn chỉ cần trình quan tự do đều không phải trình gia người chân chính mục đích bọn họ chỉ là tìm cái lấy cớ đem danh sách sự tình nữa công khai làm nên biết đến người biết trước tiên chuẩn bị tốt đường lui mà thôi trình gia người ngay từ đầu bất động đoạn nguyệt quý không phải ném chuột sợ vỡ đồ mà là phòng bị sổ nhật ký ghi lại người biết bọn họ thất lạc sổ nhật ký sau liền bắt đầu phản công bọn họ sẽ ứng đối không được lúc này án binh bất động ám độ trần thương mới là tốt nhất xử lý biện pháp. Xem, để nhất quân cắm xuống tay chuyện này sau, bọn họ liền bắt đầu đối đoạn nguyệt quý ra tay. Đoạn nguyệt quý phỏng chừng cũng là suy nghĩ cẩn thận trong đó quan khiếu, biết tốt nhất công khai sổ nhật ký thời gian đã qua đi. Nàng lại đối An Chi có loại mạc danh tín nhiệm, liền đơn giản đem sổ nhật ký giao cho An Chi, đến nỗi cùng trình gia thù hận, kia tự nhiên là không có dễ dàng như vậy liền kết thúc. An Chi khép lại sổ nhật ký, cười đối đoạn nguyệt quý nói, này bổn sổ nhật ký ta sẽ lập tức giao đi lên, ngươi yên tâm, trình gia người chạy không thoát, đa tạ, An Chi lắc đầu, hẳn là ta muốn cảm ơn ngươi tín nhiệm, đúng rồi, mạo muội hỏi một câu, chờ trình gia sự tình chấm dứt sau, ngươi có tính toán gì không, chờ ta đem ta muội muội an táng, hẳn là liền sẽ rời đi kinh thành đi, tiếp tục từ trước sự nghiệp sao? An Chi tò mò hỏi, sự nghiệp hai chữ làm đoạn nguyệt quý thực kinh ngạc, hiện tại lúc này, nhà buôn cũng không phải là cái gì hảo sống, nghiêm khắc tới nói, kia chính là trái pháp luật, nàng vừa mới dám cùng An Chi thẳng thắn, trừ bỏ tín nhiệm An Chi ngoại, cũng là vì loại chuyện này muốn bắt cả người lẫn tan vật mới có thể định tội, bằng không, chỉ bằng một trương miệng, là không thể cho nàng định tội, nàng không nghĩ tới, An Chi thế nhưng sẽ dùng sự nghiệp hai chữ tới hình dung nàng làm sự tình, giờ khắc này, nàng cảm thấy chính mình được đến xưa nay chưa từng có tôn trọng, đúng vậy, ta thích cái loại này tự do tự tại du tẩu với các nơi sinh hoạt, Đoạn Nguyệt Quý chân thành trả lời, vậy ngươi hảo hảo làm, chú ý an toàn. An Chi nói, ân. Đoạn Nguyệt Quý trịnh trọng đồng ý, An Chi ý bảo một chút trong tay sổ nhật ký, ta đi trước đem sổ nhật ký giao đi lên, ngươi đâu? Có cần hay không ta cho ngươi tìm mặt khác chỗ ở, Đoạn Nguyệt Quý lắc đầu, ta còn là cứ theo lẽ thường về trình gia, trình gia cô đơn, ta muốn từ đầu chứng kiến đến đuôi, vậy ngươi chú ý an toàn. An Chi nói xong, ở đoạn nguyệt quý xoay người thời điểm hướng trên người nàng đánh cái bùa bình an đoạn nguyệt quý mệnh nàng bảo đem đoạn nguyệt quý đưa đến trình gia cửa sau an chi liền lái xe đi quân viện đúng vậy an chi là trực tiếp đem người đưa đến trình gia cổng lớn hơn nữa một chút cũng không có kiên dè cùng đoạn nguyệt quý hữu hảo từ biệt dù sao trình gia người không phải muốn nàng khuyên bảo đoạn nguyệt quý ly hôn sao không tiếp xúc không giao lưu khuyên như thế nào đến nỗi các nàng lén nói chút cái gì trình gia người chính mình đi đoán hảo, dù sao, lượng bọn họ cũng không dám hỏi đến nàng trên đầu tới, tới rồi quân viện, An Chi đem trên tay sổ nhật ký giao cho hạng quân, ở hạng quân lật xem sổ nhật ký thời điểm, An Chi nói, đều nói thượng bất chính hạ tắc loạn, đây là rất có đạo lý, ngài xem, này trình gia nhất người xấu còn phải là trình lão gia tử đi, hắn chính là thỏa thỏa phát tài nhờ đất nước gặp nạn, người như vậy bị chém 10 lần đầu, An Chi đều chê ít, hạng quân gật đầu, Trình gia này lão Đông Tây còn rất có thể trang, nhiều năm như vậy, bọn họ đều không có hoài nghi quá hắn. Lão đại, trình quan không phải có rất nhiều hồ bằng cẩu hữu sao? An Chi đề nghị nói, đi tra tra bọn họ bái, này giúp cặn bã. Chính mình không dám trực tiếp làm chuyện xấu, liền xúi dục trình quan đi làm, còn lấy tiền xúi dục trình quan đánh người. Như vậy vênh váo, liền xem nhà bọn họ người mông có phải hay không sạch sẽ đi. Điều này cũng đúng cái ý nghĩ, hành, ta sẽ nhìn làm hạng quân sản khoái đáp ứng, còn muốn vất vả ngươi tiếp tục nhìn chầm chầm án này, bùi gia bên kia đã có chút mặt mày, hơn nửa này bổn sổ nhật ký nhân tế quan hệ, toàn bộ đại án hẳn là cũng nhanh, không thành vấn đề, án này ta cũng học được rất nhiều. An Chi cười nói, hạng quân nghe vậy cười khẳng định, ngươi làm được thực hảo, An Chi là cười rời đi quân viện, nàng cũng cảm thấy chính mình thực hảo đâu, đệ 67 chương ngày hôm sau sáng sớm liền nhìn đến tươi cười uyển chuyển xuất hiện ở bệnh viện đoạn nguyệt quý trình quang cảm thấy không tốt lắm này bùi da không được a à. không phải nói phục kích đoạn nguyệt quý người là thực lực mạnh nhất tay đấm sao như thế nào liền cái nữ nhân đều đánh không lại trình quang cũng không nghĩ chính mình hiện tại là ở nơi nào nếu không phải đoạn nguyệt quý thu tay hắn hiện tại cũng không phải là an ổn nằm ở bệnh viện còn có thừa lực miên man suy nghĩ mà là an tường nằm dưới mặt đất đâu như thế nào nhìn thấy ta quá kinh hỉ. Đoạn nguyệt quý ý cười doanh doanh, rõ ràng, tâm tình của nàng thực hảo, thấy thế, trình quan nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ là hắn nhớ lầm phục kích thời gian, không phải đêm qua, hắn nhịn không được bắt đầu hoài nghi chính mình bị đoạn nguyệt quý đánh hỏng rồi đầu óc, trí nhớ không hảo lên, Nga, đúng rồi, ta đêm qua về nhà thời điểm gặp gỡ mấy chỉ tiểu rùi bọ, đều bị ta chụp đã chết, đông, đoạn nguyệt quý vừa thốt lên xong, làm nguyên bản dãy dụa chuẩn bị lên trình Quang đột nhiên đụng vào đầu. T, trình Quang gian nan che lại cái óc, đau đến nói không ra lời. U, kích động như vậy làm cái gì? Đoạn nguyệt quý khoanh tay trước ngực, đứng cách giường bệnh một bước xa địa phương lạnh lùng nhìn, một chút cũng không có tiếng lên hỗ trợ ý tứ. Ngươi, ngươi đem người đều giết. Trình quan nuốt nuốt nước miếng, gian nan hỏi, nói cái gì đâu? Đoạn nguyệt quý ôm nhu mà nói, có phải hay không đầu óc đâm hỏng rồi, không phải theo như ngươi nói sao, chính là mấy chỉ tiểu rùi bọ. Đoạn nguyệt quý, ôm nhu, nói nghe vào trình quan lỗ tai lại là âm trầm tới rồi cực điểm. Giờ khắc này, hắn có chút phá vỡ, từ nhỏ đến lớn, hắn đều không có ăn qua như vậy khổ, chịu quá như vậy tội. Này tà môn đàn bà rốt cuộc muốn thế nào a? À? Nguyên bản hắn muốn ly hôn chỉ là cái cờ hiệu, rốt cuộc muốn xử lý hắn hôn nhân thật sự quá dễ dàng. Hắn cũng không ngại đương một hồi người quá vợ, nhưng là, Hiện tại, hắn bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình thật sự đến mau chóng ly hôn, bằng không, hắn khả năng thật sự sẽ bị cái này điên nữ nhân lộng chết, ngươi rốt cuộc là ai? Trình Quang hỏi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng ly hôn? Di, không phải ngươi nói, chúng ta không ly hôn, về sau hảo hảo sinh hoạt sao, như thế nào, ngươi là muốn đổi ý sao? Nói nơi này thời điểm, nàng thanh âm đã âm trầm xuống dưới, rất có một lời không hợp liền phải không màn trường hợp khai tấu ý tứ. Trình Quang nháy mắt bế mạch, ai u một tiếng sau, trang xoa cái ốc bộ dáng, trực tiếp đem cái này đề tài mơ hồ qua đi. Đoạn Nguyệt Quý cũng không thèm để ý, nàng đã đem sổ nhật ký giao cho An Chi, An Chi cũng nói sẽ trước tiên nộp lên. Lúc sau, nàng liền nhìn Trình Gia đi bước một đi hướng diệt vong là được. Trình Gia người đợi một đêm không có chờ đến đoạn Nguyệt Quý bị trảo hoặc là bị giết tin tức. Những cái đó tay đấm tựa như căn bản không có xuất hiện quá giống nhau, mai danh ẩn tích, cái này cũng chưa tính, Cuối cùng, còn chờ tới đoạn Nguyệt Quý bị An Chi tự mình đưa về gia sự tình, tự kia về sau, Trình Lão gia tử liền vẫn luôn trầm mặt. Cha, ngài không cần lo lắng quá nhiều, có lẽ An Chi là ở khuyên bảo Đoạn Nguyệt Quý ly hôn đâu. Hắn Đại nghi Tử cũng là Trình Quan phụ thân lạc quan mà nói, đúng vậy, cha, này vốn dĩ còn không phải là ngài kế hoạch sao? Con thứ hai cũng mở miệng nói. Trình Lão gia tử thở dài, này nơi nào là hắn kế hoạch a? À? đây là hắn nghĩ ra tự bảo vệ mình sách lược sau bùi gia yêu cầu bùi gia có thể tự xưng là kinh thành đệ nhất thế gia cũng không phải lãng tắc hư danh cứ việc rất nhiều được đến tin tức con đường đều đem hạng quân bọn họ cấp che chắn nhưng đương gia nhân bùi lão gia tử vẫn là cảm thấy được mưa gió sắp đến hơi thở toàn bộ kinh thành hoặc là toàn bộ trong thiên hạ hắn nhất kiên kỵ người chính là an chi là hắn nói ra làm trình lão gia tử trực tiếp đem án tử thọc đến hạng quân bên kia đi hơn nữa cơ hồ minh kỳ hạng quân muốn một cái nữ đồng chí đi phụ trách khuyên bảo đoạn nguyệt quý ly hôn đệ nhất quân nữ đồng chí cũng chỉ có an chi cùng phượng triều mà giờ phút này ở kinh thành cũng chỉ có an chi cái này nhiệm vụ nhất định là an bài cấp an chi bùi lão gia tự ý tưởng một mạc mà hữu hiệu nếu hắn đã đoán sai không có người phải đối bùi gia ra tay kia vừa lúc an chi tiếp nhiệm vụ này sau khẳng định sẽ cùng trình gia người có liên quan đến lúc đó lại nghĩ cách đáp thượng quan hệ hữu ích vô hại, nếu hắn không có đoán sai, như vậy, điều tra bọn họ người bên trong không có an chi, hắn sẽ càng thành thạo ứng đối, không có biện pháp. An chi thực lực có lẽ không phải tối cao, nhưng thủ đoạn khẳng định là nhất khó lường. Bọn họ Bùi gia thực lực cao cung phụng có rất nhiều, nhưng An chi như vậy thủ đoạn người lại là một cái cũng không có. Lúc này Bùi lão gia tử cũng là hâm mộ hạng quân vận khí, nhân tài như vậy nếu là là Bùi gia thật là tốt biết bao a. À. Nói như vậy bùi nhưng lại bảo trăm năm vinh hoa phú quý không thành vấn đề lại nói về trình gia trình lão gia tử có thể nói là trình gia định hải thần châm giống nhau nhân vật từ trước trình gia cũng không phải không có xuất hiện quá nguy cơ nhưng trình lão gia tử đều có thể thực tốt tìm được đột phá khẩu sau đó bảo trình gia thuyền lớn bình yên vượt qua sóng gió nhưng là lúc này trình gia những người khác có thể thực rõ ràng cảm giác được trình lão gia tử lực bất tòng tâm không phải thân thể phương diện lực bất tòng tâm mà là một loại từ trong ra ngoài phát ra nản lòng. Cha, sổ nhật ký không thấy đã không thấy tâm hơi, chúng ta không phải còn có danh sách sao? Trình Phụ còn nói thêm, khi chỉ là bảo mệnh phù. Trình Lão Gia tử thở dài, hắn nhìn quanh một chút chính mình đại thư phòng, lại đi vào bên cửa sổ hướng bên ngoài trong vườn xem, nơi này một thảo một một đều là hắn dốc sức làm ra tới. Danh sách nhiều nhất có thể giữ được trình gia người mệnh, nhưng muốn giữ được này đó cơ nghiệp, muốn trình gia nhân nhi lan nhóm tiếp tục ở nguyên lai cương vị thượng có thành tựu, đó là không có khả năng lâu. Hơn nữa, danh sách, hắn luôn có loại anh hùng mạc lộ dự cảm A, à. hắn tiếng lòng nếu như bị An Chi đã biết, nàng phỏng chừng trực tiếp sẽ phi trình lão gia tử vẽ mặt, còn anh hùng mạc lộ đâu, cậu hùng con đường cuối cùng còn kém không nhiều lắm. Dựa vào phát tài nhờ đất nước gặp nạn lên người cùng gia tộc vốn dĩ nên trả giá ứng có đại giới, vì chính mình đã từng hành động phụ trách bằng không làm những cái đó vì gia quốc đại nghĩa hy sinh nhân tình dùng cái gì kham trình gia đảo đến so trong tưởng tượng muốn mau nhiều sự tình muốn từ an chi bắt được những cái đó tay đấm lại đem nhật ký giao cho hạng quân bắt đầu nói lên trong nhật ký ghi lại niên đại an chi không có trải qua quá cho nên nàng xem sổ nhật ký thời điểm chỉ có thấy trình lão gia tử ghi lại một ít bên ngoài thượng đồ vật nhưng hạng quân là từ cái kia chiến tranh niên đại trung đi tới lúc trước hai quân cùng nhau đối kháng ngoại địch thời điểm hắn cũng ở trong quân. Lúc ấy thức ăn thế nào, hậu cần mặt khác cung ứng tập không kịp thời, hắn cảm xúc là sâu nhất, nhật ký ghi lại rất nhiều người hắn còn đều là nhận thức. Hắn lại là từ đã từng sống quỷ vân quyệt ẩn nút chiến trung đi tới, đối các loại che giấu bí mật thủ đoạn đều là kiến thức quá. Hắn kết luận, này bổn sổ nhật ký ghi lại đồ vật hẳn là không chỉ có chỉ có này đó. Hắn nghĩ tới năm đó vẫn luôn dùng để truyền lại dấu dến tin tức một cái biện pháp. Vì thế, hắn đem sổ nhật ký từng trương đặt ở hỏa thượng nướng quả nhiên trong đó vài tờ hiện ra không giống nhau nội dung là danh sách trình gia kia lão đông tây trực tiếp đem danh sách cũng viết vào nhật ký này chỉ sợ mới là trình lão gia tử ở sổ nhật ký mất đi sau tuy rằng nghĩ tới ứng đối biện pháp nhưng nhưng vẫn buồn bực nguyên do đi hắn tuy rằng bằng vào ký ức sao chép một phần đặc vụ của địch danh sách nhưng hắn sợ sổ nhật ký tin tức tiết lộ đi ra ngoài nhiều năm như vậy chưa từng có lại mở ra sổ nhật ký ký ức quá rất nhiều người tên gọi hắn đều quên mất như vậy một phần danh sách ở sổ nhật ký kỹ càng tỉ mỉ danh sách không có mặt thế phía trước tự nhiên là phi thường có giá trị cho nên hắn ở con cháu trước mặt vẫn là rất có nắm chắc có thể giữ được mọi người bộ dáng nhưng trong lén lút hắn lại thường thường cảm thấy sợ hãi đặc biệt ngày đó an chi tự mình đem đoạn nguyệt quý đưa về trình gia sự tình hắn có loại thật không tốt dự cảm tổng cảm thấy an chi có phải hay không đã biết cái gì chẳng lẽ sổ nhật ký thật là đoạn nguyệt quý lấy đi nhưng nàng cũng là trình gia người dùng sổ nhật ký uy hiếp bọn họ làm trình quan hảo hảo đối nàng cũng là được sao có thể sẽ đem sổ nhật ký giao cho an chi đâu trình lão gia tử là không thế nào để mắt nữ nhân từ hắn vì trình quan đem chính mình tiểu nữ nhi coi như trao đổi lợi thế sẽ biết cho nên ở trong mắt hắn nữ nhân cả đời theo đuổi chính là giúp chồng dạy con an ổn độ nhật ngay từ đầu hắn căn bản là không có hoài nghi đến đoạn Nguyệt Quý trên đầu đi, vẫn là đã biết đêm đó mưa to, nàng mất tích một đêm sau mới khởi lòng nghi ngờ. nhưng Đoạn Nguyệt Quý ở Trình Quang nằm viện sau biểu hiện lại quá mức bình thường. tuy rằng Trình Quang vẫn luôn nói Đoạn Nguyệt Quý đối hắn không có một chút thiện ý, nhưng sự thật chứng minh Đoạn Nguyệt Quý vẫn luôn ở trong nhà ngao canh gà mang cho Trình Quang, là Trình Quang vẫn luôn không uống, nàng mới không hề ngao. Đoạn Nguyệt Quý ngao canh gà bổn ý là tưởng hù dọa Trình Quang không nghĩ tới ở trình gia người trong mắt, biến thành nàng đối trình quan yếu thế cùng lưu luyến. Nhưng thật ra làm trình lão gia tử như vậy cáo già không có trước tiên hoài nghi thượng nàng. Hạng quân ở bắt được danh sách sau, lập tức cùng mấy cái đồng lưu thương thảo, sửa đổi kế hoạch, đặc vụ của địch muốn bắt, nhưng trình gia đáng giận, càng là muốn giết gà dọa khỉ. Ấn trong nhật ký chữ viết của sư trình độ, trình lão gia tử được đến này phân đặc vụ của địch danh sách đã thật lâu. Nhiều năm như vậy đi qua, này đó đặc vụ của địch không biết làm nhiều ít tổn hại hoa quốc cùng hoa quốc bá tánh ít lợi sự tình, mà hết thảy này tổn thất, trình gia ít nhất muốn lưng đeo hơn phân nửa trách nhiệm, cái này nhận tri, làm hạng quân cùng hắn đồng liêu nhóm giận không thể ác. Đương nhiên, trình gia thành cái kia bị giết gà cả cảnh hầu gà, mà nhằm vào bùi gia thanh toán, cũng từ âm thầm chuyển tới bên ngoài thượng, bùi gia tràn trọc nghe được trình lão gia tử to gan lớn mật, trong lòng cũng là hung hăng lắp bắt kinh hải, đặc vụ của địch danh sách, hắn làm sao dám giấu xuống dưới nhiều năm như vậy loại chuyện này một khi bị tuôn ra tới bất luận kẻ nào đều cứu không được trình gia bùi gia cùng trình gia tuy rằng xem như minh hữu nhưng ở bùi lão gia tử người như vậy trong mắt đương loại này minh hữu không có bất luận cái gì giá trị thời điểm nên sản khoái vứt bỏ rớt cho nên đương trình lão gia tử tới cửa xin giúp đỡ thời điểm hắn trừ bỏ lãnh trở về chính mình tiểu nữ nhi ngoại cái gì cũng không có được đến hắn tiểu nữ nhi quả thực muốn điên rồi chính mình cực cực khổ khổ vì trình quan lau nhiều năm như vậy mong, chính là tưởng cùng nhà mẹ để đánh hảo quan hệ, làm cho nàng có thể ở bùi gia sinh hoạt thời điểm nhiều một phần tự tin, không nghĩ tới, chỗ tốt không như thế nào vớt được, thế nhưng trực tiếp bị nhà mẹ để liên lụy lui hóa, nàng đã không còn tuổi trẻ, bùi gia tiểu nhi tử đối nàng cũng đã sớm đã không có ban đầu tình thâm nghĩa trọng, nàng tương lai ở nơi nào, trình gia một mảnh gió thảm mưa sầu, tạm thời cũng không rảnh lo ở bệnh viện trình quang đoạn nguyệt quý ở trình gia đại loạn thời điểm liền đi bệnh viện chờ trình gia người phản ứng lại đây còn có cái trình quan muốn cố thời điểm bệnh viện đã sớm đã không có hắn thân ảnh trình quan ở nơi nào đâu ở lần trước đoạn nguyệt quý đem sổ nhật ký giao cho an chi địa phương tức phụ tức phụ ta sai rồi ta không nên đối với ngươi động thủ ta về sau nhất định sửa ta cũng sẽ không lại nói ly hôn sự tình chúng ta trở về hảo hảo sinh hoạt đi được không Đoạn Nguyệt Quý dùng người nhà thân phận giúp Trình Quang làm xuất viện thủ tục, lại cùng Trình Quang nói Trình Gia xảy ra chuyện, người trong nhà làm hắn lập tức trở về nói, mấy ngày nay ở bệnh viện, Trình Quang loáng thoáng là có nghe được người khác nghị luận, cho nên một chút cũng không có hoài nghi liền thay đổi quần áo cùng Đoạn Nguyệt Quý đi rồi, chờ đi ra bệnh viện, Đoạn Nguyệt Quý liền trực tiếp đem người gõ vựng đưa tới nơi này, đối mặt Trình Quang xin khoan dung, nàng không có một chút động dung, đi vào bị trói thành bánh chân Trình Quang trước mặt, nàng hỏi, Tường Vi ở nơi nào? Trình Quang nghe được đoạn Nguyệt Quý hỏi chuyện sau, đồng tử đột nhiên phóng đại, tên này hắn đã thật lâu thật lâu không có nghĩ tới. Đoạn Nguyệt Quý, đoạn Tường Vi, ngươi cùng đoạn Tường Vi, nàng là ta muội muội. Đoạn Nguyệt Quý nói ra những lời này lúc, hung hăng quan Trình Quang một bạc tai, nước mưa đánh vào nàng trên mặt, cùng nàng nước mắt quậy với nhau, ngươi làm sao dám? Nàng lại quan Trình Quang một bạc tai, ngươi làm sao dám? Ăn hai đại bức túi, phun ra mấy cái răng trình quan mộng bức một cái chớp mắt sau trong mắt tụ tập tức giận tiện nhân trình quan nổi giận nói ngươi dám như vậy đối ta trình gia sẽ không bỏ qua ngươi a à, đoạn nguyệt quý cười lạnh trình gia ngươi yên tâm trình gia người thực mau liền sẽ đi xuống bồi ngươi ngươi có ý tứ gì ngươi đem bọn họ làm sao vậy ta nào có cái kia bản lĩnh đoạn nguyệt quý nhìn xuống trình quan nhàn nhạt nói thiện ác đến cùng chung có báo các ngươi trình gia làm như vậy nhiều chuyện xấu, lại hưởng nhiều năm như vậy phú quý, cũng nên đến cùng, nàng từ tay trong túi lấy ra tay. Thương nhắm ngay trình quan đầu, ngữ điệu lạnh băng mà nói, ta hỏi lại ngươi một lần, tường vi ở nơi nào, thấy trình quan không nói lời nào, nàng còn nói thêm, này không phải ngươi lợi thế, ngươi không nói, tự nhiên có mặt khác trình gia người tới nói, bất quá, ngươi liền phải lại nếm chút khổ sở. Đoạn nguyệt quý kiên định ánh mắt cùng vững vàng cầm thương tay, đều nói cho Trình Quang, nàng là nghiêm túc, nàng thật sự sẽ nổ súng đánh chết hắn. Nguyệt Quý, không cần, ta nói, ta nói, vì kéo dài thời gian, Trình Quang nói tận lực cẩn thận, hắn tin tưởng Trình gia người phát hiện hắn không ở bệnh viện nhất định sẽ tìm được hắn. Qua đi, hắn vô luận xông bao lớn tai họa, người trong nhà đều sẽ giúp hắn bãi bình, lúc này, bọn họ cũng sẽ tìm được hắn, chỉ cần hắn kiên trì, ở kiên trì một chút thì tốt rồi. Nguyệt Quý, ngươi không cần kích động. Hắn chậm rãi động đậy thân thể, làm đầu mình rời xa thương. "Khẩu, ta đối Tường Vi là thiệt tình." Hắn thấy Đoạn Nguyệt quý sắc mặt không đúng, lập tức tiếp thượng một câu, "Đương nhiên, ta đối với ngươi càng là thiệt tình." Đoạn Nguyệt quý cười lạnh, nàng một chữ cũng không tin, chỉ ý bảo hắn nhanh lên đi xuống nói, "Ngày đó, ta là thiệt tình thỉnh Tường Vi đến nhà ta ăn cơm, thấy gia trưởng, ta thật sự cảm thấy nàng thật đặc thù, tưởng cùng nàng xác lập đối tượng quan hệ." không nghĩ tới đoạn tường vi lại rắp tâm hại người, trực tiếp mang theo độc dược vào nhà hắn, nàng cũng là thật sự đơn xuẩn, bọn họ nhân gia như vậy, sao có thể không đối người ngoài có phòng tâm, chính là đoạn nguyệt quý như vậy cùng trình quan chính thức đăng ký kết hôn người đều không có được đến trình gia người tán thành, đoạn tường vi như vậy thân phận, trình gia người từ trước đến nay là chướng mắt, ngày đó cái gọi là mang nàng về nhà ăn cơm nhận thức trong nhà trưởng bối, cũng là vì hắn cùng người đánh cuộc thua, bất đắc dĩ mà làm chi. Đương nhiên, trình gia người thái độ một chút cũng không tốt. Đoạn tường vi lại không phải thật sự tới ăn cái gì nhận thân cơm. Cùng trình gia người lá mặt lá trái một phen sau, liền nói muốn đích thân xuống bếp cấp trình gia người làm vài món thức ăn. Trình gia người cho rằng nàng là khúc ý nịnh hót, căn bản không có đương hồi sự, trực tiếp làm làm giúp bác gái mang nàng đi phòng bếp. Đoạn tường vi làm một đại phân dược thiện, bưng lên bàn thời điểm, trình gia người đã đi rồi mấy cái, này thật không có quan hệ cùng lắm thì nàng đợi lát nữa đem người tìm ra các, cũng giống nhau, không nghĩ tới, trình gia người lại là như vậy cẩn thận, thế nhưng còn làm nàng ăn trước một nguồn, đây là làm nhiều ít chuyện xấu, mới có thể như vậy sợ hãi phòng bị, nàng là tưởng lộng chết trình gia người xong hết mọi chuyện, nhưng không có nghĩ phải cho bọn họ chôn cùng, trình gia người xác thật đối người ngoài có phòng bị tâm, nhưng đối với trình quan mang về tới đoạn tường vi, bọn họ đảo cũng không có như vậy phòng bị, chỉ là chướng mắt, chỉ có thể nói, đoạn tường vi ý nghĩ chính là không có vấn đề cách làm cũng không có vấn đề mấu chốt là nàng hướng dược thiện hạ dược thời điểm không cẩn thận bị cái kia bác gái cấp thấy được sau đó báo cho trình lão gia tử lúc này mới có trình lão gia tử muốn cho đoạn tường vi chính mình uống trước một chén sự tình đoạn tường vi không uống trình gia người liền trực tiếp làm khó dễ song quyền khó địch nhiều tay đoạn tường vi bị bắt lấy trình gia người từ trình quan nơi đó hỏi ra sở hữu sự tình trải qua sau cảm thấy lưu trữ đoạn tường vi nguy hiểm quá lớn, vì thế, trình gia người trực tiếp đối nàng hạ độc thủ, nàng ở nơi nào? Đoạn nguyệt quý chịu đựng đau lòng hỏi, ném hậu viện giếng. Trình Quang nói, giải quyết trước đoạn cường vi sau, bọn họ sợ có người sẽ tìm nàng, liền tìm người làm bộ thành nàng bộ gián đi một chuyến ga tàu hỏa, làm ra rời đi biểu hiện giả dối, cho nên, cái kia mục kích chứng nhân là thật sự, chẳng qua, hắn sợ thấy chân tướng là trình gia người làm hắn thấy. Trình Quang đã tận lực kéo dài thời gian, nhưng Trình Gia Người vẫn là không có tìm tới. Cái này nháy mắt, hắn thật sự có chút tuyệt vọng. Trình Gia Người nhưng thật ra tưởng tự mình tới tìm hắn. Nề hà, bọn họ hiện tại tự thân khó bảo toàn, đã người một nhà chỉnh chỉnh tề tề bị đưa tới cục công an. Trình Quang đột nhiên mất tích, Trình Gia Người tự nhiên là lo lắng. Nhưng lúc này, bọn họ thế nhưng phân biệt không ra, Trình Quang là mất tích hảo đâu, vẫn là cùng bọn họ cùng nhau bị trảo hảo. Cuối cùng, rốt cuộc là trình lão gia tử hạ quyết tâm hắn đối công an nói ta có thể phối hợp điều tra nhưng các ngươi đến trước giúp ta tìm được tôn tử hắn mất tích nghe xong hắn nói sau công an cũng tương đối coi trọng chuyện này trình quan làm trình gia người vốn dĩ chính là muốn quy án công an liền phái người đi ra ngoài tìm hạng quân được đến tin tức thời điểm liên hệ an chi hỏi nàng có biết hay không trình quan rơi xuống an chi theo bản năng liền nhớ tới mấy ngày hôm trước đoạn nguyệt quý mang nàng đi các nàng tỉ muội thường xuyên trộm gặp mặt địa phương, ta không xác định hắn ở nơi nào. An Chi trả lời nói, ta giúp đỡ cùng nhau tìm xem đi. Treo điện thoại sau, An Chi trực tiếp lái xe đi trước nhà xưởng, kinh thành công an hiệu suất vẫn là rất cao. Hơn nữa trình quan mất tích thời gian cũng đoạn, bọn họ thực mau liền tìm tới rồi giấu vết để lại. An Chi ở nhà xưởng phụ cận đụng phải công an, xảo không phải, vẫn là tàu sáng dương mang đội. An Chi đồng chí, ngươi như thế nào cũng tới nơi này a à? tào sáng dương hỏi không phải nói trình quan mất tích sao ta phía trước tiếp nhiệm vụ cùng hắn có chút quan hệ liền giúp đỡ cùng nhau tìm xem an chi trả lời như vậy a à, vậy ngươi thật là lợi hại lập tức liền tìm tới rồi nơi này chúng ta là bài tra xét thật lâu mới tìm được nơi này phải không an chi cười khen tặng một câu kia tốc độ cũng thật nhanh các ngươi điều tra quá phụ cận sao không chúng ta cũng vừa đến tào sáng dương trả lời như vậy a à, ta đây lấy đem dù cùng các ngươi cùng nhau điều tra đi. An Chi nói xong, liền nhiên người đi lấy ghế điều khiển phụ phía dưới ô che mưa. Bá! Nàng tay viện tay lái không người thời điểm, không cẩn thận, ấn vang ô tô loa. Nàng có chút ngượng ngùng ý bảo một chút trong tay ô che mưa, nói, mau cút đến ghế dựa phía dưới, nhất thời không có sờ đến. Tào sáng dương tuy rằng có chút kỳ quái An Chi như thế nào sẽ lấy đem ô che mưa cũng như vậy cố sức, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều. Hắn đối An Chi lự kính thật sự quá dày, thấy An Chi xuống xe, còn theo bản năng đem dù căng qua đi, cấp An Chi trắng một chút vũ, cảm ơn. An Chi nói xong, căng ra chính mình ô che mưa, cùng mấy cái công an cùng nhau ở phụ cận tìm tòi, đoạn nguyệt quý vốn dĩ đều phải khai. Thương, nghe được ô tô loa thanh sao, liền thu hồi thương, trình quan vui vẻ, người trong nhà rốt cuộc tìm tới, hắn đang muốn nói làm đoạn nguyệt quý dứt khoát thả hắn hắn giúp đỡ ở nhà người trước mặt cầu cái tình gì đó lời nói còn không có xuất khẩu đã bị đoạn nguyệt quý cắt hầu dọa 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 trình quan phát ra vài tiếng ngắn ngủi dọa thanh sau liền không có hơi thở đoạn nguyệt quý thu hảo chủy thủ bước nhanh rời đi nơi này vũ càng thêm lớn trực tiếp cọ rửa rất nàng đã tới nơi này dấu vết an chi cùng tàu sáng dương bọn họ tìm tới nơi này thời điểm đã quá muộn trình quan đều đã lạnh bọn họ đều là nhìn quen loại chuyện này vài người biên điều tra chung quanh biên ký lục án phát địa điểm chờ yếu tố chờ một bộ lưu trình đi xuống tới đi chung quanh điều tra công an trở về lắc đầu nói cái gì cũng không có phát hiện thời điểm bọn họ liền đem trình quan mang về an chi đồng chí chúng ta phải về cục công an báo cáo kết quả công tác lần sau có cơ hội cùng nhau ăn cơm ta vẫn luôn tưởng cảm tạ ngươi lần trước đã cứu ta ca khi lần sau ước thời gian an chi cười nói nàng cảm thấy này bữa cơm khả năng muốn sẽ không bao giờ bởi vì trình gia xa lưới, danh sách trồi lên mặt nước, kế tiếp chính là bắt người. Tào sáng dương bọn họ có vội đâu. An Chi đánh cửa xe phía trước quay đầu lại nhìn thoáng qua hiện trường vụ án sau, liền lái xe đi rồi. Đoạn Nguyệt Quý về tới đã từng cùng đoạn tường vi trụ phòng ở, ở bên trong đổi hảo quần áo, xử lý hảo tự mình sau, thông thả ung dung trở về trình gia. Đương nhiên, nàng cuối cùng cũng bị công an mang đi hiệp trợ điều tra. Trình gia ở Kinh Thành cũng là có tên có họ nhân gia, bỗng nhiên liền như vậy toàn bộ bị mang đi cục công an khẳng định là sẽ rơi vào có chút người trong mắt trong lúc nhất thời làm chuyện trái với lương tâm người bắt đầu lo lắng tiếp theo cái có thể hay không chính là bọn họ gia không có làm chuyện trái với lương tâm chạy nhanh triệu tập người trong nhà mở họp hỏi bọn hắn có hay không đã làm sự tình gì có lời nói chạy nhanh nói ra nên bồi thường bồi thường nên phụ trách phụ trách trong lúc nhất thời kinh thành không khí đều hảo rất nhiều này trong đó nhất hoảng nhân gia phải kể tới bùi gia bùi gia lão gia tử vốn dĩ liền suy đoán lần trước trộm săn tập đoàn sự kiện sau nhà bọn họ sẽ bị người cấp theo dõi lúc này hảo trình gia trực tiếp đã bị thanh toán này kinh thành ai không biết trình gia là bùi gia che chở bọn họ cho thấy khó giữ được trình gia còn đem trình gia tiểu nữ nhi đưa về nhà mẹ để là một chuyện nhưng động thủ trảo trình gia người không hề cố kỵ là một chuyện khác bùi lão gia tử đem chính mình nhốt ở trong thư phòng cả đêm rốt cuộc làm ra quyết định, cùng với giống trình gia giống nhau tôn nghiêm quét rác bị mang đi cục công an, không bằng hắn giả từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, dùng chính mình ẩn lui giữ được bùi gia những người khác, bùi lão gia tự nghĩ đến thật tốt quá, hạng quân sẽ cho hắn cơ hội như vậy sao, khi tự nhiên là sẽ không, trình gia xa lưới sau ngày hôm sau, cũng chính là bùi lão gia tử gian nan làm ra quyết định sau, hạng quân, an chi, cùng một chúng công an vào cửa. An Chi là hạng quân cố ý kêu tới. Nghe nói, Bùi gia có rất nhiều cung phụng, thủ đoạn đều không tầm thường, An Chi cùng nhau lại đây, có thể phi thường hữu hiệu giảm bớt công an đồng chí thương vong, sự thật cũng là như thế, Bùi lão gia tự thấy sự không thể vì trong lòng thiên nhân giao chiến một phen, thấy công an đã bắt đầu bắt người, hắn giận dữ, đang muốn phát tác, liền thấy An Chi đứng ở trong đám người, vì thế, hắn dưới sự giận dữ, nổi giận một chút sau, liền nhận mệnh, trải qua bọn họ kỹ càng tỉ mỉ ra xét sau. Bọn họ đã biết tân ca thủ hạ nhóm là như thế nào mất tích, bọn họ là chính mình lăng tiếng quân viện bên cạnh Ám Lao, hắn tuổi tác lớn, trừ bỏ ném không dậy nổi người nọ ngoại, cũng là sợ chính mình còn không có lăng tiếng cục công an đâu, trực tiếp liền treo, vậy thật sự vạn sự toàn hưu, bùi gia thúc thủ chịu trói, làm rất nhiều có vấn đề, đang ở quan vọng gia tộc trong lòng càng thêm lo sợ nghi hoặc lên, liền bùi gia đều đổ, bọn họ còn có tương lai sao? Bọn họ còn có hay không tương lai không có người biết nhưng bọn hắn nhật tử không hảo quá là khẳng định này trong đó cũng bao gồm trình quan mấy cái hồ bằng cẩu hữu gia tộc gần nhất đoạn thời gian kinh thành cơ hồ mỗi ngày đều có gia tộc bị trảo đi vào lại có người thẩm tra không có việc gì sau bị thả ra đoạn nguyệt quý bị thả ra thời điểm an chi đi tiếp nàng đa tạ đoạn nguyệt quý nói không cần cảm tạ ta không phải tạ ngươi tới đón ta đoạn nguyệt quý nói ta là tạ ngươi lần trước cho ta báo động trước an chi nhìn nàng một cái cười nói nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì đi nơi nào đưa ngươi qua đi đoạn nguyệt quý cũng cười nói ta có hay không cùng ngươi nói lên quá ta lỗ tai đặc biệt nhanh nhạy giống như không có hai người nhìn nhau cười ăn ý bóc qua này ra đem đoạn nguyệt quý đưa đến trình gia cửa sau an chi hỏi thật sự không cần ta hỗ trợ sao đoạn nguyệt quý cười lắc đầu nói không cần ta muốn hôn tự đưa tường vi ta đây đi rồi đa tạ đoạn nguyệt quý nhìn an chi rời đi phương hướng lại trịnh trọng nói một tiếng tạ chờ nàng an tán hảo đoạn tường vi sau đoạn nguyệt quý tìm được rồi lúc trước bị trình quan thu mua sau đem đoạn tường vi ước đi ra ngoài hạ dược đồng sự lúc này nàng không có giết người nàng trực tiếp vế đi đối phương một chân nàng động thủ thời điểm là dùng ám kình chân là trị không hết hoặc là vị này đồng sự liền trực tiếp nhận mệnh tiếp thu chính mình tương lai sẽ biến thành người què sự thật hoặc là nàng liền nghĩ mọi cách cho chính mình trị liệu tan hết gia tài, không chỉ có lúc trước từ trình quan nơi đó bắt được tiền trà nước phải tốn đi ra ngoài, chính là nàng chính mình tích tụ cũng đừng nghĩ giữ được, đương nhiên, cuối cùng rất lớn xác suất là làm vô dụng công, nếu nàng may mắn trị hết chân cẳng, đoạn nguyệt quý cũng sẽ không lại đối nàng xuống tay, hết thảy liền xem thiên ý đi, làm xong này hết thảy, nàng liền chuẩn bị rời đi kinh thành tiếp tục từ trước sinh sống, nàng gọi điện thoại cấp an chi, báo cho nàng tính toán của chính mình, hơn nữa lại lần nữa cảm tạ An Chi cho nàng trợ giúp, thân phận của nàng là chịu không nổi tế cứu, có thể như vậy thuận lợi từ lần này sự kiện trung thoát thân, An Chi hẳn là ở trong đó ra không ít lực, nàng vô cùng cảm kích, An Chi biết được nàng phải rời khỏi kinh thành, liền nói đưa nàng đi nhà ga, sau đó, nàng đi một chuyến cục công an giam giữ trình gia người địa phương, ngày hôm sau, An Chi đem đoạn nguyệt quý đưa đi nhà ga thời điểm, đem một trương chứng minh cho nàng, là ly hôn chứng minh, này. Trình Quang đã chết, đoạn nguyệt quý trước nay đều không có nghĩ tới, chính mình còn có thể có này trương ly hôn chứng minh, vì cấp đoạn tường vi báo thù, nàng trả giá rất nhiều, nhưng có thể đem toàn bộ trình gia nhổ tận gốc, nàng một chút cũng không hối hận, duy nhất cảm thấy không thoải mái, chính là chính mình trên người còn có một cái trình quan vị vong nhân thân phận, nhưng nàng có thể tưởng minh bạch, cho nên cũng không rối rắm, không nghĩ tới, An Chi sẽ đưa cho chính mình tốt như vậy một phần sắp chia tay lễ vật, cảm ơn ngươi. An Chi, Đoạn Nguyệt Quý cảm kích nói, không cần cảm tạ, về sau hảo hảo là được. An Chi vỗ vỗ nàng bả vai, cười nói, thuận buồn xuôi gió a, à, ân. Ngươi cũng bảo trọng, hai người cáo biệt sau. An Chi liền lái xe trở về nhà, sự tình phía sau liền không có chuyện của nàng lạp. Sau đó, An Lập tính lại bắt đầu bận rộn lên. Lần này, bọn họ là hạ định rồi đại quyết tâm muốn đem Hoa Quốc đại sâu mọt đều diệt trừ như bùi da như vậy ở kinh thành ăn sâu bén rễ gia tộc cũng không có tránh được huống chi mặt khác có vi phạm pháp lệnh ký lục gia tộc kinh thành đã làm chuyện xấu nhân gia có thể nói nhân tâm hoảng sợ nhưng hiểu biết chân tướng sau bá tánh lại là hân hoan nhảy nhót này luôn biến cố sau kinh thành rất nhiều chức năng bộ môn bắt đầu thiếu người bình thường chức vị người còn có thể mặc hướng xã hội triệu tập dự thi nhưng có chút vị trí không có kinh nghiệm không có đức hạnh không có uy vọng là trấn không người ở vì thế xa ở cửu sơn đại đội sản xuất nghiêm an hoa trước tiên mấy năm bị sửa lại án xử sai tiếp trở về kinh thành đồng thời lúc trước bị hạ phóng rất nhiều người cũng bắt đầu sửa lại án xử sai phản hồi công tác cương vị như vậy biến hóa là an chi sở liệu chưa kịp nhưng như vậy biến hóa nàng thực thích nàng còn nhớ rõ cái kia cho dù bị hạ phóng cũng còn đuổi theo tạ huyễn không cho phép hắn nhúng chàm tập thể tài sản lão nhân kinh thành vững vàng vượt qua lần này biến động thực mau khôi phục thường lui tới trật tự Nghiêm An Hoa trở lại kinh thành sau, chủ động cùng An Gia đi lại, cùng An lập tính cũng ngoài ý muốn nói tới. Hắn từ trước thân bằng biết hắn không chỉ có không có việc gì, còn quan phục nguyên chức sau, sôi nổi lại đây chúc mừng phàn quan hệ, hắn giống nhau đều không tiếp đãi Sau này quãng đời còn lại, hắn trừ bỏ vì nước tận trung, chính là che chở An Chi. Một tháng sau, An Chi nhận được một cái bao vây, bên trong trừ bỏ một ít quý trọng lễ vật ngoại, còn có một phong thơ, là đoạn nguyệt quý gửi lại đây nàng nói nàng đã bình an tới rồi biên quan cũng một lần nữa bắt đầu rồi chính mình sinh hoạt làm nàng an tâm lúc sau các nàng vẫn luôn cũng không có chặt đứt liên hệ lần này an chi là thật thật sự sự nghỉ ngơi thật lâu lâu đến tông ly vì nàng loại hoa rất nhiều đều đã khai ra nụ hoa không nghĩ tới ngươi còn có như vậy tay nghề an chi nhìn một mảnh vui sướng hướng vinh tiểu viện tử thiệt tình khen tông ly ta còn có rất nhiều hoa loại chờ ta chậm rãi đem chúng nó đều trồng ra cái này tiểu viện về sau liền sẽ hàng năm hoa khai bất bại đúng rồi người thân thể rèn luyện đến thế nào an chi quan tâm hỏi lần trước thần nông giá chỗ sâu trong thuần thanh thạch bổ tề thiên lậu thời không thông đạo xuất hiện thời điểm hai giới ngắn ngủi tương thông tông ly trực tiếp hấp thu linh khí vì mình dùng dự trữ rộng lượng linh khí ở chính mình kinh mạch sau khi trở về tông ly liền cùng an chi nói chính mình rèn luyện thân thể linh khí đã đủ rồi không cần an chi tiếp tục đương cục sạc phía trước an chi không có làm tông ly cùng nhau chấp hành nhiệm vụ trừ bỏ bởi vì trình gia nhiệm vụ không đề cập thần dị sự tình nàng chính mình có thể ứng phó ngoại cũng là tưởng cấp tông ly cũng đủ thời gian rèn luyện thân thể đã hoàn toàn hảo tông ly cười nhéo cái mưa xuống quyết ném ở tiểu viện tử trên không mãn viện tử hoa toàn bộ không gió lay động hiển nhiên chúng nó đều phi thường thích hàm chứa linh khí mưa nhỏ hiện tại linh khí càng thêm khó hấp thu người tỉnh điểm dùng a An Chi dặn dò nói, Tông Ly bật cười, kiên nhẫn cấp An Chi giải thích nói, yên tâm đi, chân lông trong cơ thể là có một bộ chính mình tuần hoàng, chỉ cần thân thể rèn luyện hảo sau, này bộ tuần hoàng liền sẽ tự động bắt đầu dùng, ta không bao giờ sẽ giống như ngươi nói vậy tùy thời sẽ không điện, kia thực hảo A, về sau ngươi chính là mạnh nhất chiến lực A, Tông Ly lắc đầu, hoàn cảnh đối thân thể của ta không có không có ảnh hưởng, nhưng đại quy tắc phán định nơi này là mạt pháp thế giới sau, với ta như vậy tồn tại, rất nhiều lực sát thương đại thuật pháp là sẽ bị hạn chế gián cấp, thậm chí vô pháp sử dụng, An Chi gật gật đầu, tỏ vẻ lý giải, lần trước thời không thông đạo mở ra sau bị mang đi linh vật đều là nguyên bản liền sinh hoạt ở thần nông giá, ai biết trên thế giới này cái nào trong một góc có phải hay không còn ngủ say một đầu thượng cổ cự thú, nếu đại quy tắc không có hạn chế nói, khi đối phương liền cơ hồ là vô địch tồn tại. Nó nếu giống tông ly giống nhau tâm tính bình thản lại bởi vì An Chi đối thế giới này tràn ngập thiện ý còn hảo chút, nếu nó có tâm tác loạn nói, này thiên hạ liền phải đại loạn. An Chi cùng Tông Ly đang ở tiểu viện nơi này thảo luận về sau Tông Ly có thể phát huy ra nguyên bản thực lực vài phần, có thể hay không làm An Chi ngược hướng cục sạc thời điểm, Hạng Quân bên kia nhận được một chiếc điện thoại, cái gì? Vưu Khê cùng Phượng Triều hư hư thực thực bị nhốt, rơi xuống không rõ. Hạng Quân trực tiếp từ trên chỗ ngồi đứng lên, ngươi từ nơi nào được đến tin tức hạng quân hỏi hành vậy ngươi tới một chuyến ta văn phòng chúng ta nói tỉ mỉ hạng quân treo điện thoại sau không có bao lâu bàn độ liền gõ vang lên cửa văn phòng tiến vào ngồi sao lại thế này hạng quân đi thẳng vào vấn đề hỏi ngươi biết đến ta tin tức võng vẫn luôn ở khuếch trương bàn độ nói đến thấy hạng quân gật đầu hắn liền tiếp tục đi xuống nói trước hai ngày ta nhận được một tin tức vu khê cùng phượng triều nhiệm vụ rất sớm liền hoàn thành theo lý thuyết bọn họ đã sớm hẳn là trở lại kinh thành báo cáo công tác chỉ là lần này nhiệm vụ chung bọn họ ngoài ý muốn tìm được rồi mục tiêu cùng vu khê thân thế có quan hệ manh mối đây là nhiều năm như vậy vu khê ly chính mình thân thế gần nhất thời điểm bọn họ cơ hồ không có do dự liền đuổi theo manh mối mà đi này đó ta biết vu khê đã từng gọi điện thoại hướng ta báo bị quá bàn độ gật đầu tiếp tục nói Ta nói chính là Vưu Khê cùng Phượng Triều đuổi theo manh mối đi, đánh với ngươi quá điện thoại chuyện sau đó, bởi vì bàn độ tin tức võng cơ hồ trải rộng các nơi, đệ nhất quân tổ viên ra nhiệm vụ, biết cái này địa phương có bàn độ tin tức võng ở, liền sẽ thói quen tính đem chính mình tin tức truyền cho địa phương tin tức võng. Bọn họ cuối cùng cấp ra tin tức là muốn đi vào thập vạn Đại Sơn tìm tòi đến tục cùng, chính là thập vạn Đại Sơn cũng nên vây không được bọn họ hai người đi. Hạng quân hỏi, bàn độ lắc đầu, bình thường thời điểm tự nhiên là vây không được bên kia truyền đến tin tức thập vạn đại sơn không biết vì cái gì gần nhất thường có dị động dị động đúng vậy bàn độ lấy ra một phần báo cáo giao cho hạng quân đây là ta căn cứ thu được tin tức tập hợp sau viết báo cáo ngươi xem một chút hạng quân mở ra báo cáo bàn độ tiếp tục đi xuống nói cùng theo năm rồi số liệu thập vạn đại sơn vẫn luôn là tương đối an ổn tuy rằng nơi đó mặc định cư rất nhiều không cùng ngoại giới liên hệ giao lưu cổ xưa tộc đàn nhưng là bọn họ đều phi thường an phận ở chính mình địa bàn thượng sinh hoạt cơ hồ không gặp phải nhiễu loạn lại bởi vì thập vạn đại sơn địa thế hoàn cảnh đều cực kỳ phức tạp không quen thuộc người đi vào muốn toàn thân mà lui đều khó cho nên cái này địa phương trước mắt còn không có thiết thực hữu hiệu biện pháp tới thống trị nhưng là gần nhất thập vạn đại sơn vẫn luôn có thường xuyên địa chấn địa chấn không phải động đất hạng quân hỏi bàn độ lắc đầu là địa chấn còn không có đạt tới động đất tiêu chuẩn nhưng địa chấn tần suất cùng biên độ đều ở dần dần bay lên hiện tại nơi đó ngầm truyền lưu ra một cái cách nói nói là từ trước ngủ say ở thập vạn đại sơn thần linh muốn thức tỉnh mỗi lần có loại này cùng loại đồn đãi ra tới liền sẽ xuất hiện một đống lớn hãm hại lừa gạt thần côn nếu bọn họ chỉ là lừa tài cuối cùng đem người bắt đem bá tánh tổn thất bổ thượng cũng là được nhưng bọn họ thường thường sẽ nhân vi chế tạo thần tích lừa gạt dân bản xứ tín ngưỡng sau liền sẽ yêu cầu bọn họ hiến tế này cùng an chi lúc trước phụ trách cái kia án tử có chút tương đồng bàn độ nói đến bất đồng chính là cái kia trong thôn người là ngu muội mà thập vạn đại sơn phụ cận bá tánh còn lại là bị lừa này đó thần côn sẽ không lại làm cái gì hà thần tân nương gì đó tới hại nhân tính mệnh đi hạng quân lạnh lùng nói bàn độ lắc đầu trước mắt còn không có thu được loại này tin tức nhưng năm rồi thập vạn đại sơn có dị động thời điểm những cái đó thần côn đa dạng chồng chất sự tình vẫn luôn không có thiếu quá, ta tiếp tục nói vưu khê cùng phượng triều sự tình. Đề tài có chút xả xa, bàn độ vội vàng lại nói lên chính sự, bọn họ tiến vào thập vạn đại sơn phía trước đã từng cùng địa phương tin tức chỗ nói lên quá kế hoạch của chính mình, bọn họ dự bị dùng một tháng thời gian tới ra vưu khê thân thế, nếu không có sao văn, liền trở lại kinh thành. Vưu Khê tuy rằng muốn biết chính mình thân thế, nhưng cũng cũng không chấp nhất, hắn kỳ thật càng muốn biết chính mình cùng phượng triều vì cái gì sẽ có dị năng một tháng kỳ hạn đã sớm tới rồi bọn họ không có bất luận cái gì tin tức ta người phân tích bọn họ rất lớn có thể là bị nhốt ở thập vạn đại sơn mặt khác bàn độ lại đem một khắc phân báo cáo đưa cho hạng quân bọn họ ở phụ cận định cư bá tánh nơi đó nghe được thập vạn đại sơn mấy cái truyền thuyết đều cùng thần dị sự kiện có quan hệ hạng quân khép lại báo cáo nghĩ nghĩ sau nói ta làm an chi đi một chuyến thập vạn đại sơn Đệ 68 chương, An Chi cùng Tông Ly nói trong chốc lát lời nói sau, Tông Ly chuẩn bị cấp An Chi điều hoa lộ uống. Đây là lúc trước ấu trạch hoa linh tiến cống cho ta bách hoa lộ, căn cứ hoa linh cách nói, này bách hoa lộ uống lên không chỉ có có thể mỹ dung dưỡng nhan, còn có thể bài trừ trong cơ thể dư thừa độc tố, thực thích hợp nữ đồng chí dùng để uống. Niệm xong, quảng cáo từ, Tông Ly lấy ra một cái bình ngọc, dùng thuật pháp mở ra nút bình, bên trong là đặc sệt kim hoàng sắc chất lỏng, dưới ánh mặt trời ẩn ẩn còn có kim sắc ở trong bình lưu chuyển, An Chi ngửi được một cổ nồng đậm thanh hương, biết đây là thứ tốt, cười thúc giục Tông Ly nhanh lên điều chế hoa lộ, nàng muốn uống, nữ đồng chí sao, nào có không yêu Mỹ, bài độc dưỡng nhan gì đó, ai không thích, Tông Ly từ chính mình trong không gian lấy ra một bộ tử ngọc lưu ly ly, lại lấy ra mấy ngày hôm trước cố ý tiếp vô căn thủy, đang chuẩn bị điều hoa lộ cấp An Chi nhấm nháp thời điểm, điện thoại vang lên, ta đi trước tiếp một chút điện thoại. Tông Ly đem bách hoa lộ giao cho An Chi, đi trong sương phòng tiếp điện thoại. Cái này sương phòng nguyên bản là không, điện thoại liền còn đâu nơi này. Hiện tại, bên trong cũng phóng đầy đủ loại hoa cỏ. Sương phòng môn vừa mở ra, An Chi liền thấy được mãn phòng đủ mọi màu sắc nụ hoa. Giờ khắc này, nàng nhìn Tông Ly bóng dáng ánh mắt rốt cuộc có một ít biến hóa. Nàng là nhất biết Tông Ly thân thể vấn đề. Rèn luyện thân thể đối Tông Ly tới nói không chỉ là khôi phục thực lực sự tình, vẫn là tử sinh đại sự một khi tông ly rèn luyện thân thể thất bại vận khí tốt điểm tiếp tục ngủ say trăm vạn năm chờ đợi tiếp theo cái kỳ ngộ tỉnh lại vận khí không hảo điểm khả năng trực tiếp liền đi bồi hắn long cha nàng đã từng đề qua không quá yên tâm muốn canh giữ ở tiểu viện tử vạn nhất tông ly rèn luyện thân thể có cái gì ngoài ý muốn nàng cũng có thể giúp một chút nhưng tông ly nói cho nàng rèn luyện thân thể chỉ có thể dựa chính hắn người khác giúp không được gì làm an chi an tâm vội chính mình sự tình hắn có nắm chắc có thể thuận lợi rèn luyện hảo thân thể kết quả cũng chính như hắn bảo đảm như vậy hắn thuận lợi rèn luyện hảo thân thể của mình an chi nhìn quanh bốn phía này đó hoa là nàng thuận miệng nói thích sau đó tông ly ở rèn luyện thân thể rất nhiều còn đem tiểu viện chế tạo thành một cái hoa viên nhỏ có rất nhiều hoa đều là côn luân sách cổ đều có ghi lại thượng cổ kỳ hoa muốn nuôi sống dưỡng hảo phi thường không dễ dàng an chi thực cảm động đương nhiên nàng cũng phi thường rõ ràng cảm động không thể trở thành cảm tình. Nhưng một người trong miệng nói thích, cùng làm được hành vi biểu đạt chính mình thích, nàng cảm thụ là không giống nhau. Nàng phi thường rõ ràng, không cần dễ dàng tin tưởng người khác trong miệng nói như thế nào như thế nào thích, muốn xem hắn là cái dạng gì hành động tới biểu đạt phần yêu thích này. Lúc này An Chi bắt đầu nghiêm túc suy xét, chính mình nếu ngày nào đó thật sự tưởng xử đối tượng thời điểm, Tông Ly giống như thật sự thực thích hợp. Đầu tiên diện mạo khí chất này khối có thể dùng không thể bắt bẻ tới hình dung. An Chi kiếp trước kiếp này đều không có tái kiến quá so Tông Ly càng thêm làm người kinh diễm nam đồng chí, vô song công tử cảm giác, hơn nữa chút ngẫu nhiên lộ ra ngoài khí phách, loại này hơi mang chút mâu thuẫn khí chất, thực có thể hấp dẫn người, mặt khác, chính là thực lực của hắn, từ trước, cho dù là yêu cầu An Chi nạp điện, thời điểm, hắn sức chiến đấu cũng là ở An Chi phía trên, mấu chốt là, hắn mỗi lần cũng đều là xông vào An Chi phía trước, thả chưa từng có tranh công gì đó, này liền rất khó được cuối cùng, mấu chốt nhất chính là, Tông Ly đem An Chi nói đặt ở trong lòng, hơn nữa dùng chính mình hành động biểu đạt chính mình để ý, này đó ở An Chi nơi này đều là thêm phân hạng, đáng tiếc, An Chi hiện tại thật sự không có sự đối tượng tâm tư, đảo không phải nàng còn không có từ kiếp trước kia đoạn ngắn ngủi mà thất bại hôn nhân đi ra, mà là, nàng cảm thấy chính mình hiện tại có tiền có yêu thích công tác, người nhà cũng đều tìm được rồi, đối chuyện tình cảm thật đúng là chưa từng có suy xét quá nàng tạm thời cũng còn không nghĩ suy xét, nàng cúi đầu nhợt nhạt ngửi một ngụm bình ngọc bách hoa lộ mùi hương, thấm người phế phủ mùi hương, làm nàng cả người thần thanh khí sản lên, nhưng, nếu nàng khi nào muốn suy xét kết hôn, Tông Ly ở lúc ấy còn không có thay đổi tâm ý nói, nàng tưởng, Tông Ly hẳn là liền sẽ là nàng quy túc, An Chi không có nhìn đến, chính mình làm hạ quyết định này thời điểm, trên mặt là mang theo nhạt nhẽo hạnh phúc tươi cười, Tông Ly treo điện thoại sau, ra tới đối An Chi nói, hạng quân tìm ngươi hẳn là có tân nhiệm vụ ta đây qua đi nhìn xem an chi đem bách hoa lộ đưa cho tông ly bước nhanh hướng cách vách cách vách đi đến tông ly đạm đạm cười nói câu ta điều hảo bách hoa lộ chờ ngươi trở về nhấm nháp hảo an chi giấu thượng tiểu viện môn cười rời đi lão đại là có tân nhiệm vụ sao hạng quân liền đem vừa mới cùng bàn độ đối thoại cùng nàng nói một lần nhiệm vụ lần này chủ yếu là tìm được vưu khê cùng phượng triều mặt khác có thể biết rõ ràng thập vạn đại sơn dị động tốt nhất nếu sự không thể vì hết thảy lấy các ngươi an toàn làm trọng thập vạn đại sơn bao dung địa phương quá rộng lớn thật sự xảy ra chuyện gì không phải nhân lực có thể nghịch chuyển đây là bàn độ vừa mới cho ta báo cáo ngươi nhìn xem an chi tiếp nhận báo cáo tinh tế nhìn lên ta đã biết lão đại ta sẽ đem vưu khê cùng phượng triều an toàn mang về hảo chính ngươi cũng chú ý an toàn ra hạng quân văn phòng sau an chi liền đi tìm bàn độ nhiệm vụ lần này chi tiết nhất rõ ràng người hẳn là chính là hắn ta biết đến sự tình đã đều cùng lão đại nói bàn độ đem trong tay tư liệu đệ đơn sau đó hắn đối an chi nói thập vạn đại sơn ngọn nguồn ngươi biết không an chi lắc đầu cái này nàng thật sự không biết bàn độ liền nói tương truyền vùng duyên hải thường xuyên có hải yêu nhiễu dân thả thường xuyên ở trong biển tác quái dẫn tới nước biển chảy ngược vùng duyên hải bá tánh khổ không nói nổi thiên đế vì trừ yêu cũng vì còn vùng duyên hải bá tánh một mảnh an bình phái ra thần lực mạnh nhất chiến thần tiến đến trừ yêu nghe nói chiến thần cùng hải yêu đánh trời đất u ám vẫn là không có phân ra thắng bại cuối cùng thiên đế xin giúp đỡ phật tổ phật tổ dùng đại thần thông đưa tới thập vạn đại sơn mới đem hải yêu trấn áp thấy an chi nghe được nghiêm túc bàn độ cười nói đây là thập vạn đại sơn như thế nào hình thành truyền lưu nhất quản truyền thuyết đương nhiên cũng có mặt khác ta đều ký lục xuống dưới ở chỗ này Người có hứng thú có thể nhìn xem, hắn đem trên tay thật dày một sấp tư liệu đưa cho An Chi, hữu nghị đưa tặng, không cần trả ta, An Chi bật cười, cảm ơn bàn thúc, ta đây đi lạp, An Chi, ân, chú ý an toàn, vưu khê cùng phượng triều năng lực ở đương thời cũng thuộc về người xuất sắc, có thể đem bọn họ vây khốn địa phương tính nguy hiểm khẳng định không thấp, hết thảy, lấy chính người an nguy làm trọng, đã biết, bàn thúc, ta sẽ mang theo bọn họ bình an trở về, An Chi cầm tư liệu trở lại tiểu viện thời điểm. Công ly đã điều hảo hương lộ, toàn bộ tiểu viện trừ bỏ hoa cỏ bản thân độc hữu mùi hương ngoại, còn có một cổ làm nhân tâm trì hướng về ấm hương, này mùi vị thật thơm nghe. An Chi đóng lại tiểu viện môn đi vào, cười nói, Công ly liền đem Ngọc Ly đưa cho An Chi, nếm thử xem, An Chi ngồi xuống, tiếp nhận Ngọc Ly, nhật nhạt suýt uống một ngụm, ân, hảo uống. Đây là nàng có thể nói ra tới nhất chân thật một mặt ca ngợi, Tông Ly cười khẽ, ngươi thích nói, ta về sau lại điều cho ngươi uống. Hảo, An Chi đem ngọc ly hương lộ uống một hơi cạn sạch, ý bảo một chút chính mình vừa mới đặt ở tiểu trên bàn đá văn kiện, nói, có tân nhiệm vụ, cùng nhau, vinh hạnh chi đến. An Chi đi sương phòng cấp An Lập Tính gọi điện thoại, đem chính mình muốn ra nhiệm vụ sự tình nói với hắn một lần, làm hắn thuận tiện đem tin tức này cùng phí lê cũng nói một chút. Phí Lê vẫn là thích ở tại kinh giao nhà gỗ, An Chi có rảnh liền sẽ qua đi xem hắn, bất quá, liên hệ không có phương tiện cũng là thật sự cũng may hắn có an chi cái này vướng bận sau cũng sẽ thường xuyên tới nội thành cùng an lập tính cũng vẫn luôn vẫn duy trì liên hệ trước hai ngày hắn cùng an chi nói muốn đi một chuyến nơi khác làm việc nguyên bản an chi là muốn bồi cùng đi phí lê uyển chuyển từ chối từ phí tu toàn bộ hành trình bồi hơn nữa phí lê bản thân thực lực không yếu an chi lại hướng bọn họ trong cơ thể đánh ba cái bùa bình an đảo cũng không cần lo lắng này gia hai an nguy giao đại hảo chính mình hành tung sau an chi cùng tông ly liền trực tiếp xuất phát đến nỗi tiểu viện hoa cỏ tông ly lộng cái tiểu linh trận sẽ mỗi ngày tự động mưa xuống một lần cũng không cần lo lắng chúng nó tông ly đem xe ngừng ở một chỗ sóng nước lóng lánh bên hồ an chi xuống xe sau duỗi người ai đã lâu không có ra tới làm nhiệm vụ đều phải đã quên lặng lội đường xa cảm giác nơi này phong cảnh còn rất không tồi a à. nàng còn nói thêm tông ly cười cười không nói gì hắn chính là biết an chi nghỉ ngơi thật lâu lúc sau lại ra nhiệm vụ sẽ không thói quen cho nên tìm như vậy cái địa phương cho nàng nghỉ ngơi trong chốc lát hai người ngồi trên mặt đất ăn chút gì uống lên điểm nước sau tiếp tục xuất phát dù sao cũng là đi cứu người liền tính bọn họ lái xe so xe lửa sẽ mau thượng mấy ngày cũng không thật nhiều trì hoãn trên xe an chi hỏi tông ly thập vạn đại sơn truyền thuyết có phải hay không thật sự tông ly suy nghĩ hạ sau trả lời nói lúc ấy ta đã lâm vào ngủ say, cụ thể tình huống không phải thực hiểu biết, bất quá, cái này trong truyền thuyết như thế nào không có chiến thần sau văn. Hắn hỏi, có phải hay không còn có mặt khác phiên bản, An Chi tưởng tượng cũng là, nàng đem bàn độ cấp tư liệu từ trong không gian lấy ra tới, lại cẩn thận phiên một chút, có rất nhiều trong truyền thuyết đều có nhắc tới chiến thần cùng hải yêu đại chiến đánh đến là thế nào trời đất tối sầm, nhật nguyệt đảo ngược, nhưng đều không ngoại lệ. Lúc sau đều là hải yêu như thế nào thế nào. Thật sự không có chiến thần ghi lại da. An Chi suy đoán nói, có thể hay không bởi vì hắn thu phục hải yêu bất lợi, cho nên không có bị ghi lại, Tông Ly lắc đầu, cười nói, trong truyền thuyết không có nói tập chiến thần có rất nhiều nguyên nhân, tỉ như nói chiến thần chiến bại, nhân xuất sư bất lợi bị cầm tù, hoặc là chiến thần trực tiếp chết trận, kia vì cái gì trong truyền thuyết đã không có chiến thần bóng dáng, bởi vì thần tiên là không thể có bại tích, Tông Ly giải thích nói, nếu thần tiên đánh không lại hải yêu sự tình bị ghi lại xuống dưới, cũng rộng khắp truyền bá nói, liền sẽ ảnh hưởng nhân tộc đối tiên thần cúng bái cùng tín ngưỡng, thành thần thành tiên sau, tín ngưỡng chi lực trọng yếu phi thường. Hắn Long Cha chính là biết cái này, mới làm hắn cùng ấu trạch thủy mạch tương liên, trực tiếp làm hắn trở thành ấu trạch chi chủ, chịu cung phụng. Nguyên lai là như thế này, ta còn tưởng rằng chiến thần là cùng hải yêu cùng nhau bị trấn áp, cho nên mới đã không có ghi lại. Lúc này thiên đã chậm, trên sơn đạo không người vô xe, tông ly xe khai đến bay nhanh. Nghe An Chi nói như vậy, hắn nghĩ nghĩ sau trả lời, vạn sự đều có khả năng, có lẽ hải yêu thật sự là quá lợi hại, yêu cầu chiến thần làm mắt trận trấn áp cũng nói không chừng, kia không thể đủ đi. An Chi kinh ngạc, này cùng đồng quy vô tận cũng không sai biệt lắm, làm cái gì còn yêu cầu trợ Phật tổ giáng xuống thập vạn đại sơn A, khả năng là vì bảo hiểm khởi kiến. Tông Ly nói hắn là hắn long cha đầu cơ trục lợi hạ mới được đến ấu trạch chi chủ thần chức, tuy rằng cũng là quân chính quy, nhưng chỉ thống lĩnh một phương đầm nước, chuyện khác, hắn căn bản là không quan tâm. Hơn nữa, trong truyền thuyết thiên đình xuất hiện thời điểm, hắn đã sớm ngủ say nhiều năm, cho nên, đối với thiên đình như thế nào vận tác trừ yêu, hắn thật là không biết. Hai người một đường nói chuyện, suy đoán phân tích năm đó sự tình, này dọc theo đường đi thời gian quá đến rất nhanh, thực mau, bọn họ liền vào tây tỉnh địa giới bọn họ không có chuẩn bị dừng lại cùng dân bản xứ hỏi thăm cái gì, bàn độ tin tức võng sưu tập đến nội dung khẳng định sẽ so các nàng như vậy người xứ khác lâm thời hỏi ra tới nội dung muốn kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Một đường đi trước thập vạn đại sơn địa giới, trên đường người đi đường càng ngày càng ít, thôn xóm, dùng cho cư trú phòng ở cũng càng ngày càng ít, chờ mau tới rồi núi lớn địa giới thời điểm, bọn họ rõ ràng cảm nhận được mặt đất đang ở hơi hơi chấn động, đúng vậy, hơi hơi, liên tục không ngừng, chấn động rất kỳ quái, phía trước dọc theo đường đi đều không có bất luận cái gì cảm giác, nhưng tới rồi Thập Vạn Đại Sơn địa giới thời điểm, loại này địa chấn liền phi thường rõ ràng. Hai người liếc nhau, bảo hiểm khởi kiến, bọn họ đem ô tô thu lên, đi bộ hướng Thập Vạn Đại Sơn đi đến. Thập Vạn Đại Sơn mổ một chỗ huyền nhai cái đấy, Vưu Khê còn ở hôn mê, Phượng Triều dùng dị năng ngưng ra hơi nước lại ngưng tụ thành dọc nước, đút cho Vưu Khê. Nàng đem chính mình áo khoác cái ở Vưu Khê trên người, ngẩng đầu nhìn vách đá nhẹ nhàng thở dài một hơi. Hai tháng trước, bọn họ thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ chuẩn bị trở lại Kinh Thành. Nhiệm vụ lần này ngoài dự đoán thuận lợi, bọn họ còn nói trở lại Kinh Thành thời điểm không chuẩn lão đại thực mau lại sẽ có tân nhiệm vụ phân cho bọn họ đâu. Ở ga tàu hỏa lấy lòng vé xe lửa sau, bọn họ ở địa phương tìm một nhà tiệm cơm quốc doanh ăn cơm. Sau bàn có hai trung niên người đang ở nhẹ giọng trò chuyện cái gì? Hai người vô tình thám thính riêng tư của người khác, chuẩn bị nhanh lên ăn xong liền rời đi. Người nghe nói sao? thập vạn đại sơn bên kia lại bắt đầu địa chấn. Trong đó một trung niên nhân ý vị thâm trường nói, thật sự. Một cái khác trung niên nhân nghe vậy, buông xuống trong tay chiếc đũa, do dự một chút sau nói, nghe nói hơn 50 năm trước càng không xét đánh tay chính là ở thập vạn đại sơn địa chấn thời điểm tiến vào thập vạn đại sơn. Hắn nói còn không có nói xong, bên cạnh bàn một vị khác trung niên nhân vội vàng nói tiếp, ai, nghe nói hắn ra tới sau liền có lôi điện dị năng, việc này có phải hay không thật sự nghe được lôi điện dị năng bốn chữ vưu khê cùng phượng triều không hẹn mà cùng thả chậm ăn cơm tốc độ là thật sự cái thứ nhất nói chuyện trung niên nhân khẳng định nói ta gì cả đại bá ca đường chất cùng vưu giang là hàng xóm hắn chính miệng cùng ta nói rồi vưu giang từ nhỏ chính là người bình thường chính là từ thập vạn đại sơn sau khi trở về mới có lôi điện dị năng lúc này mới xông ra sau lại càng không xét đánh tay tên tuổi họ vưu Vưu Khê cùng Phượng Triều Cơ Hồ đồng thời buông xuống trong tay chiếc đũa, chuyên tâm nghe nổi lên sau bàn đối thoại, lúc này còn nói cái gì nguyên tắc, bọn họ trong miệng Vưu Giang, rất có thể là Vưu Khê phụ thân a, à. ta nghe nói, hắn sau lại bị kẻ thù đuổi giết trốn vào Thập Vạn Đại Sơn là thật vậy chăng, thật sự thật sự, có người tận mắt nhìn thấy hắn trốn đi vào, đúng vậy, đúng vậy, trốn đi vào phía trước, hắn còn lời thề son sắt nói chờ hắn ra tới sau sẽ càng thêm lợi hại, đến lúc đó hắn muốn cho kẻ thù mãn môn diệt hết đâu nga nha gia trâu thổi lão đại sao lại đâu hắn ra tới sao nào có nga sao lại liền không có người gặp qua hắn đáng thương a kiều tiểu thư muốn một mình dưỡng dục hắn hài tử còn muốn tránh né kẻ thù đuổi giết u a kiều đó là vưu khê mẫu thân tên phượng triều nhìn thoáng qua vưu khê ý bảo hắn không cần kích động miễn cho đánh gãy sau bàn nói chuyện ngươi cũng nhận thức a kiều tiểu thư chúng ta tuổi này người nào có không quen biết a kiều tiểu thư chỉ là nhân gia không quen biết chúng ta thôi. Ba người cười cười liền đem cái này đề tài bóc quá. Cái thứ nhất nói chuyện trung niên nhân tiếp tục nói, ta kỳ thật là tưởng lần này địa chấn thời điểm tiến thập vạn đại sơn bang bang vận khí, hải, kết quả tới rồi này địa giới sau, lại không dám, chê cười a à. có gì hảo chê cười, mỗi lần thập vạn đại sơn địa chấn, tìm tới nơi này tưởng chạm vào vận khí người muốn nhiều ít có bao nhiêu, thật sự đi vào mạo hiểm người lại có mấy cái, ba người thở dài ai nói không phải đâu tuy rằng có vưu giang thành công ví dụ ở nơi đó bãi nhưng là vưu giang cuối cùng không có từ thập vạn đại sơn ra tới cũng là sự thật như vậy một cái có lôi điện dị năng người cũng chưa có thể ra tới bọn họ tính thứ gì nga ta lúc này là thật sự chuẩn bị đi vào cuối cùng đáp lời cái kia trung niên nhân ánh mắt kiên định nói đồng chí vẫn là ngươi có chí khí cầu chúc ngươi thành công a à. hải ta nơi nào là có chí khí a à. người nọ cười khổ một chút ta là không có cách nào, hắn ngượng ngùng nói, ta không phải hướng dị năng đi, ta là hướng về phía chuyện khác đi, chuyện khác. ngươi, ngươi nên không phải là. người nọ gật gật đầu, nhà ta điều kiện giống nhau, huynh đệ tỉ muội lại nhiều, tới rồi ta cái này tuổi tác cũng không ai có thể xem thường ta. ta nghe nói chúng ta bên ngoài người ở núi lớn bộ lạc thực nổi tiếng, chỉ cần đáp ứng rồi không bao giờ rời đi, vận khí tốt có thể cưới được vài cái tức phụ đâu. ai? Các người nói vưu giang có phải hay không bị bộ lạc người nhìn trúng, đương áp trại hôn phu, kia không thể đủ, vưu giang địa phương khác chẳng ra gì, đối A Kiều tiểu thư nhưng si tâm, hắn không có khả năng sẽ cưới người khác. Kế tiếp, bọn họ liền liêu nổi lên mặt khác đề tài, vưu khê cùng Phượng Triều trước một bước rời đi tiệm cơm quốc doanh sau, chờ ở bí ẩn địa phương, chờ ba trung niên nhân ở tiệm cơm quốc doanh cửa tách ra sau, bọn họ đuổi kịp cái thứ nhất mở miệng trung niên nhân, từ bọn họ đối thoại trung có thể nghe ra, này trung niên nhân đối thập vạn đại sơn tình huống nhất hiểu biết, đuổi theo trung niên nhân sau, bọn họ cũng không có vừa đe dọa vừa dụ dỗ gì đó, chỉ nói chính mình là mộ danh tới, tưởng tiếng thập vạn đại sơn nhìn xem, đối bên kia hiểu biết lại không nhiều lắm, thỉnh hắn nhiều lời chúc thập vạn đại sơn sự tình, bọn họ cho một trương đại đoàn kết làm thù lao, người nọ tưởng đều không có liền đồng ý, một lần nữa tìm cái địa phương ngồi xuống sau, hắn liền bắt đầu đem chính mình biết đến về thập vạn đại sơn sự tình đều cùng hai người nói một lần. Vưu Khê bất động thanh sắc đem đề tài hướng Vưu Giang trên người dẫn, người nọ không có phát hiện, lại nói Vưu Giang rất nhiều chuyện, khi Vưu Giang thê tử cùng hài tử đâu. Bọn họ cuối cùng đi nơi nào? Phượng Triều làm bộ thực cảm thấy hứng thú hỏi, trung niên nhân lắc đầu đâu, nghe nói có người muốn cường cưới A Kiều Tiểu Thư, A Kiều Tiểu Thư suốt đêm mang theo hài tử đi rồi, ai sao lại, liền không có người tái kiến quá A Kiều tiểu thư. Trung niên nhân cầm thù lao vui rạo rực trời đi sau, Vưu Khê liền vẫn luôn trầm mặt. Hắn là dưỡng mẫu nuôi lớn, dưỡng mẫu đã từng nói với hắn quá, hắn thân sinh mẫu thân đã kêu A Kiều. Hắn đem trên cổ treo đồng tiền lấy ra tới, đối triều phượng nói, ta mẹ nói, đây là ta thân sinh mẫu thân để lại cho ta. Ta dị năng vẫn luôn không có bị người phát hiện, chính là dựa vào này cái đồng tiền. Đáng tiếc, dưỡng mẫu trừ bỏ nói với hắn quá hắn thân sinh mẫu thân tên, Chuyện khác toàn bộ giữ kín như bưng, thẳng đến nàng mất, cũng một câu đều không có lộ ra. Vưu Khê, chúng ta đi vào Thập Vạn Đại Sơn nhìn xem đi." Triều Phượng đề nghị, ta cảm thấy vị kia A Kiều tiểu thư khả năng chính là người thân sinh mẫu thân, còn có vị kia Vưu Giang, nơi nào có trùng hợp như vậy sự tình đâu? Đúng vậy, nơi nào sẽ như vậy xảo đâu?" Đồng dạng họ Vưu, lại đều kêu A Kiều, Phượng Triều, ngươi về trước kinh thành." Vưu Khê nói, vừa mới ngươi cũng nghe nói thập vạn đại sơn bên trong không biết là tình huống như thế nào, ngươi cùng nhau đi vào không an toàn. Phượng Triều nắm lấy vưu khê tay, cười nói, ta bồi ngươi cùng nhau. Từ lần trước ở Cao Kiều Hùng một cứ điểm vưu khê thổ lộ bị cự tuyệt sau, liền mở ra từ từ truy thê lộ. Mấy ngày nay, hắn đối Phượng Triều Phi thường chiếu cố, cũng sẽ thực tự nhiên bảo trì cùng mặt khác nữ đồng chí khoảng cách. Hắn ở dùng chính mình hành động phương hướng Triều Phượng cho thấy cõi lòng. Triều Phượng vốn dĩ liền thích vưu khê, Lần trước cự tuyệt chỉ là cảm thấy Vưu Khê không phải thiệt tình, chỉ là hướng làm chính mình không có tiếc núi, nhiều như vậy nhật tử ở chung xuống dưới, nàng đã sớm mềm lòng, nàng là bị cha mẹ vứt bỏ hài tử, nàng nhất biết, hài tử đối cha mẹ thiên nhiên khát vọng, Vưu Khê ngần ấy năm tuy rằng chưa từng có nhắc tới quá chính mình thân sinh cha mẹ, nhưng hắn hàng năm mang theo kia khối đồng tiền, lúc nào cũng lấy ra tới thưởng thức, liền biết, hắn trong lòng là muốn biết chính mình thân thế, Thập Vạn Đại Sơn nếu như vậy nguy hiểm, Nàng như thế nào cũng không có khả năng làm Vưu Khê độc sấm, Vưu Khê không có thuyết phục Phượng Triều trở lại kinh thành, ngược lại bị Phượng Triều thuyết phục cùng nhau tiến vào Thập Vạn Đại Sơn, bởi vì Phượng Triều nói, ngươi chỉ có hai lựa chọn, một là lựa chọn ta cùng ngươi cùng nhau đi vào Thập Vạn Đại Sơn, nhị đâu, nhị là ngươi lựa chọn một mình một người đi vào, sau đó ta theo dõi ngươi đi vào, Vưu Khê, Vưu Khê có thể nói cái gì? Phượng Triều là nói được thì làm được tính cách hắn trừ bỏ đáp ứng hai người cùng nhau tiến thập vạn đại sơn còn có mặt khác lựa chọn sao kết quả là bọn họ qua loa xem nhẹ thập vạn đại sơn nguy hiểm vào thập vạn đại sơn ngay từ đầu địa chấn còn chỉ là thường xuyên phát sinh bọn họ còn có thể thành thạo ở bên trong hành tẩu sau đó địa chấn bắt đầu liên tục bọn họ còn cái gì đều không có ra được đâu liền bởi vì đột nhiên địa chấn rớt xuống huyền nhai vưu khê vì cứu nàng làm nàng thịt lót nàng tuy rằng cũng bị nội thương nhưng ít ra hành động còn tự nhiên, vưu khê liền không được, vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, muốn nói, bọn họ trên người cũng có an chi đánh bùa bình an, bọn họ cũng là ỷ vào điểm này, mới không có nghĩ nhiều liền vào thập vạn đại sơn, ai biết, an chi bùa bình an ở chỗ này là không có hiệu quả, đương nhiên, bọn họ không có trách cứ an chi ý tứ, chỉ là cảm thấy cái này địa phương thực quỷ dị, công ly đối an chi bùa chú miễn dịch sự tình, bọn họ là không có ra bên ngoài truyền. An Chi không nghĩ làm Tông Ly thân phận thật sự bại lộ, nàng cùng Tông Ly đều không nghĩ khảo nghiệm nhân tính, này không có bất luận cái gì ý nghĩa, cho nên, An Chi bản lĩnh trong vòng người cơ hồ đều có nghe thấy, nhưng nàng ác chủ bài chưa từng có sốc quá, đồng dạng, trong vòng người cũng lờ mờ biết Tông Ly là thực lực không thua kém An Chi tồn tại, nhưng đồng dạng không có người biết Tông Ly chi tiết, cho nên, Vưu Khê cùng Phượng Triều cũng không biết, bộ chú đối có chút tồn tại là vô dụng phượng triều không dám rời đi vu khê quá xa mấy ngày nay đều là dựa vào nàng thủy dị năng cùng cách đó không xa dòng suối nhỏ cá tôn sinh tồn xuống dưới chính là vu khê vẫn luôn không có tỉnh lại khẳng định là không được nàng cần thiết muốn mang theo vu khê rời đi nơi này lúc này phượng triều thậm chí tưởng nếu có thể gặp gỡ trong truyền thuyết bộ lạc người cũng hảo như vậy ít nhất có người có thể cứu cứu vu khê đáng tiếc muốn cho vu khê thất vọng rồi địa chấn bắt đầu thời điểm bộ lạc người liền đều sẽ đãi ở trong nhà sẽ không lại dễ dàng ra tới bởi vì ở bọn họ xem ra địa chấn là thiên thần tức giận bọn họ nếu còn ra tới loạn đi chính là không thành kính sẽ làm thiên thần không cao hứng đến lúc đó thiên thần giận dữ khiến cho địa long xoay người bọn họ đã có thể muốn sống không nổi nữa cùng với gửi hy vọng với địa phương bộ lạc cứu giúp chi bằng trông cậy vào an chi cùng tông ly có thể phát hiện một ít bọn họ hành tung dấu vết để lại tìm được bọn họ đâu An Chi cùng Tông Ly vừa tiến vào thập vạn đại sơn liền phát hiện dị thường, nơi này, hình như là tuyệt linh nơi. Tông Ly nói, tuyệt linh nơi. An Chi trong đầu, cung luân sách cổ thượng về tuyệt linh nơi miêu tả lập tức hiện lên ra tới, tuyệt linh nơi sinh ra sẽ có rất nhiều nguyên nhân, trong đó nhất thường thấy chính là ngầm trấn áp thần ma hoặc là lợi hại đến cực điểm đại yêu, trừ phi đại quy tắc sàng chọn, bằng không ngoại lực là rất khó đem thần ma cùng đại yêu hoàn toàn giết chết, lúc này trấn áp phong ấn liền đúng thời cơ mà sinh. Như vậy trấn áp trận pháp cùng phong ấn yêu cầu rộng lượng linh khí kích phát, cũng yêu cầu rộng lượng linh khí duy trì. Hơn nữa thần ma đại yêu tưởng phá trận mà ra, cũng yêu cầu hấp thu linh lực. Dần già, cái này địa phương linh khí liền sẽ dần dần khô kiệt, trở thành tuyệt linh nơi. Xem ra, cái này mặt trấn áp hải yêu truyền thuyết rất có thể là thật sự. An Chi nói, nàng cùng Tông Ly rất ít hoài nghi truyền thuyết chân thật tính, nhưng bọn hắn cũng không nghĩ tới, Nơi này sẽ trở thành tuyệt linh nơi, cái này mặt trấn đại yêu đến là cái gì tu vi a, còn có này Thập Vạn Đại Sơn hiện tại liên tục không ngừng mà địa chấn nên không phải là đại yêu muốn phá trận mà ra đi. Nghĩ đến đây, hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng nhanh hơn điều tra Vưu Khê cùng Phượng Triều rơi xuống Tiết Tấu, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu trong, ăn mặc sa mỏng dệt thành quần áo nữ nhân chính hướng đông nam phương hướng quỳ, lẩm bẩm khẩn cầu cái gì? Phía đông nam hướng, nguyên lai là biển rộng, mẹ một cái diện mạo minh diễm cô nương đem bối thượng sọc buông tiến lên một bước đem nữ nhân nâng dậy tới mẹ ngươi đầu gối không tốt liền không cần thời gian dài quỳ cầu nàng khuyên ngươi không hiểu nữ nhân vỗ vỗ cô nương tay ngữ mang khuôn mặt u sầu nói ta là ở khẩn cầu hải thần nương nương bớt giận mẹ tộc trưởng đều nói hải thần nương nương có thể là muốn thức tỉnh hiện tại trong tộc đang ở thảo luận kế tiếp chúng ta có phải hay không muốn dọn đến bên ngoài thế giới đi đâu bên ngoài thế giới a nữ nhân nói xong liền thấy tộc trưởng lại đây nhà nàng tộc trưởng các ngươi thảo luận hảo nữ nhân kinh ngạc hỏi nhanh như vậy sao này không phải một kiện thực đứng đắn nghiêm túc thực quan trọng sự tình sao tộc trưởng lắc đầu nơi nào có nhanh như vậy thống nhất đại gia ý tưởng ta là tới hỏi một chút ngươi ngươi có hay không cái gì tốt kiến nghị tộc trưởng đối nữ nhân thực khách khí nói chuyện thời điểm đầu hơi hơi thấp hèn cũng không có nhìn thẳng nữ nhân đôi mắt các ngươi chính mình hạ quyết định liền hảo có rồi kết quả cho ta biết một tiếng là được nữ hơi hơi mỉm cười thanh âm mềm nhẹ lại hữu lực ngươi biết đến ta sẽ không rời đi nơi này a à đóa có lẽ rời đi nơi này ngươi mới có thể chân chính bắt đầu tân sinh hoạt tộc trưởng khuyên a à đóa lắc đầu không ta nơi này có ta thân nhất người ta vĩnh viễn cũng sẽ không rời đi chính là nếu địa long xoay người ngươi không có chờ đến ngươi tưởng người đâu ta đây cũng không đi sống hay chết ta đều sẽ lưu lại nơi này a đoá cười đối tộc trưởng nói ngươi biết đến này hết thảy ngọn nguồn đều ở ta a đoá tộc trưởng còn tưởng lại khuyên ngươi không cần khuyên ta chờ các ngươi quyết định hảo sau đem a phù mang đi đi mẹ ta muốn bồi ngươi a phù lập tức nói trước nói như vậy hảo ngươi trở về đi a đoá đối tộc trưởng nói đúng vậy tộc trưởng rời đi sau, A Phù liền kéo A Đoá cánh tay làm nũng, mẹ, ngươi không đi, ta cũng không đi, ta liền ở chỗ này bồi ngươi, ngươi không phải vẫn luôn hướng tới bên ngoài sinh hoạt sao? A Đoá bật cười, tới rồi bên ngoài, không cần tin tưởng bất luận cái gì tiếng người, bao gồm tộc trưởng, nói xong câu đó sau, nàng trầm mặt thật lâu, mới lại hơn nửa một câu, nếu ngươi gặp gỡ khó khăn, liền đi kinh thành, đi tìm ngươi ca ca, ca ca. Ta có ca ca hắn còn ở kinh thành ở bên ngoài thế giới a à phù khiếp sợ mẹ đây là có chuyện gì nàng vội vàng truy vấn ngươi nhanh lên nói cho ta a à. ngươi không cần hỏi ngươi nhớ kỹ ca ca của ngươi kêu vu khê a đóa vuốt ve một chút a à phù minh diễm khuôn mặt ôm nhu nói ngươi tới rồi kinh thành chỉ cần cùng người ta nói ca ca của ngươi kêu vu khê sẽ có người tới tìm ngươi ca ca ngươi cùng ngươi giống nhau cũng sẽ khống lôi ngươi có thể dùng phương pháp này tới nghiệm chứng thân phận của hắn những lời này à a đoá là dáng a à phù lỗ tai nói a à phù gật gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết đến nỗi đến lúc đó muốn hay không cùng tộc trưởng bọn họ rời đi nàng còn không có quyết định bị các nàng nói lên vưu khê còn nằm ở dưới vực sâu chờ người đi cứu viện mà qua tới cứu viện an chi cùng tông ly lại bởi vì địa chấn càng ngày càng cường liệt không thể không tạm thời dừng lại sưu tầm tông ly như vậy địa chấn có thể hay không là tông ly gật đầu rất có khả năng rốt cuộc cái này địa phương thành tuyệt linh nơi sau trận pháp không có linh khí cung ứng liền sẽ dần dần yếu bớt lúc này liền phải xem bị trấn áp đối tượng cùng cái này trận pháp ai càng tốt hơn hiển nhiên thập vạn đại sơn đã mau ác không được an chi trên mặt lộ ra lo lắng thần sắc nếu dựa theo truyền thuyết tới phỏng đoán này thập vạn đại sơn chính là trận pháp bản thân khi trận pháp bị phá có phải hay không đại biểu cho thập vạn đại sơn cũng sẽ bị hủy này thập vạn đại sơn trải qua nhiều năm như vậy sinh sản như vậy nhiều sinh linh làm sao bây giờ tông ly suy tư một chút sau nói muốn ra tới cũng có thể chỉ phá hư trận tâm nhưng là bị trấn áp vị kia chưa chắc vui đây là sự thật mặc cho ai bị trấn áp ngàn vạn năm tính tình đều sẽ không hảo này trấn áp bọn họ phá trận pháp tự nhiên là muốn làm hy toái mới có thể hả giận ngươi có thể tìm được trận lòng đang nơi nào sao an chi hỏi Mặc kệ thế nào tổng muốn thử thử một lần, bàn độ cấp tư liệu, nơi này còn có rất nhiều nguyên trụ dân, thập vạn đại sơn một khi lật úp, tạo thành hậu quả không dám tưởng tượng. Hơn nữa, năm đó hải yêu là bởi vì gây sóng gió mới bị trấn áp, An Chi cũng lo lắng, hắn vừa được đến tự do liền sẽ tiếp tục làm ác. Bọn họ nếu tới này một chuyến, những việc này, không nghĩ quản cũng đến quản. Đương nhiên, việc cấp bách, vẫn là muốn lập tức tìm được vưu khê cùng Phượng Triều, xác định bọn họ an nguy cái này địa phương đối an chi tới nói là có nhất định nguy hiểm nhưng là đối tông ly như vậy thần lực đã tự thành tuần hoàng long tới nói an toàn vẫn là có thể bảo đảm chịu đại quy tắc hạn chế hắn không có cách nào hóa thân thành long nhưng là tầng trời thấp phi hành hắn vẫn là làm đến phía trước không có làm như vậy cũng là sợ bị nơi này nguyên trụ dân nhìn đến đồ sinh sự tình hiện tại thập vạn đại sơn chấn động càng thêm lợi hại bên trong nguyên trụ dân tự cứu đều không kịp nào có không tới chú ý bầu trời có hay không người ở phi A. Tông Ly ôm lấy An Chi Eo, mang theo nàng từ không trung tìm tòi vưu khê hai người rơi xuống. Tông Ly, hướng bên kia huyền nhai phi một đoạn, bên kia giống như có yên ở phiêu đi lên. Tông Ly nghe vậy, vội vàng hướng An chỉ phương hướng bay đi. Huyền nhai phía dưới có người, đương nhiên, Tông Ly không có trực tiếp theo yên phương hướng hướng dưới vực sâu phi, mà là vòng một chút, từ yên phía sau phi hạ huyền nhai, phượng triều chính nướng cá, nghĩ đợi chút dùng chính mình thủy dị năng hỗn thịt cá đút cho vưu khê, không có biện pháp, nàng không có nồi, không có cách nào ngao canh cá, nghe được mặt sau có thảm cỏ bị dẫm đạp thanh âm, nàng nháy mắt phòng bị, quay đầu vừa thấy, là An Chi, An Chi. Phượng Triều buông trong tay cá nướng chạy tới, ngươi tìm đến chúng ta, nói xong, nàng lại đối tông ly gật gật đầu chào hỏi, đúng vậy, các ngươi như thế nào lại ở chỗ này? An Chi trả lời, sau đó nàng nhìn về phía còn ở hôn mê Vưu Khê, lại hỏi, Vưu Khê làm sao vậy, chúng ta không cẩn thận từ trên vách núi rớt xuống dưới, An Chi, ngươi mau nhìn xem Vưu Khê, hắn đã hôn mê thật lâu, đừng nóng vội, ta nhìn xem, An Chi nói xong liền phải dùng chữa khỏi phù cấp Vưu Khê trị liệu, tay phải khởi thế thời điểm phát hiện chính mình không có cách nào ngưng tụ linh lực, nàng lúc này mới nhớ tới, nơi này là tuyệt linh nơi, chính mình không có cách nào ở chỗ này sử dụng linh lực, theo bản năng, Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Tông Ly, Tông Ly đi lên trước, nắm lấy Vưu Khê tay hướng trên người hắn đưa vào một chút thần lực, sau đó, làm mọi người bất ngờ sự tình đã xảy ra, ở Tông Ly thần lực vừa tiến vào Vưu Khê thân thể sau, Vưu Khê thân thể liền bắt đầu phát ra một trận u lam quang mang, chờ Tông Ly thu hồi tay, quang mang mới biến mất, An Chi cùng Phượng Triều hai mặt nhìn nhau, đây là có chuyện gì? Vưu Khê trên người u lam quang mang sinh ra trong nháy mắt, thập vạn đại sơn chỗ sâu trong đang ở cùng A đoá nói chuyện phím A phù trên người cũng đột nhiên xuất hiện Lam Quang. Này Lam Quang thật nhạt nhẽo, khả thực mau liền biến mất, nhưng A đoá vẫn là nhìn vừa vặn, không tốt. Nàng đứng lên, nói, Vưu Khê đã xảy ra chuyện, để cho nàng trong lòng run sợ chính là, kích phát Vưu Khê thể chất người là địch là bạn, hắn có thể hay không đối Vưu Khê bất lợi, A phù, ca ca ngươi tới thập vạn đại sơn. A đoá nói, chỉ có ở thập vạn đại sơn nơi này, Vưu Khê thể chất mới có khả năng bị người kích hoạt. Mẹ, chúng ta đây đi tìm ca ca đi. A phù vội vàng nói. Nếu ca ca có nguy hiểm, chúng ta cũng có thể cứu hắn. Đi, dưới vực sâu, U Lam Quang mang một lần nữa trở lại Vưu Khê trong thân thể. An Chi cùng Phượng Triều vừa muốn thở vào nhẹ nhõm. Liền nghe, thứ lập, vài tiếng. Vưu Khê quần nứt ra rồi, khai. Sau đó, Vưu Khê chân chậm rãi biến thành một con cá đuôi. An Chi. A này. Vưu Khê thế nhưng là mỹ nhân ngư sao? Ách, vẫn là có lôi hệ dị năng mỹ nhân ngư. Ba người trung, nhất khiếp sợ muốn thuộc Phượng Triều. Nàng cùng Vưu Khê cùng nhau sinh sống nhiều năm như vậy. Trước nay cũng không biết, nguyên lai Vưu Khê thế nhưng là nửa người nửa cá. Ân, yêu quái, Vưu Khê. Nói ra các ngươi khả năng không tin, ta chính mình cũng không biết chính mình nguyên lai trường như vậy. Bang. Đuôi cá quăng một chút mặt đất sau, Vưu Khê chậm rãi mở mắt, Phượng Triều hắn trước tiên tỏa định phượng triều, nắm lấy tay nàng, cao hứng nói, thật tốt quá, ngươi không có việc gì, phượng triều. Tính, quản vưu khê có phải hay không yêu quái, nàng thích hắn nhiều năm như vậy, hắn là cái gì nàng đều nhận, ta không có việc gì, ngươi lót ở ta phía dưới, ta chỉ là một ít tiểu thương, đã hảo đến không sai biệt lắm, vậy là tốt rồi, ta có phải hay không hôn mê thật lâu, vất vả ngươi chiếu cố ta, ta xem ngươi đều gầy, chờ trở về kinh thành. Ngươi phải hảo hảo bổ bổ, kia cái gì? An Chi thấy bọn họ phản phất có nói không xong nói, không thể không đánh gãy bọn họ, địa chấn càng ngày càng lợi hại. Nàng duỗi tay chỉ chỉ huyền nhai vách đá, nơi này thực không an toàn, nếu nó sụp, chúng ta đều đến chôn ở chỗ này, còn có, Vưu Khê, ngươi có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái? An Chi lại biển chuyển hương vị, không thoải mái, không có a ta thân thể luôn luôn là cực hảo lần này tuy rằng từ trên vách núi rất xuống dưới nhưng ta cảm giác vấn đề không lớn a à, vu khê cảm thấy an chi nói rất có đạo lý nơi này cũng không an toàn nói chuyện thời điểm liền chuẩn bị đứng lên sau đó hắn phát hiện chính mình chân không có an chi an chi đây là có chuyện gì a à? ta chân đâu hắn kia một mét tám chân dài đâu này đuôi cá là sao hồi lệ gia, sự vu khê đều phải khóc hắn liền hôn mê mấy ngày như thế nào tỉnh lại sau chính mình giống loài đều phải thay đổi trước rời đi nơi này lại nói tông ly nói như thế nào rời đi ta này đi không được a à. Vưu khê tan tan nói ta không nghĩ ở phượng triều trước mặt dùng bò nói như vậy hắn về sau còn như thế nào ở phượng triều trước mặt sung đại nam nhân a à. phượng triều một câu là có thể đánh bại hắn ngươi đều ở trước mặt ta bò sung cái gì lão đại a à. Vưu khê ngẩng đầu nhìn không trung nhân sinh không phải cá sinh nhiều gian khó vưu khê vì cái gì hắn đối chính mình là con cá tiếp thu tốt đẹp ngươi thử thu liễm trên người sở hữu năng lượng tông ly chỉ đạo vưu khê thu hồi đuôi cá lại đem chính mình dự phòng một cái quần đưa cho hắn đây là không có mặt quá tông ly nói cảm ơn cảm ơn vưu khê cầm quần vội không ngừng liền mặc vào lúc này còn quản cái gì có hay không xuyên qua a à? có cái quần xuyên tổng so trần trụi muốn hảo đi ai đừng hỏi hỏi chính là xả chết đệ 69 chương, tránh đến phía trước đưa lưng về phía vưu khê hai vị nữ đồng chí đều có chút xấu hổ, xấu hổ chung còn mang theo tốt hơn cười. Phượng Triều là tình nhân trong mắt ra Tây Thi, vưu khê là người cũng hảo, là cá cũng hảo, là yêu quái cũng hảo, nàng đều thản nhiên tiếp thu. An Chi liền càng thêm không cần cái gì thích ứng thời gian, bên người nàng nhưng còn có một con rồng đâu. Chờ vưu khê có chút biệt nữ đi tới thời điểm, An Chi cùng Phượng Triều theo bản năng hướng hắn chân nhìn lại. Di, thật sự biến trở về tới rồi an chi hỏi tông ly đây là có chuyện gì vưu khê thân thế hẳn là cùng nơi này có chút quan hệ tông ly nói trên người hắn có thực mỏng manh yêu tộc huyết thống này vưu khê nhược nhược nói chẳng lẽ ta là hải yêu hài tử tông ly lắc đầu hẳn là sẽ không vì cái gì an chi hỏi bọn họ một bên nhanh chóng rời đi huyền nhai đế một bên nghe tông ly giải thích trên người của ngươi yêu tộc huyết mạch quá mỏng manh nếu không phải hắn chân long thần lực quá mức bá đạo, ngoài ý muốn kích hoạt rồi hắn che giấu yêu tộc huyết mạch, nơi này lại ẩn ẩn cùng hắn huyết mạch có chút cộng minh, hắn cả đời cũng sẽ không có hiển lộ chân thân cơ hội. Đương nhiên, những lời này hắn chưa nói ra tới, hắn chỉ là nói, người huyết mạch ít nhất trải qua hai đời nhân tộc pha loãng, không có khả năng là hải yêu hài tử. Nếu là hải yêu hài tử, cho dù chỉ có một nửa hải yêu huyết mạch, cũng sẽ cường đại vô cùng, mà không phải chỉ có thể phóng mấy cái tiểu lôi ở nhân loại trong mắt lợi hại lôi dị năng ở tông ly trong mắt chỉ là cái tiểu pháp thuật mà thôi cũng có thể lý giải ân ừ, đương nhiên không bài trừ ngươi là hải yêu hậu đại tông ly lại bỏ thêm một câu ta đây cha mẹ vưu khê hỏi cùng nơi này hẳn là có chút sâu xa đi tông ly suy đoán nói ngươi cùng hải yêu hẳn là có chút quan hệ nhưng quan hệ hẳn là không gần cha mẹ ngươi nói trong đó một phương tất nhiên là nhân loại Vưu Khê nghe xong như suy tư gì. An Chi vốn là muốn đem hai người đưa ra thập vạn đại sơn. Hiện tại Vưu Khê cùng nơi này có liên lụy, nàng không hảo trực tiếp làm chủ, liền hỏi bọn hắn chính mình ý kiến. Vưu Khê tự nhiên là không chịu rời đi. Hắn ly chính mình thân thế chỉ có một bước xa, thập vạn đại sơn lại dị động thường xuyên. Lúc này rời đi, hắn khả năng cả đời sẽ không biết phụ mẫu của chính mình là ai. Cuối cùng, Vưu Khê cùng Phượng Triều đều quyết định lưu lại, cùng An Chi cùng Tông Ly cùng nhau tìm kiếm trận tâm. Vưu Khê thu hồi đuôi cá, A Phù liền không thể bằng vào huyết thống cảm ứng hắn phương vị. Cũng may, các nàng đã tìm được rồi huyền nhai phụ cận, thực mau liền cùng từ trên vách núi tới bốn người đụng phải. Các ngươi, ai là Vưu Khê, bốn người, hỏi chuyện chính là vẻ mặt tò mò muốn biết chính mình ca ca là ai A Phù. Ba người ánh mắt đều nhìn về phía Vưu Khê, đặc biệt Phượng Triều ánh mắt, nhưng cũng không như thế nào hữu hảo. Vưu Khê, bay vạ gió, hắn thật sự không quen biết cái này tiểu cô nương a, tuy rằng cái này tiểu cô nương lớn lên minh diễm đáng yêu, hắn cũng cảm thấy có điểm quen mắt, nhưng hắn dùng chính mình cái đuôi thề, hắn thật sự không quen biết nàng a, ngươi chính là Vưu Khê sao? A Phù đi đến Vưu Khê trước mặt mở ra lòng bàn tay, một tia cực kỳ nhỏ bé yếu ớt màu tím nôi điện ở nàng lòng bàn tay bồi hồi, ngươi là. Vưu Khê sợ ngây người, hắn nhìn mắt A Phù lòng bàn tay, lại nhìn mắt A Phù sau đó lại nhìn mắt A Đoá, ta là ngươi muội muội A Phù. A Phù cao hứng tự giới thiệu, ngươi cũng chứng minh một chút chính mình A. Vô Khê kích động triển lãm một chút lôi dị năng, hai người lôi dị năng cùng nguyên cùng căng, thực mau liền dung ở cùng nhau, hết thảy đều ở không nói gì. A Phù bổ nhào vào Vô Khê trong lòng ngực, khóc lóc nói, ca ca, ta cùng mẹ rốt cuộc tìm được ngươi, A, mẹ. Vô Khê nhìn so với chính mình còn trẻ A Đoá, gian nan hô thanh mẹ. A Đoá cùng A Phù đồng thời nở nụ cười. A Đoá nói, ta không phải các ngươi thân sinh mẫu thân, ngươi có thể kêu ta gì, gì. Vưu Khê ngoan ngoãn hô, cứ việc trong lòng vẫn là có chút biệt nữ. Chủ yếu A Đoá thoạt nhìn quá tuổi trẻ chút, nơi này nguy hiểm, các ngươi cùng ta tới. A Đoá nói, mọi người đi theo nàng tới rồi trong nhà nàng, gì, không phải nói bộ lạc không chuẩn người ngoài tiếng vào sao. Vưu Khê hỏi không biết có phải hay không thập vạn đại sơn quá mức thần bí khó lường lại ngẫu nhiên có như vậy nhỏ tí tẹo tin tức biểu lộ duyên cớ bên ngoài có quan hệ bộ lạc sự tình cơ hồ đã truyền nghe nhiều nên thuộc chỉ là ít có người có lá gan tiến vào thôi ta nơi này là độc lập nơi cư trú không thuộc về bộ lạc không có người sẽ có ý kiến các ngươi an tâm đợi liền hảo này chỗ phòng ở kết cấu phi thường đặc thù hoặc là nói nơi này hoàn cảnh phi thường đặc thù bọn họ tiến đến phòng ở chung quanh địa chấn liền đình chỉ nhưng nhìn bên ngoài, địa chấn rõ ràng đang ở càng ngày càng kịch liệt, gì, ngài cùng muội muội vì cái gì sẽ ở nơi này? Còn có các ngươi biết ta tồn tại, vì cái gì không có tới đi tìm ta? Vưu Khê nhịn không được hỏi, à A Đoá trầm mặt một chút, rõ ràng nàng không quá tưởng trả lời vấn đề này, Vưu Khê cũng không có miễn cưỡng nàng trả lời, dù sao người khác đã tới, những việc này, hắn sớm muộn gì sẽ biết, gì, ngài nơi này là có cái gì quan khiếu có thể tránh đi địa chấn sao? Vưu Khê lại hỏi, A à Đoá thở dài, bất đắc dĩ nói, ngươi muốn làm cái gì? Vưu Khê cười nói, bên ngoài địa chấn càng ngày càng kịch liệt, thập vạn đại sơn phạm vi quá quản, xảy ra chuyện hậu quả quá nghiêm trọng, ngài có biện pháp nào không làm địa chấn đình chỉ? Hài tử, ngươi đây là ở ý nghĩ kỳ lạ, ta nơi nào có như vậy bản lĩnh, trên người của ngươi xuyên chính là giao tiêu dệt thành quần áo. Tông Ly nói thẳng nói, ngươi cùng nhân ngư nhất tộc là cái gì quan hệ, dừng một chút sau, hắn còn nói thêm hoặc là ta hẳn là hỏi ngươi cùng hải yêu là cái gì quan hệ a à đoá cả kinh thế nhưng có người có thể nhận ra nàng xuyên y phục là giao tiêu sở dệt ngươi là ai nàng hỏi ánh mắt của nàng phòng bị mà sắc bén nàng vừa mới xem vưu khê cùng bọn họ một bộ quen thuộc bộ dáng cho rằng bọn họ là vưu khê bằng hữu liền trực tiếp mang theo trở về hiện tại xem ra những người này không có một cái đơn giản cũng là thật sự đơn giản người như thế nào sẽ ở thập vạn đại sơn dị động thời điểm tiến vào. Nàng trong lòng có chút suy đoán liền trực tiếp hỏi ra, là ngươi kích phát rồi vưu khê thể chất, ta là vì cứu hắn. Tông Ly ăn ngay nói thật, vưu khê ở một bên gật đầu, đem chính mình cùng Phượng Triều trải qua đại khái nói một lần, bọn họ đều là ta đồng sự, là hoàn toàn có thể tín nhiệm. Hắn cam đoan nói, gì, ngươi đem sự tình chân tướng nói cho chúng ta biết đi. Vưu khê khuyên, này thập vạn đại sơn nhiều như vậy sinh linh chúng ta có thể nghĩ cách cứu lại một chút bọn họ không có quá nhiều thời giờ tới ôn chuyện hoặc là liên lạc cảm tình bên ngoài thập vạn đại sơn sự tình cấp tốt a này a đóa vẫn là do dự chính là a miễu cùng chiến thần là nhất định phải ra tới nàng nói bốn người thấy nàng nhả ra trên mặt biểu tình thả lỏng một ít a phù tắc tò mò nhìn a đóa chờ nàng tiếp tục đi xuống nói thấy thế a đóa cũng không hề giấu giếm nàng trụ địa phương tuy rằng độc lập với bộ lạc bên ngoài, nhưng nhiều đời bộ lạc tộc trưởng đều thực chiếu cố nàng. Nếu có thể, nàng cũng không hy vọng tộc trưởng một phen tuổi còn muốn đi thích ứng bên ngoài thế giới. Ta mang các ngươi đi tìm trận tâm, nhưng ta không xác định có thể hay không ngăn cản thập vạn đại sơn hóa thành hư ảo. Cảm ơn gì? Vưu Khê nói lời cảm tạ, mặt khác ba người cũng đồng thời nói lời cảm tạ, cảm ơn, nói định sau, A Đoá liền mang theo bọn họ hướng thập vạn đại sơn càng sâu chỗ đi đến trên đường vu khê lại hỏi phụ mẫu của chính mình sự tình lúc này a đoá không có lại gạt quan trọng nhất trận tâm nàng đều nguyện ý mang theo người qua đi này đó chuyện cũ cũng thực sự không có gạt người tất yếu bị trấn áp ở thập vạn đại sơn phía dưới chính là a miễu cùng chiến thần không phải hải yêu nàng nói vu yêu đại chiến sau bất chu sơn đảo nữ qua luyện thạch bổ thiên nàng ở thiên hải biên hấp thu thiên hải chi lực luyện hóa thuần thanh thạch thời điểm bỗng nhiên cảm ứng được hồng hoang sắp rách nát tâm thần khẽ nhúc nhích giang nàng không có lưu ý thu hồi tới thuần thanh thạch thiếu một khối hồng hoang rách nát là đại sự kiện một cái không tốt sinh linh đồ tháng đều chỉ tính việc nhỏ này phương thiên địa trực tiếp mai một cũng là có khả năng nàng không có ở thiên hải biên nhiều lưu lại trực tiếp phi thân đi tìm mặt khác còn tại vị chúng thần tìm kiếm đối sách nữ qua rời đi sau vẫn luôn ở nơi xa quan sát hải hoàng thái tử trồi lên mặt nước hải hoàng nhất tộc thâm ở mấy vạn mét đáy biển cũng không có bị vu yêu đại chiến lan đến thả hải hoàng chỉ có hải hoàng thái tử một cái người thừa kế nhiều ít có chút nuông chiều này một nuông chiều hải hoàng thái tử ở đối mặt như nữ hoa như vậy đại năng thời điểm liền có chút khiếp đảm hắn một cái lặn xuống nước chui vào trong biển đem kia khối rơi vào trong biển thuần thanh thạch nhặt lên nghĩ nghĩ hắn vẫn là quyết định đuổi theo nữ hoa đem thuần thanh thạch còn cho nàng bị nuông chiều hải hoàng thái tử tam quan vẫn là thực chính, hắn thu liễm hơi thở, hóa đi đuôi cá, biến thành một cái cố tình thiếu niên lang. Nói như thế nào đâu, như vậy thiếu niên lang ở có chút người từng trải trong mắt, đó chính là đợi làm thịt dê béo, không có gì bất ngờ xảy ra, hải hoàng thái tử minh đêm bị người theo dõi, theo dõi người của hắn là cái cực kỳ lợi hại nhân tộc luyện khí sư, khi luyện khí sư nhìn trúng minh đêm trong tay thuần thanh thạch, hắn biết thuần thanh thạch tầm quan trọng, nhưng hắn thật sự ngứa nghề, muốn dùng thuần thanh thạch luyện khí đây chính là cực phẩm luyện khí nguyên liệu chỉ này một kiện thả hắn thân là nhân tộc cho dù biết thuần thanh thạch quan trọng cũng cảm thấy thượng thần nhóm thần thông quảng đại tự nhiên có mặt khác đồ vật tới thay thế bởi vậy hắn liền tưởng đem thuần thanh thạch bắt được tay làm cho hắn luyện khí kỹ năng nâng cao một bước nào biết đâu rằng minh đêm tuy rằng đơn thuần nhưng rất có nguyên tắc thuần thanh thạch không phải hắn sở hữu vật hắn không có khả năng của người phúc ta tùy ý cho người ta luyện khí sư không có biện pháp, liền có chút buồn bực, hắn có cái như hoa như ngọc nữ nhi kêu thường tuyết, thấy phụ thân cả ngày rầu rĩ không vui, liền hỏi hắn đã xảy ra sự tình gì, luyện khí sư liền đem chính mình nhìn trúng một cái tiểu tử trên tay đá xanh sự tình cùng thường tuyết nói, cuối cùng, còn thở dài, nói chính mình nếu là không có cách nào dùng đá xanh luyện khí, cũng sẽ trở thành cuộc đời này ăn năn. thường tuyết hiếu thuận, làm người cũng thông tuệ, nghĩ nghĩ sau, liền lấy ra chính mình tích tụ chuẩn bị đi tìm Minh đêm, xem có thể hay không đem đá xanh mua lại đây. Minh đêm ở thường tuyết mở miệng thời điểm, liền biết luyện khí sư không có cùng thường tuyết nói thật, nhìn thường tuyết thuần nhiên rõ ràng ánh mắt, không biết như thế nào, hắn cũng không có đem đá xanh lai lịch cùng nàng nói, mà là lời nói dịu dàng cự tuyệt giao dịch. Thường tuyết không đành lòng thấy phụ thân buồn bực không vui, liền thường thường đi tìm Minh đêm, mỗi lần đều sẽ lấy ra chính mình tư tàn, ý đồ thuyết phục Minh đêm ra tay đá xanh minh đêm kỳ thật đã sớm nên rời đi nhưng hắn chính là mại không khai rời đi bước chân mấu chốt là hắn nghe được nữ hoa bổ thiên nghe đồn nhưng không ai nhắc tới bổ thiên thạch khuyết thiếu sự tình hắn nhịn không được cân nhắc lấy nữ hoa như vậy thần thông sẽ không biết thuần thanh thạch thiếu sao có thể hay không là này khối thuần thanh thạch chính là nữ hoa vứt bỏ tưởng tuy rằng là như vậy tưởng nhưng là hắn cũng không có đem thuần thanh thạch cho người ta ý tưởng hắn trước sau kiên trì vật quy nguyên chủ mới là lẽ phải ngày này thường tuyết đầy người là thương lại đây tìm minh đêm phát sinh sự tình gì minh đêm đỡ lấy thường tuyết kinh thanh hỏi thường tuổi là nhân tộc lợi hại nhất luyện khí sư các tộc đều sẽ cấp chút mặt mũi theo lý thuyết không có người dám trắng trợn táo bạo khiêu khích hắn ta phụ thân bởi vì không chiếm được đá xanh vừa mới luyện khí thời điểm có tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu ta hiện tại tạm thời đem người khống chế được người có thể hay không cùng ta cùng nhau trở về nhìn xem phụ thân tu vi so với ta cao ta không có cách nào khống chế hắn lâu lắm ta sợ hắn xảy ra chuyện thường tuyết nói trong mắt nước mắt liền nhịn không được đi xuống lưu minh đêm vốn dĩ liền đối thường tuyết rất có hảo cảm như vậy mỹ nhân rơi lệ hắn nơi nào kinh được lập tức không nói hai lời liền đáp ứng rồi cùng thường tuyết cùng nhau trở về nhìn xem thường tuổi tình huống thường tuổi người này đi nhân phẩm gì đó không nói đến luyện khí tay nghề kia thật là thuộc về các tộc đỉnh tồn tại Hắn lúc này luyện chế bảo vật tên là Phúc Hải Thần Đao, bản thân khí phách dị thường, thường tuổi luyện chế thời điểm nổi lòng không xong, tùy thời có bị thần đao phản vệ, tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, thường tuổi chính mình chưa chắc không biết, nhưng đối hắn như vậy luyện khí đại gia tới nói, có đôi khi đi vào rút vào sừng trâu sau, cho dù ý thức được vấn đề cũng không có cách nào giải quyết, trừ phi hợp hắn tâm ý, này liền có điểm làm khó người khác sao, minh đêm liền không có đem thuần thanh thạch trở thành chính mình đồ vật sao có thể tùy ý xử trí sau đó thường tuổi luyện khí thời điểm liền có chuyện ít nhiều thường tuyết phát hiện kịp thời tạm thời chế trụ thường tuổi nhưng chuyện này trị ngọn không trị gốc thường tuổi không có khả năng không hề luyện khí nhưng hắn có tâm ma về sau bất cứ lần nào luyện khí đều có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm minh đem đi theo thường tuyết đuổi tới thường tuổi luyện khí địa phương thời điểm thường tuổi đã mau phá tan thường tuyết thiết cấm chế cũng may minh đem tu vi cao thâm ra tay giúp thường tuổi một phen người rốt cuộc là thanh tĩnh nhưng tâm ma lại không có biến mất một khi hắn bắt đầu luyện khí tẩu hỏa nhập ma cơ hồ là tất nhiên minh đêm đều có điểm muốn mắng người xúc động cái này kêu sự tình gì nếu thuần thanh thạch là của hắn cho dù lại trân quý hắn cũng nguyện ý lấy ra tới cứu người nhưng vấn đề là thuần thanh thạch không phải hắn a à. thường tuyết nhìn chính mình phụ thân bộ dáng lại nhìn thoáng qua khó xử minh đêm liếc mắt một cái trong lòng làm quyết định nàng đối minh đêm nói Người đêm nay có thể hay không lưu lại nơi này giúp ta áp trận, ta tu vi thấp, sợ cha ta xảy ra chuyện, ta ứng đối không kịp, thường tuyết hoa lê dính hạt mưa bộ dáng ngăn trở minh đêm rời đi bước chân, thấy minh đêm đáp ứng lưu lại, thường tuyết nín khóc mỉm cười, dàn xếp hảo thường tuổi sau, thường tuyết liền lấy ra chính mình trân quý linh tử thỉnh minh đêm uống, minh đêm uống lên, say, sau đó bị thường tuyết đỡ trở về phòng, đêm nay thượng đã xảy ra rất nhiều chuyện, minh đêm cùng thường tuyết đêm xuân trướng ấm thường tuyết thừa dịp minh đêm thất thần thời điểm dụ khiến cho hắn mở ra không gian lấy ra thuần thanh thạch chờ minh đêm ngủ sau thường tuyết liền đem thuần thanh thạch giao cho thường tuổi thường tuổi chưa chắc không biết thường tuyết vì thế hắn bắt được thuần thanh thạch trả giá cái gì nhưng hắn cái gì cũng không có nói lập tức đem thuần thanh thạch luyện hóa thuần thanh thạch luyện hóa thần quan hấp dẫn nơi nơi du đảng thần khí đông hoàng chung cùng luyện yêu hồ hai thần khí xuất hiện một khí một nửa chuẩn bị đem thuần thanh thạch chia đều thời khắc mấu chốt thường tuổi ném phúc hải thần đao phân một ly canh bởi vì có thuần thanh thạch thêm vào phúc hải thần đao luyện thành sau chính là thần khí thần khí có linh kế không thỉnh tự đến đông hoàng chung cùng luyện yêu hồ rời đi sau phúc hải thần đao cũng hóa thành lưu quang biến mất đến tận đây thuần thanh thạch chia ra làm tam rơi rụng các nơi thường tuổi tuy rằng như nguyện dùng thuần thanh thạch luyện thành phúc hải thần đao nhưng phúc hải thần đao nó chính mình chạy a à? thường tuổi cái gì cũng không có được đến Hắn luyện khí kỹ năng xác thật là tăng lên, nhưng là vô pháp chứng minh a, à. tựa như cẩm y dạ hành, đem hắn buồn bực quá sức, ngày hôm sau, Minh đêm tỉnh lại trước tiên xem xét thuần thanh thạch, quả nhiên, thuần thanh thạch đã không còn nữa, lúc này, hắn còn có thể không biết chính mình trúng tính kế, hắn là Hải Hoàng thái tử, tuy rằng tâm tính thuần lương, nhưng cũng có thân phận thêm vào ngạo khí, Thường Tuyết như vậy đối hắn, hắn đối Thường Tuyết hảo cảm tất cả biến mất, Thường Tuyết tuy rằng tính kế Minh đêm nhưng đối Minh Đêm cũng không phải hoàn toàn vô tình, nàng tự biết đối lý, sáng sớm liền dùng thiên tài địa bảo hầm canh, xem như cấp Minh Đêm bồi tội, làm thông tuệ nữ tử, nàng là có thể nhìn đến Minh Đêm trong mắt đối nàng thương tiếc hòa hảo cảm, nàng cảm thấy nàng tuy rằng ăn cấp Minh Đêm đá xanh, nhưng nàng cũng đem chính mình tương lai giao phó cho Minh Đêm, này không phải hoàn toàn tính kế, bên trong cũng hàm chứa nàng chân tình, giai đại vui mừng, cũng là thực tốt kết cục, không phải sao? luyện khí tông sư chi nữ thân phận, hơn nữa nàng chính mình cũng có vài phần thiên phú, cũng là bị các tộc truy phủng đối tượng, nàng nhiều ít cũng có chút lân lân cùng chắc hẳn phải vậy. Minh đêm trực tiếp không để ý đến, hỏi nàng, ngươi ngày hôm qua cho ta uống chính là cái gì rượu, thường tuyết buông canh, cười nói, chính là bình thường linh tửu, khả năng tác dụng chậm lớn chút, chúng ta lại đều uống nhiều một chút, nói tới đây, nàng cúi đầu, lộ ra tác dụng chậm thượng ứng đỏ ấn ký minh đêm hoàn toàn không thèm để ý hắn lạnh lùng phun ra mấy chữ thần tiên say mấy chữ này vừa ra thường tuyết sắc mặt chính là một bạch minh đêm nói đem nàng trong lòng sở hữu kiều diễm tâm tư tan cái sạch sẽ thấy nàng không thể nói gì nữa minh đêm cất bước muốn đi người đối ta thật sự không có một chút tình nghĩa sao thường tuyết thất thố hỏi nàng chính là cảm nhận được minh đêm đối chính mình hảo cảm nàng cũng đối minh đêm cố ý lúc này mới ra này hạ sách nàng không phải người tùy tiện a à mà hiện tại, Minh Đêm đem hắn đương cái gì? Nghe nàng hỏi như vậy, Minh Đêm đều khí cười, ngươi không biết thần tiên say dược lực sao? Minh Đêm hỏi, ngươi không biết một nam một nữ cùng uống thần tiên say sẽ mất khống chế sao, ngươi không có chuyện uống trước hạ giải men sao, ngươi không có dụ sử ta giao ra thuần thanh thạch sao, ta, à, phụ thân ngươi không có luyện hóa thuần thanh thạch sao? Nói xong câu này, Minh Đêm liền rời đi, hắn không có lại ở nhân gian lưu lại, trực tiếp trở về thiên hải đem thuần thanh thạch sự tình cùng hải hoàng nói hải hoàng mang theo hắn đi tìm nữ hoa thỉnh tội nữ hoa nói câu ý trời như thế khiến cho bọn họ rời đi lúc sau hải hoàng thoái vị minh đêm kế nhiệm hải hoàng cưới đông hải công chúa còn sinh hạ một cái đáng yêu tiểu công chúa nguyên bản sao minh đêm cùng công chúa một nhà ba người hòa thuận vui vẻ hảo hảo sinh hoạt thường tuyết ở nhân gian đi theo thường tuổi luyện khí trở thành tân một thế hệ luyện khí tông sư hai người quên nhau trong giang hồ chính là lẫn nhau tốt nhất quy túc. Nhưng là, thường tuyết ở minh đêm rời đi 10 tháng sau sinh hạ một đôi song bào thai nữ anh. Các nàng là nửa yêu chi thân, hạ thân đều là màu lam đuôi cá. Thường tuổi kiến thức rộng rãi lập tức nhìn ra manh mối, bọn họ là hải hoàng huyết mạch. Hắn cao hứng đối thường tuyết nói, nguyên lai like cái kia tiểu tử ngốc là hải hoàng, cha, hải hoàng thành thân sinh nữ sự tình, các tộc đều biết, ta không nghĩ lại đi quấy rầy hắn, nàng nhẹ vỗ về hai đứa nhỏ mặt, nói, ta muốn mang hài tử ẩn cư ngốc nữ nhi đây cũng là hải hoàng nữ nhi ngươi cam tâm chính mình thiên cư một góc vạn dặm hải vực đều cấp tiểu công chúa kế thừa không có này hai đứa nhỏ phân sao thường tuyết do dự này một do dự kế tiếp chính là bị thường tuổi thuyết phục sau đó bọn họ một người ôm một hài tử đi thiên hải minh đêm nhìn thấy hai đứa nhỏ sau tự nhiên cảm ứng được các nàng là chính mình huyết mạch con trẻ vô tội hắn cùng thường tuyết sự tình cũng không có gạt đông hải công chúa Đông Hải công chúa làm người rộng rãi, trực tiếp đáp ứng đem song bào thai mang về hải vực nuôi nấng, cũng sẽ cho các nàng công chúa tôn vinh. Minh đêm thực cảm kích công chúa, nắm tay nàng nói lời cảm tạ, lẽ ra, sự tình phát triển đến nơi đây sao, cũng coi như là giai đại vui mừng đi, nhưng Thường Tuyết không vui a, à, dựa vào cái gì a, à, nàng muốn thừa nhận mẹ con chia lìa, cùng Minh đêm có duyên không phận, Đông Hải công chúa lại có thể dưỡng dục nàng hài tử, còn có thể cùng Minh đêm bên nhau. Nàng lập tức liền đổi ý, Minh Đêm liền hỏi nàng rốt cuộc muốn thế nào, Thường Tuyết liền nói, hoặc là tiếp nhận các nàng nương ba, hoặc là các nàng nương ba chính mình sinh hoạt. Minh Đêm, Minh Đêm cho hai đứa nhỏ một cái một người trấn mệnh đồng tiền, sau đó mang theo Đông Hải công chúa trở về hải vực, tiếp nhận Thường Tuyết là không có khả năng tiếp nhận, vĩnh viễn đều không thể tiếp nhận nàng, hắn sẽ không làm thương tổn chính mình thê tử sự tình, Thường Tuyết. Này không phải nàng muốn kết quả a, à. sau đó kỳ ba sự tình đã xảy ra, đương nhiên buổi tối, thường tuổi đem hai đứa nhỏ đặt ở thiên hải biên sau, liền đè nặng thường tuyết đi rồi, minh đêm lặng ra mặt biển, đem hai đứa nhỏ mang về hải vực, trải qua lần trước xong việc, hắn liền biết, này cha con hai là một mạch tương thừa ích kỷ, này hai đứa nhỏ, bọn họ là sẽ không dưỡng, hiện tại tuy rằng các tộc chung sống hòa bình, nhưng nửa yêu bởi vì huyết mạch quan hệ đồng thời không bị nhân tộc cùng yêu tộc tiếp nhận, mặt khác trên đời này còn có ăn nhân ngư thịt có thể trường sinh bất lão đồn đãi bọn họ hải hoàng nhất tộc thực lực cường hãn tự nhiên không sợ như vậy đồn đãi nhưng này hai đứa nhỏ thân phận một khi truyền ra đi nên đón thường gia cha con chính là nối gót tới phiền toái thậm chí là đuổi giết lấy hắn đối thường gia cha con nông cạn hiểu biết này hai người đều không phải thích phiền toái quấn thân người quả nhiên bọn họ buông hài tử liền đi rồi minh đêm tuy rằng vô ngữ nhưng chính mình huyết mạch cũng không có buông tay mặc kệ ý tứ Đông Hải công chúa đối thứ không có phát biểu bất luận cái gì cái nhìn, nàng đối ba cái hài tử đều là xử lý sự việc công bằng, nhưng nàng cũng đã nói trước, mặc kệ này ba cái hài tử tư chất thế nào, hải hoàng vị trí chỉ có thể từ nàng thân sinh nữ nhi A Miễu tới kế thừa, trừ bỏ hải hoàng chi vị thuộc sở hữu, mặt khác đồ vật, nàng không ngại làm tỉ muội ba người chia đều, minh đêm đương nhiên không có ý kiến lạc, so với song bào thai, hắn bản tâm tự nhiên cũng càng thích yêu thương huyết mạch thuần tịnh, lại là danh chính ngôn thuận sinh ra A Miểu, thời gian cực nhanh, thực sắp làm sơ còn ở trong tả lót ba cái nữ hài đều đã trưởng thành, bởi vì từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tỉ muội ba người cảm tình thực hảo, A Miểu bởi vì huyết mạch thuần tịnh, làm người lại nhạy bén hiếu học, ở ba người trung thực lực mạnh nhất, A đoá Thân là đại tỷ tỷ, ôn hòa hiền hậu khoan dung, thực lực tuy rằng kém cỏi nhất, nhưng hải vực người đều thực thích nàng, thân là song bào thai muội muội A Kiều, lớn lên minh diễm kiều tiếu, tính cách lung lay đanh đá, có chút có lý không tha người, nhưng hải vực liền này ba cái tiểu công chúa, mọi người đối nàng vẫn là thực khoan dung. Ngày thường, A Miễu trầm mê tu luyện, A Đoá thích trạch ở hải vực, A Kiều Tắc thường xuyên trộn lưu đến trên bờ, đi nhân tộc du ngoạn. Sau đó, nàng tình cờ gặp gỡ chính mình duyên phận, một nhân tộc hoàng tử. Minh đêm đối nhân tộc không có thành kiến, hắn chỉ là đem chính mình băng khoăn cùng A Kiều phân tích một lần. Trên người của ngươi vốn dĩ liền có nhân tộc huyết mạch, Hải hoàng huyết mạch đã bị pha loãng, nếu ngươi tái giá cho nhân tộc, như vậy ngươi sinh hạ hài tử cũng chỉ biết có một tia cực kỳ mỏng manh hải hoàng huyết mạch, đến lúc đó, các ngươi tỉ muội ba người hài tử ở cảnh ngộ thượng sẽ có khác nhau như trời với đất, kết cục như vậy ngươi có thể tiếp thu sao?" A Kiều tưởng gật đầu, Minh đêm còn nói thêm, "Ngươi có thể tiếp thu, vậy ngươi bọn nhỏ có thể tiếp thu sao? Nửa yêu cùng nhân tộc hài tử, hai tộc thiên phú đều chỉ có thể kế thừa gia lông." Nghe Minh đêm nói xong này đó sau, A Kiều trầm mặt, nàng lại một lần tìm lên bờ thời điểm, liền đem chính mình lo lắng âm thầm cùng nhân tộc hoàng tử nói, nhân tộc hoàng tử cũng phát sầu lên, hắn là thật sự thực thích A Kiều, thiệt tình muốn cưới nàng làm thê tử, nhưng là, hắn cũng không phải thực có thể tiếp thu chính mình hài tử kế thừa không được hai tộc thiên phú, các ngươi không cần lo lắng cái này, ai, A Kiều cùng hoàng tử đồng thời đề phòng, không cần khẩn trương, A Kiều. Ta là ngươi ông ngoại, Minh đêm chưa từng có dấu dếm quá A Kiều cùng A Đoá, các nàng thân thế lúc còn rất nhỏ, các nàng sẽ biết, thậm chí, các nàng cũng rõ ràng cha mẹ hai bên gút mắt, cho nên, thường tuổi nói như vậy thời điểm, A Kiều lại hỏi, ngươi là thường tuổi, thường tông sư, đúng là lão hủ, ngươi vừa mới nói chúng ta không cần lo lắng, là có ý tứ gì? A Kiều đối thường gia cha con ấn tượng thực bình thường, cũng không có hàng huyên ôn chuyện ý tưởng, nàng chỉ muốn biết đáp án, ý tứ chính là, hải hoàng nhất tộc có biện pháp có thể tinh luyện nửa yêu huyết mạch, ngươi sinh hạ tới hài tử cho dù huyết mạch lại không thuần túy cũng có biện pháp tăng lên huyết mạch độ tinh khiết hắn cười nói ngươi vẫn là nửa yêu thân thể xem ra minh đêm không có thế ngươi dùng bí pháp tăng lên quá huyết mạch sao lời này chính là minh châm ngòi a à. nói minh đêm không đau các nàng không coi trọng các nàng cho nên cũng không nghĩ cách tăng lên các nàng huyết mạch hảo cùng a à miễu cạnh tranh a à kiều cơ hồ muốn cười lạnh ra tiếng cho rằng nàng là cái loại này lỗ tai mềm tùy ý nghe người nhà vài câu châm ngòi liền sẽ trúng kế người sao. Lời tuy như thế, nhưng thường tuổi nói có thể tăng lên huyết mạch nói rốt cuộc là vào nàng tâm, nàng cùng nhân tộc hoàng tử ước hảo, nàng đi hải vực tìm kiếm tăng lên huyết mạch biện pháp, hoàng tử ở bờ biển chờ nàng. Nàng biết minh đêm cùng đông hải công chúa đều không thế nào thích thường gia cha mẹ, liền giấu hạ chính mình gặp qua thường tuổi tin tức. Hải vực sinh linh đối A Kiều là không có phòng bị, nàng tìm hiểu tin tức phi thường dễ dàng. Vài ngày sau, nàng sẽ biết thường tuổi nói tăng lên huyết mạch sự tình là thật sự, nhưng là, hắn còn có một chút không có nói, tăng lên huyết mạch nguy hiểm người không ngừng ra tay hỗ trợ người, bị tăng lên huyết mạch giả muốn gánh vác nguy hiểm cùng nguy cơ càng thêm sâu nặng, vì cùng hoàng tử hài tử có thể có cái tốt huyết mạch, A Kiều quyết định mạo hiểm thử một lần, mà nàng xin giúp đỡ đối tượng chính là nàng song bào thai tỷ tỷ A Đoá. A đoá tự nhiên là không đáp ứng, nàng cũng vô pháp lý giải A Kiều điên cuồng. Nhưng là, cuối cùng, nàng vẫn là ở A Kiều khẩn cầu hạ, giúp nàng tăng lên huyết mạch phương pháp kỳ thật rất đơn giản, chính là dùng cùng các nàng cùng nguyên thuần tịnh huyết mạch A Miểu huyết làm lời dẫn, hấp dẫn ra A Kiều trong thân thể hải hoàng huyết mạch, sau đó, A đóa ra tay rút ra A Kiều trong thân thể một nửa kia nhân tộc huyết mạch, cuối cùng, lại từ A Miểu huyết làm lôi kéo, đem hải hoàng huyết mạch dung nhập A Kiều thân thể, phía trước bước đi đều rất đơn giản. A miễu căn bản không có phòng bị các nàng, các nàng thực dễ dàng phải tới rồi nàng huyết tích, nhưng ở cuối cùng thời điểm, huyết mạch tương dung hợp thời điểm, lại ra đường rẻ, A Kiều trực tiếp thú hóa, thành một đầu không có linh trí hải yêu, A đóa muốn cầu cứu, tiếng kinh hô còn không có hô lên khẩu, đã bị A Kiều một cái đuôi chụp hôn mê, sau đó, liền có hải yêu tác loạn sự tình, chuyện này vừa ra, A Kiều vì tinh luyện huyết mạch làm việc ngốc liền giấu không được, A miễu cùng A Kiều tỉ muội tình thâm, nàng không nghĩ tới chính mình tỷ tỷ sẽ như vậy để ý huyết mạch sự tình nàng cùng minh đêm phu thê nói một tiếng sau liền đi ra ngoài tìm kiếm a kiều lúc này chiến thần đã ở lại đây trừ yêu trên đường bởi vì a kiều tinh luyện huyết mạch thời điểm dùng a miễu huyết cho nên a miễu cùng hải yêu hơi thở có chút tương tự chiến thần ngôn kinh trước hết tìm được chính là a miễu a miễu phát hiện hắn là tới tru sát a kiều không dám giải thích cái gì lại nghĩ bám trụ ngôn kinh bước chân làm cho a kiều thoát đi nàng trước sau tin tưởng a kiều cuối cùng nhất định sẽ thanh tĩnh ngôn kinh ngay từ đầu thật sự cho rằng a miểu chính là hải yêu ngay từ đầu ra tay một chút cũng không có lưu tình rốt cuộc hắn chuyến này mục đích chính là trừ yêu cũng là a miểu thân là hải hoàng công chúa trên người dị bảo đông đảo mỗi lần đều có thể ở sinh tử một đường thời điểm dùng dị bảo thoát thân trên đời này rất nhiều chuyện thời gian dài đều là sẽ hiển lộ dấu vết ngôn kinh không phải cái chỉ biết bạo lực mãn phu đánh đánh liền phát hiện không đúng Đặc biệt là có một lần, hắn ở chỗ này cùng A Miễu đánh sống đánh chết, bên kia vùng Duyên Hải lại truyền đến Hải Yêu tác loạn tin tức, ngôn kinh trước ngừng tay, hắn nói, ngươi không phải Hải Yêu, A Miễu. Có điểm xấu hổ, nàng cũng là lần đầu tiên đem hát qua hướng chính mình trên người khấu, ngươi biết Hải Yêu là ai? Ngôn kinh lại nói đến, A Miễu. Cáo từ, kết quả, A Miễu bị đuổi theo, này phía trước, là ngôn kinh đuổi theo A Miễu chạy, tưởng đem nàng diệt này lúc sau, là A Miểu đuổi theo ngôn kinh chạy, sợ hắn đem A Kiều diệt, như vậy dây dây dưa dưa, hai người liền xem vừa mắt, cũng nên bọn họ vận khí tốt, tào hướng dương theo này tuyến thật lâu, nắm giữ cũng đủ chứng cứ, đang chuẩn bị thu võng đâu, cái này đội ngũ ra tới, vừa vặn tránh thoát này luôn đuổi bắt, bất quá, bọn họ vận khí đến nơi đây cũng liền không sai biệt lắm, bởi vì, thần nông giá thật sự không phải người thường có thể dễ dàng đặt chân địa phương, này không bọn họ tuy rằng tránh thoát sương mù dày đặc xâm nhập lại không có biện pháp giống tông ly như vậy bởi vì có thần lực mà không sợ dáng nam trần mùi hương ảnh hưởng bọn họ bị dáng nam trần hương vị hấp dẫn một chân bước vào nó địa bàn nháy mắt bị vô số sợi mỏng vây quanh tông ly người có hay không nghe được cái gì thanh âm an chi dừng lại bước chân nghiêng tai lắng nghe giống như có người ở kêu cứu mạng tông ly tông ly cả trái tim thần đại bộ phận đều đặt ở hắn cùng an chi dắt tới trên tay mặt cái gì cầu cứu thanh, hắn căn bản không có nghe thấy, nhưng An Chi nói như vậy, hắn lập tức thu liễm tâm thần, cẩn thận nghe xong lên, giống như xác thật là có, ở bên kia. Tông Ly ngón tay hướng một phương hướng, vấn An Chi, mau chân đến xem sao, đi xem đi, vạn nhất có người gặp nạn đâu, bên kia hẳn là chính là gián nam trần địa bàn, tiểu tâm một chút. Tông Ly dặn dò nói, hảo, này cái gì gặp quỷ đồ vật, như thế nào ở hút ta huyết? có đại hán kêu sợ hãi ra tiếng thu hồi đáp ở đồng bạn trên vai tay bắt đầu dùng sức xả chính mình trên người sợi mỏng những cái đó sợi mỏng nguyên bản là trong suốt hấp thụ đến người trên người sau liền bắt đầu hút máu sau đó sợi mỏng chậm rãi biến thành tươi đẹp màu đỏ này đó bị mùi hương hấp dẫn lại đây đại hán ngay từ đầu xa vào ở mùi hương trung vô pháp tự kềm chế không có chú ý phát sinh ở chính mình trên người biến cố chờ chú ý tới thời điểm trên người đã bị sợi mỏng triền đầy cái kia dùng sức xả sợi mỏng đại hán tuyệt vọng phát hiện này đó sợi mỏng căng bản xả không ngừng hơn nữa hắn càng xả sợi mỏng càng là chặt chẽ hấp thụ ở hắn trên người phản phất liền hút máu tốc độ đều nhanh không ít không muốn chết hắn lấy ra chủy thủ cắt cắt không ngừng nóng vội dưới trực tiếp độc thuộc lòng đi cắn hàm răng đều cắn toan, cũng không có thay đổi tình trạng cuối cùng hắn lấy ra tay thương cũng không rảnh lo có thể hay không ngộ thương người một nhà đối với sợi mỏng liền trực tiếp khai số thương, đương nhiên, cũng vẫn là vô dụng, An Chi cùng Tông Ly chính là ở Đại Hán nổ súng thời điểm đuổi tới, bọn họ vốn là tính toán cứu người, kết quả liền thấy được Đại Hán nổ súng kia một màn, An Chi lập tức ngăn cản bấm tay niệm thần chú Tông Ly, nàng đối Tông Ly nói, người nọ thương không giống như là quân chính quy dùng, An Chi trong miệng quân chính quy chính là quân nhân, công an chờ nhân viên chính phủ xứng thương, đương nhiên đệ nhất quân cũng là lạc này đó xứng thương đều là có thống nhất tiêu chuẩn trong nghề người liếc mắt một cái là có thể nhìn ra được tới mà người này thương rõ ràng không phù hợp tiêu chuẩn công ly nghe an chi như vậy vừa nói trực tiếp liền dừng tay hắn cứu người là bởi vì an chi tưởng cứu hiện tại an chi có khác suy tính hắn tự nhiên liền không cứu này nhanh nhẹn có thể nói một cái mệnh lệnh một động tác hai người bọn họ nói chuyện thanh âm thực nhẹ ngay từ đầu cũng không có khiến cho những cái đó đại hán chú ý vẫn là nổ súng cái kia đại hán mắt sắc, thấy được An Chi cùng Tông Ly, hắn vội vàng cầu cứu, hai vị, chúng ta là vào nhầm nơi đây, còn thỉnh cứu mạng, người khác thấy thế, cũng sôi nổi cầu cứu, thấy An Chi không có phản ứng, kia đại hán còn nói thêm, đồng chí, ra cửa dựa bằng hữu, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa A, chính là A, ngươi liền như vậy ở bên cạnh nhìn không hảo đi. Một cái khác đại hán nói, này đó sợi mỏng khó lòng phòng bị, các ngươi trước mắt là không có việc gì, nhưng lúc sau liền nói không hảo. chi bằng chúng ta cùng nhau đồng tâm hiệp lực đem sợi mỏng diệt trừ. như vậy về sau vào nhầm nơi này người cũng có thể không có nỗi lo về sau a. À. bọn đại hán nói vài câu, thấy an chi vẫn là thờ ơ, có tính tình không tốt đại hán đã bắt đầu chửi ầm lên. sau đó trong miệng của hắn cũng duỗi vào rất nhiều sợi mỏng. mặt khác đại hán thấy thế lập tức tâm miệng những cái đó sợi mỏng duỗi nhập kia mắng chửi người đại hán trong miệng sau một cây so mặt khác sợi mỏng đều thô một ít sợi mỏng trộn lặn xuống An Chi bên chân, ở nàng trên đùi cọ cọ, lấy lòng ý vị phi thường rõ ràng, An Chi. Này sợi mỏng thành tinh đi, Nga, nhân gia vốn dĩ chính là thượng cổ kỳ hoa, thành tinh mới là bình thường, này, đây là dáng nam trần, như bụi bặm giống nhau nhẹ, không dễ bị người phát hiện, chủ đánh một cái đánh bất ngờ, đến nỗi giống tiểu cẩu giống nhau cọ An Chi chân dáng nam trần phân chi, Tông Ly giải thích là, trên người nàng hơi thở phi thường thuần khiết dáng nam trần thực thích còn ở sinh tử dãy dụ bọn đại hán có thể hay không trễ chút nói chuyện phiếm trước cứu người a cũng may an chi giống như nghe được bọn họ tiếng lòng rốt cuộc bắt đầu chú ý nổi lên bọn họ các ngươi khí chất rất giống ta gặp gỡ quá một đám người ta đoán các ngươi tới nơi này là trộn săn đi thần nông giá nổi tiếng nhất truyền thuyết chính là bên trong sống ở thượng cổ thần thú các ngươi là tới săn thần thú An Chi xem bọn họ ánh mắt tựa như đang xem thiểu năng trí tuệ, này đến nhiều ít tự tin, mới có thể cho rằng chính mình có thể làm quá thượng cổ thần thú A, nhóm người này là dùng chân tới tự hỏi đi. An Chi rốt cuộc mở miệng đối bọn đại hán nói chuyện, nhưng ngữ khí ngữ điệu cùng nội dung đều không thế nào hữu hảo, thậm chí ánh mắt kia, bọn đại hán đều không nghĩ đi giải độc, bọn đại hán tưởng phản bác, không làm gì được dám há mồm, không gặp há mồm mắng chữ người người kia đã bắt đầu trợn trắng mắt sao, giống như, còn gầy một vòng cũng không biết nơi nào tới nữ đồng chí như thế nào một chút đồng tình tâm cũng không có không gặp bọn họ đều mau bị hút khô rồi sao còn quản cái gì trộn săn không trộn xăng a trước cứu người lại nói a này nhóm người từ trước đến nay đối người coi thường chỉ chuyên chú săn giết khách hàng chỉ định mục tiêu cuộc đời lần đầu tiên bọn họ dùng sức cả người thủ đoạn chỉ vì làm an chi lương tâm phát hiện cứu bọn họ một cứu muốn nói bọn họ vì sao chắc chắn an chi cùng tông ly có thể cứu bọn họ Bọn họ khẳng định sẽ nói, vô nghĩa, không gặp kia hai người đứng ở nơi đó lâu như vậy, này đó sợi mỏng đều không có vây qua đi hút bọn họ máu sao, mẹ nó, này sợi mỏng vừa thấy chính là bắt nạt kẻ yếu chủ A, cũng chính là này đó đại hán không có chú ý tới an chi bên chân sợi mỏng đang cố gắng cọ nàng lấy lòng đâu, bằng không, bọn họ phỏng chừng sẽ càng thêm phá vỡ, tông ly, người biết muốn như thế nào cùng dáng nam trần giao lưu sao? An chi hỏi, này đó trộm sang người tuy rằng đáng chết, nhưng cũng hẳn là được đến pháp luật thẩm phán mà không phải lặng yên không một tiếng động chết ở chỗ này tuy rằng đây cũng là bọn họ nên được ai sớm biết rằng vừa mới coi như không có nghe thấy an chi nhịn không được như vậy thầm nghĩ nhưng là thấy lại không cứu người nàng quá không được trong lòng kia quan ngươi muốn nói cái gì làm tiểu thiên đi câu thông liền hảo tông ly trả lời tiểu thiên từ tông ly tay áo khẩu nhô đầu ra mang theo điểm nịnh nọt đối an chi nói chi chi ngươi có cái gì phân phó cứ việc nói, ta bảo đảm cho ngươi làm được thỏa thỏa. An Chi liền thấp giọng cùng Tiểu Thiên nói nói mấy câu. Tiểu Thiên nghe xong gật gật đầu, lẻn đến trên mặt đất cùng dáng Nam Trần lẩm nhẩm lầm nhầm đi. Không bao lâu, hắn liền cùng An Chi nói, Tiểu Giáng đáp ứng rồi, bất quá, nàng có cái yêu cầu. Cái gì yêu cầu, nàng nói, đây là cử ti chi lao, không cần thù lao, ngươi nếu là cảm thấy ngượng ngùng, liền cho nàng thua chút linh lực thì tốt rồi. Nàng nói từ trước nơi này còn có thể hút đến chút linh khí, hiện tại là một chút đều không có, làm đến nàng đều buồn bực, bên người đều là thục thú, không hảo xuống tay, mấy người này chủ động thấu đi lên, còn nói cái gì muốn săn giết thượng cổ thần thú kiếm tiền, Giáng Nam Trần nói đến cùng cũng là thượng cổ linh thú một loại, nơi nào có thể nhẫn, nàng trực tiếp liền tưởng cho người ta huyết hút khô rồi, thuận tiện cho chính mình một đống cơm no, ai, kỳ thật, nàng không thích hút người huyết, chủ yếu là mấy người này quá đáng giận nàng muốn cho bọn hắn một chút giáo huấn, liền miễn cưỡng chính mình hút. Bất quá, nếu cái này hương hương nữ nhân nói thả bọn họ một mã, vậy quên đi đi. Hút máu đằng nói rất đúng, người huyết quả nhiên uống không ngon chút nào. A Phi, bị hút huyết còn bị gián nam trần ghét bỏ bọn đại hán. An Chi nghe Tiểu Thiên giải thích ngọn nguồn sau, hỏi, nàng từ trước đều không có hút hơn người huyết sao? Khi nàng có biết hay không từ trước tiến vào người đều đi nơi nào? tiểu thiên lập tức đem an chi nói phiên dịch cấp dáng nam trần nghe vội đến vui vẻ vô cùng tiểu ngọc nghe không hiểu dáng nam trần nói nhưng cũng đi theo tiểu thiên hậu mặt tung tăng cười ngây ngô an chi cũng không biết nàng ở cười ngây ngô chút cái gì tiểu dáng nói lại hướng phía trước một chút có một gốc cây hút máu đằng nàng nói cho tiểu dáng nói người huyết không hảo uống tiểu dáng liền vẫn luôn không có uống qua đây là lần đầu tiên nàng nói hút máu đằng không có lừa nàng người huyết quả nhiên không hảo uống Nàng về sau đều sẽ không uống nữa. An Chi, hảo đi, đây là cái tiểu đơn thuần, nàng không có lại do dự, cấp Dáng Nam Trần đưa vào rất nhiều linh lực. Nàng làm Dáng Nam Trần làm sự tình nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó, chủ yếu xem Dáng Nam Trần thực lực thế nào. Nàng chính là muốn cho Dáng Nam Trần trước phóng những người này một con ngựa, nàng đem người định trụ sau, hỗ trợ đem mấy người này kéo dài tới thần nông giá bên ngoài, hương khê vệ sinh viện địa chỉ cũ nơi đó phí lê bọn họ khẳng định sẽ nhìn chằm chằm thần nông giá nàng lại viết tờ giấy làm cho bọn họ đem người hướng phụ cận cục công an đưa là được dáng nam trần đáp ứng rồi an chi sau liền thu hồi sợi mỏng những cái đó đại hán còn không có tới kịp vui vẻ chính mình tìm được đường sống trong chỗ chết đã bị định trụ định trụ tao gặp gỡ ngạnh tra tử kia một nam một nữ rất có thể cũng là yêu quái an yêu quái chi trống rỗng lấy ra giấy bút viết mấy chữ nàng bên chân con rắn nhỏ liền ngậm khởi giấy hướng trong đó một cái đại hán trên người tắt, khi đại hán đã trải qua biến cố, bị hút máu, lại đột nhiên không thể nhúc nhích, đã cả kinh không được, hiện tại lại có xà trực tiếp hướng trên người hắn toản, cái này làm nhiều việc ác, săn giết động vật cũng không nương tay đại hán rốt cuộc trận tròn mắt thẳng tắt ngất đi, hắn hôn không hôn, an chi căn bản không quan tâm, làm tốt này hết thảy sau, dáng nam trần một lần nữa cuốn lên bọn đại hán đem người một đám kéo đi ra ngoài. Bọn đại hán, đây là muốn đem bọn họ kéo dài tới địa phương khác sát sao, cứu mạng, cùng lắm thì, bọn họ về sau không bao giờ săn thú, từ sương mù dày đặc sau khi xuất hiện, phí lê cơ hồ chính là nhìn không chớp mắt nhìn chầm chầm thần nông giá biên giới, cho dù sương mù dày đặc tiêu tán sau, hắn cũng không có thu hồi ánh mắt, cho nên, đường biên giới bên kia truyền đến động tỉnh thời điểm, hắn là cái thứ nhất phát hiện, bên kia có động tỉnh, ta đi xem, nói xong, phí lê dùng nhanh nhất tốc độ chạy qua đi kỳ thật hắn tưởng an chi cùng tông ly cảm thấy sương mù dày đặc không an toàn tạm thời rời khỏi tới kết quả chạy tới vừa thấy là mấy cái trợn tròn mắt nằm trên mặt đất đại hán a này phí lê nhìn quanh một chút bốn phía mấy người này là từ sương mù dày đặc trung ra tới bọn họ cái dạng này là như thế nào ra tới thần nông giá quả nhiên thần bí khó lường a sư phó người này trên người có một trương tờ giấy Hoắc tấn tay mắt lanh lẹ đem tờ giấy rút ra vừa thấy là An Chi đồng chí viết, hắn đem tờ giấy đưa cho Phí Lê. Phí Lê tiếp nhận vừa thấy, minh bạch sự tình đại khái ngọn nguồn. Nguyên lai thủ đoạn khó lường chính là An Chi, kia không có việc gì. Tiếp theo, hắn hung hăng cho nằm đại hán một chân. Những người này là trộm săn giả, An Chi bắt được bọn họ, suy nghĩ biện pháp đưa ra tới, làm chúng ta cấp đưa đến cục công an đi. Phí Lê nói, có thể nhanh như vậy được đến An Chi bọn họ tin tức, hắn vẫn là thật cao hứng, đồng thời cũng yên tâm, An Chi nếu còn có thể nghĩ cách đem người đưa ra tới xử theo pháp luật, thuyết minh nàng vẫn là có thừa lực, có thừa lực hảo, có thừa lực là có thể ứng đối càng nhiều nguy hiểm lớn hơn nữa trình độ bảo đảm chính mình an toàn. Như vậy lưu cá nhân ở chỗ này dự phòng An Chi bên kia sẽ có mặt khác tin tức những người khác giúp một chút đem này mấy cái trộm săn giả đưa đi phụ cận cục công an. Phí Lê nói cuối cùng từ Hạ Tăng Lưu Thủ những người khác đưa trộm săn giả đi phụ cận cục công an thuận tiện phí lê gọi điện thoại cấp hạng quân đem này đó trộm săn giả sự tình đại khái nói một chút hạng quân thật đúng là biết chuyện này tào hướng dương đã trở lại tào gia người biết an chi lại 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 cứu tào gia một cái khác mệnh căn tử sau đối an chi khi quả thực là hận không thể đem người cung lên an chi không ở kinh thành tào gia trưởng bối liền thay phiên cấp an lập tính cùng hạng quân gọi điện thoại biểu đạt cảm kích chi tình khi cảm kích chi tình thật sự có thể dùng thao thao bất tuyệt tới hình dung lúc này tào hướng dương trở lại kinh thành chính là bởi vì nắm giữ trộm săn tập đoàn đại bộ phận tin tức biết trộm săn tập đoàn thủ lĩnh ở kinh thành hiện tại hắn đã bắt đầu thực thi bắt giữ an chi tin tức này cũng coi như thượng là cái mưa đúng lúc bởi vì đề cập trộm săn người kia thân phận có chút đặc thù là mổ vị đại lão con lúc tuổi già vẫn luôn coi như trồng mắt đau tào hướng dương nói muốn bắt người nhưng gia căn bản là không nhận đơn lão quái đoàn người nhưng thật ra bị bắt nhưng bọn hắn chính là toàn bộ trộm săn tổ chức bên ngoài nhân viên căn bản là không quen biết chân chính đại lão bản là ai. Mặt khác trộm săn tập đoàn người tuy rằng bắt không ít, nhưng cũng cũng không dám chỉ ra và xác nhận phía sau màn người. Lúc này, An Chi cũng bắt một đợt trộm săn giả, vẫn là có thực lực thâm nhập thần nông giá tập thể, không chuẩn nơi này liền có trộm săn tập đoàn một án điểm đột phá. Hạng quân đem tin tức tốt này nói cho Tào Hướng Dương thời điểm, thật sự, cũng liền An Chi không ở nơi này, bằng không hắn cao thấp đến cấp an chi hành cái đại lễ, tiếng la cô nải nải, lập tức, hắn làm hắn tiểu đệ tàu sáng dương đi liên hệ bên kia cục công an, đem người trục xuất đến kinh thành, hắn đến nhìn kinh thành cái kia cá lớn, không thể rời đi, bằng không, hắn khẳng định tự mình đi đem người mang đến kinh thành, cái này kêu cái gì, cái này kêu an chi không ở kinh thành, kinh thành cũng có nàng truyền thuyết, bởi vì có an chi ngoài ý muốn viện thủ, trộm săn tập đoàn án thuận lợi cáo phá, bất quá, cái này phía sau mà người một người gánh chịu sở hữu chịu tội gia tộc của hắn tuy rằng bị chút liên lụy lại không có thương gân động cốt thế lực như cũ rắc rối khó gỡ tào gia cùng hạng quân ý tứ đều là đem an chi tại đây chuyện thượng giấu đi thân hình từ hạng quân lén cấp khen thưởng bọn họ đảo không sợ gia nhân này đối an chi làm cái gì lấy an chi năng lực gia nhân này phàm là dám duỗi tay nàng có thể trực tiếp đem người tay cấp dậm bọn họ không cho an chi ngoài ý muốn nhúng tay chuyện này cho hấp thụ ánh sáng là bởi vì hoài nghi gia nhân này ở trộm săn chuyện này thường không sạch sẽ mặt khác nhà bọn họ còn có một ít chuyện khác không có bị điều tra ra kinh thành cái này trong vòng liền không có người không biết an chi thần dị chỗ bọn họ là sợ gia nhân này biết an chi có nhúng tay chuyện này sau trực tiếp trục đến lúc đó lại muốn ra bọn họ liền càng không dễ dàng an chi nàng thật đúng là không nghĩ tới có một ngày chính mình thế nhưng bởi vì quá mức ưu tú mà bị che giấu công lao đương nhiên đang ở thần nông giá An Chi là không biết kinh thành phong vân, nàng cùng Tông Ly nắm tay đến gần hút máu đằng địa bàn, phía trước Giáng Nam Trần nói, nàng còn nhớ rõ đâu, cái này hút máu đằng nghe tên liền biết không phải thiện ra, quả nhiên, bọn họ vừa tiến vào hút máu đằng địa bàn, nên đón bọn họ chính là che trời lấp đất tím đen sắc dây đằng, ngoạn ý nhi này, mỗi căn dây đằng thượng đều có thật nhỏ gai ngược, chỉ cần bị này đó gai ngược rác đến, voi đều có thể bị ma đảo đến nỗi ma đảo sau sẽ phát sinh sự tình gì bên cạnh mấy cổ bạch cốt đã thuyết minh hết thảy vấn đề đối mặt như vậy hung tàn thượng của thực vật an chi cùng tông ly cũng không có lưu thủ cuối cùng hút máu đằng tích bại nhanh chóng thu hồi sở hữu dây đằng chui vào dưới nền đất như thế nào đều không ra hai người cũng không có đuổi tận giết tuyệt ý tứ này thần nông giá chỗ sâu trong vốn dĩ chính là một ít linh thú linh thực địa bàn những cái đó biết rõ nguy hiểm còn cố ý tiến vào hoặc theo đuổi kích thích hoặc theo đuổi ít lợi người vốn dĩ cũng không đáng đồng tình. Đừng quên, thần nông giá chỗ sâu trong chính là công nhận hiểm địa, dám vào hiểm địa, vốn dĩ liền phải có đem mệnh lưu lại tự giác. Đương nhiên, đối phó hút máu đằng như vậy hung tàn linh thực, An Chi cũng là hạ tàn nhẫn tay, không cái dâm ba năm, nó là đừng nghĩ lại đã thương người. Phỏng chừng này hút máu đằng tại đây vùng cũng là cái xưng vương xưng bá tồn tại. An Chi cùng Tông Ly đi rồi thật lâu, cũng không có gặp lại quá mặt khác linh thú cùng linh thực đến đổi ngũ phun sương mù dày đặc thận thú, càng là liền sợi lông đều không có thấy, thận thú, đây là phỉ bán. Nhân gia không có mau mau, tông ly, ta cảm giác phí lão nghe được truyền thuyết có thể là thật sự. An Chi bỗng nhiên mở miệng nói, tông ly thực mau liền lý giải nàng ý tứ, ngươi là nói, nữ hoa bổ thiên sự tình, đúng vậy, có thể hay không nơi này thiên chân thiếu một khối thuần thanh thạch a, bởi vì thiếu thuần thanh thạch, cho nên thiên không có bổ toàn, cho nên, đại pháp thì tại nơi này cũng không hoàn chỉnh, cho nên, nơi này tới rồi hiện tại, còn có nhiều như vậy thượng cổ linh thú linh thực linh tinh. An Chi vừa mới nói xong, một trận cuồng phong đột ngột quát lên, nàng cảm giác chính mình da đầu đều phải bị nhấc lên tới. Về sau, nàng nếu là mép tóc lui về phía sau, hoặc là hói đầu, khẳng định là bị này nhảy điên cuồng gió thổi. An Chi còn ở miên mang suy nghĩ đâu, tiếp theo nháy mắt, nàng đã bị cuồng phong thổi đến ly mà ở nàng sắp giống một mảnh lá rụng theo gió xoay tròn thời điểm tông ly trực tiếp giữ chặt nàng đem nàng hộ ở trong lòng ngực đừng sợ hắn nói an chi tâm lập tức an xuống dưới cùng phong nơi đi đến sở hữu đồ vật đều bị quát ly mặt đất liền thảm cỏ tử đều bay lên thiên như vậy cùng phong trung an chi ở tông ly trong lòng ngực tóc ti đều an ổn xuống dưới thình lình xảy ra cùng phong phản phất mở ra cái gì kỳ quái chốt mở kế tiếp bọn họ lại đã trải qua nắm tay đại mưa đá trang giấy đại băng tuyết như trực tiếp cầm bồn đi xuống đảo mưa to này đó chỉ là tiểu nhi khoa mẹ nó lúc sau còn hạ bùn lầy vũ lôi điện vũ đối không sai chính là trực tiếp hạ lôi điện thẳng tắp đi xuống phát quả thực thật sự nếu không phải an chi cùng tông ly đều có tự bảo vệ mình năng lực bọn họ một giây đến chiếc ở chỗ này a à, cũng không nên cảm thấy chịu đựng này đó liền qua cơn mưa trời lại sáng u thiên là tình nhưng hắn mẹ nó Bầu trời có hai cái mặt trời A, à? An Chi đều phải phơi tróc da hảo sao, lúc này, nàng là càng thêm tin tưởng vững chắc nơi này thiên không có bổ hảo, bằng không, như thế nào sẽ có hai cái mặt trời đâu, thật vất vả ngao tới rồi buổi tối, bầu trời lại xuất hiện hai mặt trăng, An Chi, thấy thế, tông ly lộ ra như suy tư gì biểu tình, làm sao vậy? An Chi quan tâm hỏi, tâm nói, sẽ không lại phải có cái gì kỳ quái thời tiết đi, không cần A, à? thật sự thật lăn lộn người A. À? không có, ta suy nghĩ, ngươi suy đoán có thể là thật sự, cái gì? An Chi nhất thời không có phản ứng lại đây, nơi này thiên khả năng thật sự không có bổ tề. Tông Ly nói, theo sau, hắn ngẩng đầu chỉ vào trong đó một tháng lượng nói, ngươi xem cái kia ánh trăng, An Chi nghe vậy, theo Tông Ly sở chỉ phương hướng xem qua đi, chỉ thấy, cái kia ánh trăng chung quanh chính chậm rãi ngưng tụ ra mờ mịt nguyệt hoa sắc sương mù, sau đó, này đó sương mù phản phất bị thứ gì lôi kéo dường như, chậm rãi trút xuống mà xuống sau đó liền không có sau đó an chi dùng ánh mắt hỏi tông ly đây là có chuyện gì đây là một thế giới khác ánh trăng vừa rồi trút xuống mà xuống là đế lưu tương tông ly giải thích nói chính là yêu hồn nhóm nhảy cầu phúc vũ đối nguyệt khẩn cầu đế lưu tương an chi hỏi đúng vậy kia vừa mới những cái đó đế lưu tương như thế nào không thấy an chi lại hỏi bởi vì này ánh trăng không phải chúng ta nơi thế giới này ánh trăng mà là một cái khác. Tông Ly tổ chức một chút ngôn ngữ sau, tiếp tục nói, là một cái khác còn có linh khí tồn tại thế giới ánh trăng, vì cái gì nói như vậy? Bởi vì Đế Lưu Tương là một loại đặc thù, yêu cầu linh khí mới có thể ngưng tụ đồ vật. Nghe xong Tông Ly sau khi giải thích, An Chi bất kỳ nhiên nhớ tới chính mình sư phó Yến Trọng Minh, nàng nhịn không được hỏi, "Tông Ly, ngươi nói có hay không một loại khả năng, bởi vì nào đó chất môi giới, hai cái thế giới sẽ ngắn ngủi liên thông một chút, sau đó Thế giới này người đi cái kia có linh khí thế giới, rất có khả năng, nhưng rất khó." Tông Ly nói, nếu thực dễ dàng liền có thể đi cái kia linh khí mờ mịt thế giới, nơi này liền sẽ không có nhiều như vậy thượng cổ sinh linh, nơi này hẳn là chỉ là có thể nhìn đến hai cái thế giới dị tượng, nhưng cũng không thể dễ dàng lui tới với hai cái thế giới chi gian, nhưng nếu là muốn tới hướng với hai cái thế giới, nơi này cũng nên chính là nhất bạc nhược, dễ dàng nhất đánh vỡ hàng rào địa phương. An Chi gật đầu hai người đối nơi này đặc thù có chung nhận thức, cũng đều cho rằng là lúc trước nữ hoa bổ thiên thời điểm khuyết thiếu thuần thanh thạch mới có thể tạo thành trước mắt tình huống, chúng ta nhanh lên rời đi nơi này. Tông Ly giữ chặt An Chi tay nhanh chóng đi phía trước đi đến, làm sao vậy, đế lưu tương tuy rằng không phải thế giới này, nhưng đối sở hữu linh vật đều có trí mạng lực hấp dẫn. Này một mảnh chờ lát nữa khẳng định sẽ có rất nhiều linh vật chưa từ bỏ ý định lại đây nếm thử hấp thu đế lưu tương. Linh thú linh thực hấp thu không được đế lưu tương, vốn dĩ liền đủ phiền bọn họ hai nhân loại ở chỗ này không chuẩn sẽ trở thành linh vật nhóm công kích cho hả giận đối tượng loại này vô vị đối kháng cùng tiêu hao tông ly cảm thấy hoàn toàn không cần phải an chi cũng là như vậy tưởng nghe xong tông ly nói sau lập tức không hề vô nghĩa hai người phi thường có ăn ý nhanh chóng rời đi nơi này quả nhiên bọn họ rời đi không có bao lâu rất nhiều linh vật hướng bên này tới rồi này đó linh vật phần lớn là còn không có khai linh trí có chút khai linh trí linh vật biết nơi này để lưu tương cũng chỉ có thể xem không thể được đến đã lười đến lại đây nhưng cũng có khai linh trí linh vật lại đây thử thời vận vạn nhất đâu kia không phải kiếm phiên nơi này như thế nào sẽ có nhiều như vậy linh vật an chi quay đầu lại nhìn thoáng qua kinh ngạc nói theo sau nàng có chút sởn tóc gáy vạn nhất này đó linh vật ngày nào đó rời đi nơi này đi bên ngoài kia bên ngoài thế giới không biết sẽ bị bọn họ soàn soạt thành bộ dáng gì vừa mới chính là liền thương. Đánh đều không có biện pháp đánh gãy dáng nam trần sợi mỏng, phản phất là đã biết An Chi ý tưởng, Tông Ly ra tiếng An ủi nói, nơi này hẳn là có cái gì cấm chế ngăn cản linh vật rời đi, bằng không, nhiều như vậy linh vật là tuyệt đối không có khả năng tụ tập ở bên nhau sinh hoạt, chúng nó đã sớm bắt đầu mở rộng xâm chiếm chính mình địa bàn, nữ hoa bổ thiên thời điểm biết nơi này thiếu thuần thanh thạch, không có khả năng không biết hậu quả, khẳng định ở chỗ này thiết hạ một ít cấm chế, tới bảo đảm cho dù khuyết thiếu thuần thanh thạch, cũng sẽ không đối mặt khác sinh linh có cái gì ảnh hưởng. Nghe Tông Ly nói như vậy, An Chi yên tâm rất nhiều, nhưng thương hải tan điền, ai cũng không biết cái này cấm chế có thể hay không vẫn luôn ước thúc này đó linh vật, vẫn là câu nói kia, vạn nhất đâu, chỉ là, lấy An Chi hiện tại thực lực, nàng tạm thời cũng là không có bất luận cái gì biện pháp, cho nên, chỉ có thể tạm thời đem này phân lo lắng âm thầm đặt ở trong lòng. Kế tiếp lộ, Hai người tiếp tục trải qua đủ loại thời tiết, cũng tao ngộ một ít cũng không hữu hảo linh thú. Bọn họ tuy rằng đều có thể toàn thân mà lui, nhưng này đó trải qua cũng làm an chi minh bạch, vì cái gì bên ngoài truyền lưu sở hữu về thần nông giá chỗ sâu trong tin tức đều là nguy hiểm. Nàng chỉ có thể nói, đây là sự thật, thậm chí, nơi này trên thực tế so đồn đãi trung càng thêm nguy hiểm. Ngày này, hai người ở trốn một trận băng kiếm vũ thời điểm, không biết dẫm tới nơi nào, rớt vào một cái trống rỗng xuất hiện lốc xoáy. Hai người nghĩ mọi cách đều không có từ lốc xoáy thoát thân, chỉ có thể thuận thế mà làm, bảo vệ chính mình yếu hại, bị lốc xoáy cuốn vào một chỗ sơn cốc. Ở bên ngoài cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở trải qua quỷ dị khí, ế hoa, chờ cùng tao ngộ đủ loại bất đồng linh vật lúc sau, như vậy một mảnh an bình bình tĩnh, hoa thơm chim hót sơn cốc, làm an chi thần kinh thả lỏng tiếp theo nháy mắt, lại căng thẳng thần kinh. Bọn họ thử thăm dò hướng các phương hướng rời đi, nhưng trừ bỏ vào sơn cốc chỗ sâu trong, mặt khác địa phương đều không có biện pháp đi ra ngoài. vô pháp, hai người liếc nhau, chỉ có thể nắm tay hướng trong sơn cốc đi đến. một đường đều không có đột phát trạng huống, hai người thuận lợi đi tới sơn cốc chỗ sâu trong một chỗ nhà gỗ trước. nơi này chẳng lẽ còn có người ở? an chi nghi hoặc, này đến là cái dạng gì nhân vật lợi hại a? À? cư nhiên có thể ở lại ở như vậy địa phương. an chi không có nghi hoặc lâu lắm, nhà gỗ người phỏng chừng là nghe được động tĩnh gì đi ra một đôi trung niên phu thê, đệ 64 chương, An Chi ngẩn ra, phản phất có thứ gì đánh trúng nàng ngực, nàng ngơ ngác nhìn cầm tay ra tới phu thê, trong mắt đã có một chút ướt ác, phu thê trung nữ tử đã gấp không chờ nổi chạy tới An Chi trước mặt, nàng vươn tay, tưởng đụng vào An Chi mặt, do dự một chút lại thu trở về, ta là doanh lan. Nàng nói, sau đó, nàng chờ mong mà nhìn An Chi, An Chi nước mắt bỗng nhiên liền xuống dưới, nàng đem nước mắt lau, lộ ra một cái gương mặt tươi cười nói ta là an chi an chi an chi doanh Lan lẩm bẩm lặp lại sau đó cắt gao đem an chi ôm ở trong lòng ngực ta nữ nhi nàng nói theo sau kia trung niên nam nhân cũng hoảng qua thần tiến lên một bước đem mẹ con hai ôm ở trong lòng ngực an chi ta là phụ thân ta là an cờ hắn nghẹn ngào nói công ly lẳng lặng chờ ở một bên chờ chứng kiến một nhà ba người đoàn viên chờ ba người cảm xúc hòa hoãn một ít sau, Danh Lan vội vàng đem người ngên vào nhà gỗ, ta đi cho các ngươi châm trà. Doanh Lan đem trà đưa tới An Chi trên tay, cười nói, này trà tuy rằng là chính chúng ta sờ soạn xào, nhưng vị thực không tồi, ngươi uống uống xem, không thích nói, ta đi đổi. An Chi uống một ngụm, nói, rất thơm, ta thực thích, nàng đánh giá một chút chung quanh, hỏi Doanh Lan, ngày mấy năm nay vẫn luôn đều ở nơi này sao, đúng vậy. Doanh Lan nhìn thoáng qua An Cờ, Nắm An Chi tay nói, mấy năm nay, chúng ta vẫn luôn suy nghĩ biện pháp rời đi nơi này, nhưng vẫn luôn không có tìm được rời đi nơi này biện pháp. Xin lỗi, chúng ta không có kết thúc làm phụ mẫu trách nhiệm. An cờ nghe xong, ở bên cạnh gật đầu, An Chi cười cười, không có nói không quan hệ, không biết có phải hay không bởi vì tìm được rồi cha mẹ, bọn họ nhìn lại quá rất khá bộ dáng. An Chi đột nhiên liền biệt nữ lên, như thế nào sẽ không có quan hệ đâu, đời này không nói đến, kiếp trước, Nàng cơ hồ ăn cả đời khổ đâu, nếu nói nàng chính mình tính cách muốn chiếm rất lớn nguyên nhân, kia danh lang năm đó không xứng chức, chính là dư lại nguyên nhân đi. An Chi Phi thường lý giải nàng muốn cứu hạ gia huynh muội tâm, cũng biết nàng lúc ấy đem tuổi nhỏ chính mình buông là vì chính mình an toàn suy nghĩ, chính là, nàng liền không có nghĩ tới, như vậy ấu tiểu, không có một chút tự bảo vệ mình năng lực chính mình, hay không thật sự có thể thuận lợi chờ đến An Lập tính tới đó người? Trên thực tế nàng xác thật không có chờ đến, chờ tới An Lập Tính chính là An Văn. Nếu không phải nàng có trọng sinh kỳ ngộ, có hệ thống trợ giúp, thời gian này điểm, nàng chính làm hai người sống, ngây ngốc cảm thấy chính mình là cái hạnh phúc, có người để ở trong lòng người đâu. Cho nên, An Chi không có nói không quan hệ, nàng cảm thấy là có quan hệ, không khí lâm vào trầm mặt trung. Hai vợ chồng có chút không biết làm sao, danh lang nắm chặt An Chi tay, lại lần nữa xin lỗi, thực xin lỗi, hài tử, là ta thất trách ngài đừng nói nữa đã qua đi ta hiện tại quá thực hảo an chi nói hiện tại quá thực hảo kia từ trước quá thế nào đâu đây là hai vợ chồng cộng đồng nghi hoặc nhưng bọn hắn không có tiếp tục truy vấn an chi đối cái này đề tài hơi có chút kháng cự bọn họ đều cảm nhận được trước đừng nói này đó các ngươi là vẫn luôn ở nơi này sao an chi hỏi sau đó đem bên ngoài không có mặt khác lộ chỉ có thể hướng trong sơn cốc đi sự tình nói một chút thấy doanh lang phu thê gật đầu an chi còn nói thêm chúng ta phải nghĩ biện pháp rời đi nơi này mới hảo doanh lang trên mặt lộ ra cười khổ chúng ta cũng tưởng rời đi mấy năm nay cũng suy nghĩ rất nhiều biện pháp nhưng đều thất bại vậy các ngươi là như thế nào đi vào nơi này an chi hỏi ta cùng tông ly là bị một cái đột nhiên xuất hiện lốc xoáy hít vào tới đúng rồi đây là tông ly ta bằng hữu nàng vốn dĩ tưởng nói đồng sự sao lại tưởng tượng này liền còn muốn giải thích chính mình chức nghiệp gì đó đơn giản nói thẳng bằng hữu hảo mặt khác tình huống chờ rời đi nơi này tự nhiên có thể tế nói hai vợ chồng cùng tông ly cho nhau chào hỏi doanh lang liền bắt đầu nói lên mấy năm nay vì đi ra ngoài làm nỗ lực có lẽ là muốn cho an chi biết bọn họ không phải cố ý mặc kệ nàng doanh lang là trực tiếp từ nàng trốn vào thần nông giá chỗ sâu trong bắt đầu nói lên lúc ấy truy kích ta người rất nhiều ta vốn dĩ liền suy yếu hơn nữa trên tay bùa chú dùng xong rồi vì mạng sống chỉ có thể hướng thần nông giá chỗ sâu trong chạy doanh lang nói xong an chi ánh mắt nhìn về phía an cờ an cờ vội vàng nói ta lúc ấy đang ở chấp hành một cái khẩn cấp nhiệm vụ chờ ta thu được tin tức thời điểm ngươi đã bị ngươi gia gia tiếp trở về kinh thành ta biết hắn sẽ đem ngươi chiếu cố rất khá liền không có trở lại kinh thành trực tiếp vào thần nông giá tìm người doanh lang nói tiếp hắn tìm được ta thời điểm ta đang bị vây ở một cái tràn ngập mùi hương địa phương, cái kia mùi hương nghe thật thoải mái, nhưng ta chính là không thể rời đi nơi đó, ngẫu nhiên, còn có trong suốt sợi mỏng ở ta bên người quay chung quanh, các ngươi ở bên ngoài có hay không gặp gỡ, An Chi có lưu ý đến, Danh Lan đang nói khởi cái này thời điểm, An Cờ biểu tình có chút khẩn trương, nàng lúc này không có nghĩ nhiều, cho rằng An Cờ là nhớ lại từ trước có chút khẩn trương thất thố duyên cớ, đó là dáng nam trần, ngài vận khí khá tốt, những cái đó sợi mỏng là sẽ hút máu." Tông Ly trả lời, hắn lời này vừa ra, An Cờ theo bản năng hướng Doanh Lang bên kia nhìn thoáng qua, thấy nàng không có đặc thù phản ứng, mới âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, "Vậy các ngươi có hay không bị thương?" Doanh Lang không có lưu ý An Cờ dị thường, nghe Tông Ly nói như vậy sau, lập tức sốt ruột lên, "Không có, bị hút máu chính là một khác đội người, ngài tiếp tục đi xuống nói đi, vậy là tốt rồi." Doanh Lang nghe vậy yên tâm xuống dưới tiếp tục đi xuống nói bọn họ vẫn khí so an chi bọn họ hảo rất nhiều đi một con đường khác cũng không có gặp gỡ những cái đó quỷ dị thời tiết nhưng bọn hắn tìm thật lâu cũng không có tìm được rời đi thần nông giá chỗ sâu trong biện pháp bọn họ đi vào cái này thâm cốc là vì tránh né một đầu mảnh thú đuổi bắt chỉ là tiến vào nơi này sau, liền ra không được doanh lang cảm khái cũng may có an cờ ở hai người cho nhau dựa vào rốt cuộc ở cái này thâm cốc an gia An cờ nắm tay dần dần nắm chặt, đối thượng doanh lan ánh mắt sau, lại lập tức thả lỏng, hướng nàng lộ ra một cái ôn hòa ý cười. Mấy năm nay, chúng ta không có một khắc không tưởng niệm ngươi. Doanh lan nói, An chi gật gật đầu, lại hỏi, khi nhiều năm như vậy, ngài có phát hiện chút cái gì sao? Doanh lan lắc đầu, mấy năm nay, bọn họ vẫn luôn ở thâm cốc đảo quanh, nếu có cái gì phát hiện, cho dù lại nguy hiểm, bọn họ cũng nguyện ý thử rời đi ta đây cùng tông ly đi trong sơn cốc nhìn xem an chi dứt lời tông ly liền đứng lên lễ phép cùng doanh lang phu thê gật gật đầu liền đi theo an chi đi ra nhà gỗ rời đi nhà gỗ an chi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra cha mẹ nàng thực hảo xem ra tới bọn họ cũng thực yêu nhau đương nhiên nàng cũng tin tưởng bọn họ cũng ái nàng chính là trong lúc nhất thời nàng thật sự không biết muốn như thế nào cùng bọn họ ở chung tông ly chủ động nắm lấy an chi tay tưởng nói chút an ủi nàng lời nói, nhưng hắn từ trong trứng ấp ra tới sau, liền vẫn luôn là một cái lông sinh hoạt, sau lại có tiểu thiên làm bạn, cũng chỉ là làm bạn. Hắn biết Long cha thực yêu hắn, nhưng hắn cùng An Chi giống nhau, nếu Long cha đột nhiên xuất hiện, hắn cũng sẽ không biết nên như thế nào cùng hắn ở chung. Tông Ly không nói gì, nhưng, thần kỳ, An Chi đọc đã hiểu hắn muốn biểu đạt ý tứ, nàng trở về cái nhợt nhạt mỉm cười, thực mau làm chính mình từ cái loại này vô thố cùng biệt nữ trung thoát thân ra tới. Nàng nói, chúng ta vẫn là muốn tìm được rời đi nơi này biện pháp. An Chi không nghĩ bị nhốt ở chỗ này, kiếp trước, nàng bị đủ loại sự tình vây khốn cả đời. Hiện tại, nàng càng thêm hướng tới tự do tự tại, vô câu vô thúc sinh hoạt, cho dù nàng muốn ở chỗ nào dừng lại, kia cũng là vì nàng ý nguyện, mà không phải bởi vì bất đắc dĩ. Tông Ly một lần nữa mở ra phá vọng chi mắt xem xét chung quanh, An Chi thấy thế cũng ngưng thần dùng thiên nhãn quan sát, lưu tại phòng trong doanh lan phu thê vẫn luôn vẫn duy trì trầm mặt. Bọn họ biết chính mình ở An Chi trong cuộc đời vắng học lâu lắm, gặp lại kích động cùng kinh hỉ qua đi, khẳng định phải cho hai bên một cái thích ứng thời gian. Doanh lan chưa từng có hối hận quá chính mình lúc trước quyết định, bởi vì An cờ mang đến tin tức, nàng biết An Chi bị bình an nhận được kinh thành, nàng là biết An Chi sẽ bị An gia mọi người đối xử tử tế, mới có thể ở chỗ này đãi trụ, bằng không nàng nơi nào còn có thể an ổn qua nhiều năm như vậy, chính là, nàng có loại cảm giác, An Chi cũng không có bọn họ trong tưởng tượng quá như vậy hảo, nàng cười khổ một tiếng, đối An Cờ nói, ta không nên bởi vì An Chi ở nàng tổ phụ bên người cứ yên tâm, không có cha mẹ tại bên người hài tử, khẳng định sẽ thiếu tự tin, nàng khẳng định bị không ít ủy khuất, là ta thực xin lỗi nàng, ngươi không cần tự trách, ta xem An Chi cùng nàng bằng hữu đều cực có bản lĩnh, doanh lan cười khổ cũng không biết nàng học này đó bản lĩnh, lại ăn nhiều ít khổ, an cờ không lời gì để nói, hắn chỉ có thể nắm doanh lan tay cho một chút trầm mặt an ủi, lúc này, doanh lan không thể không thừa nhận, chính mình là cái thất trách mẫu thân, nhiều năm qua bởi vì vô pháp rời đi nơi này mà cưỡng chế chính mình cực lực ổn định cảm xúc, lúc này toàn diện bùng nổ, nơi nào có như vậy nhiều bất đắc dĩ, chỉ là lấy hay bỏ thôi, nàng muốn sống, cho nên, không có tìm được an toàn rời đi thâm cốc phương pháp phía trước, bọn họ cũng không dám dùng mệnh đi mạo hiểm. Này tính cái gì? Doanh Lang tự hỏi cũng vấn An Cờ. An Cờ đem Doanh Lang ôm vào trong ngực, hắn giấu đi chính mình trong mắt chua xót. So với sau khi rời khỏi đây sẽ lại lần nữa mất đi Doanh Lang, hắn càng tiếp thu cùng An Chi trời Nam đất Bắc mạnh khỏe. Hắn là không thể tiếp thu mất đi Doanh Lang. Hai người sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, đối phương tưởng cái gì, bọn họ đều có thể đoán được vài phần. Chính là, bọn họ lại có thể trách cứ đối phương cái gì đâu chẳng lẽ nhất định phải dùng mệnh đi điền mới có thể chứng minh ái sao, bọn họ đều là lý trí người, đều làm không được, Thực mau, Doanh Lan liền thu liễm chính mình cảm xúc, nàng lau khô nước mắt, tựa như An Cờ nói như vậy, sự tình phát triển đến bây giờ, bọn họ trừ bỏ đền bù cũng không có mặt khác biện pháp, nàng không thể ở An Chi trước mặt mất khống chế, như vậy sẽ làm nguyên bản liền có chút vô thố An Chi càng thêm không biết nên như thế nào cùng bọn họ ở chung, suy nghĩ cẩn thận lúc sau, nàng liền đứng lên đi đơn giản sáng lập ra tới phòng bếp, chuẩn bị cấp An Chi cùng nàng bằng hữu làm đốn phong phú bữa tối. Đừng nhìn bọn họ hai người ở cái này thâm cốc xa rời quần chúng, nhưng là, bọn họ ở ăn uống thượng một chút cũng không có bạc đãi quá chính mình. Cái này thâm cốc trừ bỏ không thể rời đi ngoại, thật sự phi thường nghi cư. Hậu viện có dòng suối nhỏ quá, bên trong sống cá hương vị phi thường tươi ngon, thả không có xương cá, ngao canh thời điểm, phóng một ít trên vách núi đá thải nấm, lại bổ dưỡng lại mỹ vị còn có lớn lên ở thâm cốc cây xanh bọn họ kêu không nổi danh tự nhưng cơ hồ toàn bộ có thể dùng ăn nói thật nếu không phải như vậy để ý có phải hay không tự do nói nơi này là cái phi thường tốt ẩn cư địa phương đâu an chi cùng tông ly tìm nửa ngày cái gì đều không có tìm được cho dù bọn họ đều hết chính mình cố gắng lớn nhất cũng là nếu đường đi ra ngoài tốt như vậy tìm nói danh lan cùng an cờ cũng không bị vây ở chỗ này mười mấy năm Trải qua thời gian dài như vậy tìm kiếm, An Chi cảm xúc cũng rốt cuộc ổn định xuống dưới. Nàng nhìn mắt chung quanh huyền nhai vách đá, cái này không phải ngăn trở bọn họ đường ra nguyên nhân chính. Chính yếu nguyên nhân là, này đó vách núi phi thường kỳ lạ, bên trong sinh trưởng đủ loại thực vật, An Chi vương tay đều có thể ngắt lấy đến, nhưng là, này mặt trên không thể hành tẩu leo lên. Nàng dùng bùa chú, tông ly dùng kinh thân công pháp thử qua, đều không được, cũng bởi vì này phiên tìm kiếm, làm an chi hoàn toàn từ đột nhiên lâm vào kiếp trước trong hồi ức thanh tỉnh lại đây nàng như thế nào có thể bởi vì chính mình kiếp trước quá không như ý đi trách cứ một cái lúc ấy bất lực chịu đựng sinh ly chỉ vì cho chính mình sinh cơ mẫu thân đâu cho nên trở lại nhà gỗ thời điểm an chi thái độ hòa hoãn rất nhiều trên mặt cũng có tươi cười còn phi thường cổ động ăn rất nhiều doanh lang thân thủ làm đồ ăn doanh lang cao hứng hỏng rồi nhìn an chi ăn hương liền không ngừng cho nàng gấp đồ ăn an cờ liền tiếp đón tông ly dùng bữa an chi vốn dĩ tưởng nói tông ly vừa mới ăn qua nào biết đâu rằng tông ly phi thường tự nhiên cảm tạ an cờ sau đó một chút cũng không ngượng tay cầm lấy chiếc đũa gấp đồ ăn ăn đồng thời hắn cũng không quên hướng doanh lang nói lời cảm tạ cũng khen đồ ăn ăn ngon an chi hơi mang kinh ngạc nhìn mắt tông ly sau đã bị doanh lang kẹp đồ ăn bao phủ hảo đi này đều không phải cái gì chuyện quan trọng chờ ra thâm cốc sau có thể chậm rãi hỏi Ăn uống no đủ sau, Doanh Lan nguyên bản muốn đem chính mình cùng An Cờ nghỉ ngơi phòng ngủ nhường cho An Chi nghỉ ngơi, An Chi nơi nào sẽ chịu, lôi kéo một hồi lâu sau, An Chi mới nói phục Doanh Lan, nàng mệt mỏi liền bên ngoài phòng nằm bò ngủ thì tốt rồi, đến nỗi Tông Ly, Tông Ly ở Doanh Lan ra tiếng phía trước, nói chính mình tính toán nhìn xem buổi tối thâm cốc cùng ban ngày có cái gì bất đồng, đêm nay liền không ngủ, đến nỗi ngày mai, ngày mai rồi nói sao, có lẽ đêm nay liền tìm đến đường ra đâu sự tình liền như vậy định rồi xuống dưới, An Chi giúp đỡ Doanh Lang thu thập rửa chén, Tông Ly liền giúp đỡ chỉnh lý bàn ghế. vẫn là câu nói kia, nếu nơi này xuất nhập tự do nói, liền như vậy ở nơi này vẫn là thực không tồi. tới rồi buổi tối, An Chi bồi Doanh Lang lại trò chuyện một hồi thiên hậu, liền thúc giục Doanh Lang đi nghỉ ngơi. xem ra tới ở thâm cốc, nàng quy luật sinh hoạt thói quen đã dưỡng thành, vừa mới cùng nàng nói chuyện phím thời điểm, nàng liền có chút tinh lực vô dụng. An Chi nhìn hạ chính mình đồng hồ, lúc này mới 8 giờ nhiều, có thể hay không có điểm sớm, Ngài đi trước nghỉ ngơi đi, tương lai còn dài, chúng ta nói chuyện phím cơ hội có rất nhiều, hảo, ta đây đi trước ngủ, ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Doanh Lan là thật sự có chút chịu đựng không nổi, vỗ vỗ An Chi tay, dặn dò nàng sớm một chút nghỉ ngơi sau, liền vào phòng nghỉ ngơi, so với Doanh Lan kích động, An Cờ nhìn thấy An Chi thời điểm muốn bình tĩnh rất nhiều, Doanh Lan đi vào nghỉ ngơi sau an cờ cũng cùng an chi trò chuyện vài câu rất nhiều đều là hắn vấn an chi trả lời doanh lang hỏi đều là an chi bản nhân sinh hoạt mà an cờ trừ bỏ vấn an chi trạng huống ngoại cũng quan tâm an gia những người khác biết bọn họ đều mạnh khỏe an quỳnh đều đã kết hôn sau hắn là phát ra từ nội tâm cao hứng sau lại hắn lại hỏi vài câu kinh thành thời cuộc nhìn thời gian rất chậm đồng dạng dặn dò an chi vài câu sau liền tiếng nội thất nghỉ ngơi an chi nhìn an cờ bóng dáng như suy tư gì vì cái gì nàng có loại an cờ sẽ không lại trở về kinh thành ảo giác không có khả năng a à. nàng cùng tông ly khẳng định sẽ tìm được đường đi ra ngoài đảo thời điểm khẳng định là người một nhà cùng nhau trở về a à. liền tính bởi vì ở chỗ này trụ lâu rồi không bỏ được về sau lại trở về là được a à. khẳng định là nàng suy nghĩ nhiều an chi lắc đầu không cho chính mình miên mang suy nghĩ đi ra nhà gỗ cùng tông ly cùng nhau ra tìm buổi tối thâm cốc theo đêm càng sâu thâm cốc dần dần tràn ngập sương mù dày đặc nương phòng trong tối tâm ánh nến an chi phát hiện này đó sương mù dày đặc đều là màu hồng phấn thận thú đêm nay là làm cái gì mộng đẹp này màu hồng phấn sương mù càng ngày càng dày đặc đâu an chi nói khẽ với tông ly nói tông ly cũng khó hiểu thận thú phun màu hồng phấn linh tức thật sự khó được ta sống như vậy lâu như vậy cũng là lần đầu tiên thấy an chi đang muốn tiếp tục nói vài câu về thận thú đề tài liền phát hiện bầu trời lại xuất hiện hai mặt trăng để cho người ngạc nhiên chính là Lúc này hai mặt trăng thế nhưng đều bắt đầu mờ mịt ra đế lưu tương tới. An Chi cùng Tông Ly liếc nhau, liền thấy đế lưu tương thế nhưng chậm rãi hướng thâm cốc trúc xuống lại đây. Lấy Tông Ly tu vi, này đế lưu tương đối hắn hiệu dụng không lớn, nhưng đối tiểu thiên cùng tiểu ngọc hiệu dụng phi thường đại. Bọn họ đã dọn xong tư thế chờ đế lưu tương buông xuống. Kết quả, đế lưu tương trực tiếp lượt quá bọn họ hướng nhà gỗ bên trong đi. An Chi cùng Tông Ly trợn mắt há hốc mồm. Đây là có ý tứ gì? Tông Ly, Đế lưu tương đối người cũng hữu dụng sao An Chi nhược nhược hỏi Công ly thực khẳng định lắc đầu Vô dụng Tiếp theo hắn còn nói thêm Cha mẹ ngươi ở thâm cốc nhiều năm như vậy Không chuẩn là dưỡng cái gì thiên địa linh thú đâu Này đế lưu tương có thể là hướng về phía nó đi An Chi thu hồi chính mình lung tung Rối loạn ý tưởng Cười nói ta đây ngày mai hỏi một chút bọn họ Cũng không biết cái gì linh thú lợi hại như vậy Đế lưu tương còn có thể chiếu nó rót Nàng nói chuyện thời điểm Tuy rằng mang theo cười ngữ điệu cũng nhẹ nhàng, nhưng là không biết vì cái gì, nàng trong lòng có loại không thế nào tốt dự cảm, nàng nhìn yên lặng nhà gỗ, nói cho chính mình không cần suy nghĩ nhiều quá, chờ để lưu tương trúc xuống sông sau, hai mặt trăng càng ngày càng sáng, càng ngày càng sáng, cuối cùng, thế nhưng ẩn ẩn có dung hợp ở bên nhau xu thế, An Chi đều kinh ngạc, vội vàng hỏi Tông Ly, đây là chúng ta thị giác vấn đề, vẫn là hai mặt trăng thật sự ở dung hợp này đối hai cái thế giới có thể hay không có cái gì không tốt ảnh hưởng tông ly nghĩ nghĩ sau nói chuyện như vậy chỉ ở hồng hoang khi phát sinh quá lúc ấy thiên còn không có bổ hảo ánh trăng cũng hảo thái dương cũng hảo sao trời cũng hảo thường xuyên sẽ phát sinh chuyện như vậy ngươi yên tâm chỉ là trùng hợp không phải dung hợp quá một hồi mà thì tốt rồi tông ly nói âm rơi xuống trùng hợp ánh trăng liền phát ra lóa mắt ánh sáng đem thâm cốc chiếu đến cùng ban ngày giống nhau. Sau đó, ánh sáng nhanh chóng tụ lại ở An Chi trên người, An Chi giống như bị đánh truy quan giống nhau, cả người đều ở ánh trăng. Nhàn nhạt ánh trăng chiếu vào nhân thân thượng là duy mỹ, là lãng mạn, nhưng này cùng đèn tụ quan dường như ánh trăng chiếu lên trên người, thật không phải cái gì tốt thể nghiệm. An Chi thích ứng một hồi lâu sau, mới miễn cưỡng mở mắt, sau đó, nàng nhìn đến chính mình vẫn luôn treo ở trước ngực đông hoàng trung bắt đầu như nuốt chững giống nhau hấp thu ánh trăng chờ hút đủ rồi ánh trăng sau, Đông Hoàng Trung từ tơ hồng trung thoát ly tự chủ bay lên tới, hướng tới ánh trăng bay đi, bay đến một nửa, tự hồ là nhớ tới cái gì, lại lộn trở lại tới, ở an chi giữa mày nhẹ nhàng chạm vào một chút, lúc sau, một lần nữa bay đi ánh trăng, theo Đông Hoàng Trung dần dần tới gần ánh trăng, nó trên người ẩn ẩn tản mát ra màu xanh lơ quang mang, thuần thanh thạch. Tông ly kinh ngạc hô. Ai có thể nghĩ đến từ Hồng Hoang bắt đầu liền mai danh ẩn tích thuần thanh thạch thế nhưng chính là Đông Hoàng Trung, không, không đúng, không chỉ là Đông Hoàng Trung, là Đông Hoàng Trung, Phúc Hải Long Châu cùng luyện yêu hồ dung hợp sau sản vật, An Chi ở Tông Ly nói ra, thuần thanh thạch ba chữ thời điểm, đã từ hoảng hốt trung thanh tỉnh lại đây, nàng đối Tông Ly kích động không có phản ứng, chỉ là ngơ ngẩn nhìn Đông Hoàng Trung ly ánh trăng càng ngày càng gần, càng ngày càng gần, sau đó nó thanh quang cùng ánh trăng hoa quang dung hợp ở bên nhau tản mát ra một trận mãnh liệt quang mang chói mắt đem toàn bộ màn trời đều chiếu sáng theo sau màn trời bắt đầu vặn vẹo lên công ly phát hiện biến cố sau kéo lại an chi tay an chi bởi vì vừa mới đông hoàng chung khẽ chạm đối nơi này phát sinh sự tình có nhất định nhận tri nàng trấn an hướng hắn cười cười không có việc gì là thời không thông đạo nơi này đã là mạt pháp thời đại thần nông giá linh thú linh thực tiếp tục sinh hoạt ở chỗ này cuối cùng chỉ biết tiêu vong, mà bên kia thế giới, còn tràn ngập linh khí, càng thêm thích hợp bọn họ sinh tồn. Không bao lâu, màn trời vặn vẹo biến mất, theo sau, một trận màu xanh lơ quan điểm rơi xuống, trong đó một cái quan điểm dừng ở dáng nam trần trên người, dáng nam trần phản phất thật sự thành bụi bặm giống nhau, bị quan điểm nắm vào thời không thông đạo. Theo sau là An Chi gặp qua cùng không có gặp qua rất nhiều linh thực cùng linh thú, thâm cốc cũng có màu xanh lơ quan điểm rơi xuống, ngừng ở nhà gỗ cửa không có đi vào. An Chi trong lòng bắt đầu kinh hoàng lên, nàng hỏi Tông Ly, Tông Ly, ngươi vừa mới cũng vẫn luôn chú ý thời không thông đạo, ngươi có nhìn đến thận thú sao? Tông Ly phản phất cũng xem minh bạch một chút sự tình, trầm mặt thật lâu sau, hắn lắc đầu, nói, không có. An Chi gian nan xả ra một cái tươi cười, nhìn nhà gỗ nhóm chậm rãi mở ra, An cờ từ bên trong ra tới. Hắn đi vào An Chi trước người, xoa xoa nàng đỉnh đầu, từ ái nói, hảo hài tử, cảm ơn ngươi có thể tìm được chúng ta an chi lưu ý tới rồi màu xanh lơ quan điểm cũng như củ canh giữ ở nhà gỗ ngoại cũng không có đi theo an cờ lại đây phụ thân này rốt cuộc là chuyện như thế nào an chi sinh ý cực thấp hỏi các ngươi là dưỡng thận thú đúng không nàng có chút nói năng lộn xộn an ủi các ngươi không cần không bỏ được thận thú đi cái kia tràn ngập linh khí địa phương gặp qua càng tốt thậm chí khả năng tu luyện thành công ngươi đoán được mà An cờ đánh gãy An Chi nói, hắn lại sờ sờ An Chi đầu, thiệt tình khích lệ nói, ngươi thật là một cái thông minh hài tử, ta hài tử, An Chi nước mắt rơi như mưa, không thể tin được chính mình đoán được sự thật, năm đó, ta tìm được mẫu thân ngươi thời điểm, nàng đã chết, sẽ không? An Chi dùng sức lau sạch nước mắt, xả ra một mặt khó coi tươi cười, nàng liền ở buồn trong nghỉ ngơi, ta đi kêu nàng tỉnh lại, An cờ giữ chặt An Chi, cười đến thực bao dung, ngươi kêu không tỉnh nàng kỳ thật, mẫu thân ngươi đã hôn mê thật lâu, hôm nay bỗng nhiên tỉnh lại, ta là kinh lớn hơn hỉ. Tiếp theo, An Cờ nói cho An Chi, năm đó, hắn đuổi tới thần nông giá thời điểm, đã quá muộn, doanh lan lúc ấy hẳn là cùng một đầu thượng cổ linh thú chính diện đối thượng, nàng thủ đoạn dùng hết cũng là không địch lại. An Cờ tìm được doanh lan thời điểm, nàng đã không có hô hấp, nàng trong lòng ngực còn che chở một con mới sinh ra ấu tể, kia ấu tể là thần thú. An Chi hỏi an cờ gật đầu đúng vậy thận thú ấu tể còn sẽ không nói chỉ có thể dệt cái đơn giản mộng nói cho an cờ danh lan huyết mạch đặc thù có thể uy nàng uống xong chính mình huyết đến lúc đó danh lan là có thể một lần nữa sống lại cùng chung nó dài dòng sinh mệnh nhưng duy nhất khuyết điểm là nàng cuộc đời này đều không thể rời đi nó quá xa một khi rời xa danh lan liền sẽ lập tức một lần nữa tử vong này tương đương với là cộng sinh mà thận thú bởi vì thần nông giá nơi này cấm chế vĩnh viễn cũng không thể rời đi đây mới là doanh lang bị nhốt chân tướng cái này thâm cốc xác thật không có lộ lại là an cờ hoa thật lâu thời gian tìm được sau cố ý mang theo doanh lang lâm vào trong đó hắn không thể làm doanh lang rời đi thần nông giá lại không nghĩ doanh lang biết chính mình thân thể dị thường chỉ có thể dùng biện pháp khác đem nàng vây ở chỗ này bọn họ tao ngộ mãnh thú là thần thú bệnh ra tới vừa mới hắn khẩn trương cũng là sợ doanh lang hồi ức quá khứ thời điểm sẽ nhớ tới chút cái gì kia không phải cái gì tốt hồi ức, hắn hy vọng doanh lan cả đời đều sẽ không nhớ lại, là ta thực xin lỗi ngươi, An Chi. An Cờ cười nói, ta không phải cái đủ tư cách phụ thân, cũng không phải cái đủ tư cách nhi tử, nguyên bản cho rằng vẫn luôn ở ngủ say trung doanh lan từ trong phòng đi ra, mẫu thân. An Chi thấy màu xanh lơ quan điểm chuẩn xác không có lầm dừng ở doanh lan cùng nàng trong lòng ngực thận thú thân thượng, vội vàng tiến lên một bước cầm doanh lan tay, mẫu thân, ta thật cao hứng có thể nhìn thấy ngươi cùng phụ thân, ngươi cùng phụ thân mạnh khỏe, mới là ta lớn nhất tâm nguyện. An Chi vừa nói sau, danh lan nước mắt liền rốt cuộc thu không được, thực xin lỗi, nàng nói, là ta quá mức tự phụ, cảm thấy lấy chính mình bản lĩnh có tư cách xông vào một lần mỗi người đều nói hữu tử vô sinh hiểm địa, ta cho rằng có thể đi theo ngươi đi ra ngoài trông thấy cố nhân, hiện tại, bất quá, có thể nhìn thấy ngươi, đã là trời cao đối ta ưu đãi. An Chi, ta chỉ cầu ngươi bình an trôi chảy nàng có rất nhiều lời nói muốn cùng an chi nói nhưng tới rồi cuối cùng chỉ hóa thành bình an trôi chảy bốn chữ bá mẫu nếu muốn gặp cố nhân ngài trong lòng ngực thận thú hẳn là có thể hỗ trợ tông ly nói doanh lang cùng an cờ trên mặt vui vẻ như thế nào thấy bọn họ trăm miệng một lời hỏi nếu có thể rời đi nơi này phía trước trông thấy người nhà bọn họ tiếc nuối khả năng sẽ không như vậy sâu nặng an chi ánh mắt cũng nhìn về phía tông ly nàng ý tưởng cùng doanh lang phu thê giống nhau bên ngoài còn có rất nhiều người chờ doanh lang đâu đặc biệt là phí lê hắn tìm thê nữ vài thập niên nếu doanh lang có thể trông thấy hắn đem năm đó sự tình nói với hắn vừa nói có thể hiểu rõ hắn tiếc nuối là tốt nhất tông ly không có trả lời doanh lang phu thê nói mà là nói khẽ với an chi nói ta có thể dùng ta thần lực giúp thận thú bệnh chân thật ảo cảnh đông hoàng Trung vốn dĩ liền có xuyên qua thời không năng lực nó cùng ngươi chi gian lại có ràng buộc ngươi có thể thử đi cảm ứng thanh quan quan điểm đem ý nghĩ của chính mình truyền đạt cho nó an chi gật đầu tỏ vẻ chính mình đã biết mấy người ngồi trên mặt đất đem thận thú đặt ở trung gian tông ly tay hư hư đáp ở thận thú thân thượng đưa vào thần lực an chi nắm lấy hắn một cái tay khác chuyển vận linh lực đồng thời nhắm mắt lại cùng thanh quan quan điểm giao lưu sự tình phát triển thực thuận lợi hương khê vệ sinh viện địa chỉ cũ vài người đồng thời bị một trận sương mù dày đặc bao phủ nháy mắt bị kéo vào chân thật ảo cảnh trung, Phí Lê bọn họ bởi vì vừa mới thần nông giá đột nhiên phát sinh dị thường còn không có ngủ, đột nhiên bị kéo vào ảo cảnh, toàn bộ cảnh giác lên. Sau đó, bọn họ gặp được An Chi cùng Tông Ly, cùng với Doanh Lang phu thê, Tiểu Lang Nhi, ngươi là Tiểu Lang Nhi. Phí Lê vừa thấy đến Doanh Lang liền đem người nhận ra tới, so với An Chi chỉ là rất giống Doanh về mộ, Doanh Lang liền thật là phục chế nàng mẫu thân diện mạo gương mặt kia cùng doanh về mộ cơ hồ giống nhau như đúc đặc biệt năm đó doanh về mộ rời đi thời điểm cũng không sai biệt lắm là tuổi này phí lê lập tức liền đem người nhận ra tới ngài là phụ thân doanh lan khiếp sợ thất thanh hô nàng nhìn về phía an chi an chi hơi hơi mỉm cười các nàng còn không có cho tới về phí lê sự tình đâu sao lại công ly nói có biện pháp làm cho bọn họ trực tiếp gặp mặt an chi liền không có lại nói khởi chuẩn bị cấp doanh lan một kinh hỉ Doanh Lan xác thật thực kinh hỉ, vài thập niên không gặp, cho rằng cuộc đời này đều không có biện pháp gặp nhau phụ thân bỗng nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt, nàng trong đầu lập tức xuất hiện khi còn nhỏ ngồi ở phụ thân trên vai kỵ đại mã sự tình, phụ thân, ngày mấy năm nay quá đến hảo sao? Doanh Lan hỏi, ta đã từng đi chúng ta cư trú quá địa phương đi tìm ngài, đáng tiếc, nơi đó đã cấp thành một mảnh phế tích, ta thực hảo, ta đi tìm ngươi cùng ngươi nương, liền rời đi nhà chúng ta phí lê sờ sờ doanh lan đầu sớm biết rằng tiểu lan nhi sẽ về nhà ta liền ở trong nhà chờ ngươi lời này vừa ra cha con hai cảm xúc đều có chút hạ xuống năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì ngươi cùng ngươi nương rốt cuộc đi nơi nào vì cái gì không trở về nhà phí lê lập tức hỏi rất nhiều vấn đề cha nương là bất đắc dĩ doanh lan nói năm đó gia tộc ra trạng huống nương sợ liên lụy đến ngươi cho nên không có làm ngươi cùng đi nương nàng ở kia tràn náo động trung trúng tiểu nhân ám toán qua đời doanh lang nói xong nước mắt vỡ đê tại sao lại như vậy phí lê cũng có chút chịu không nổi hắn thê tử thực lực so với hắn còn cường thê tử hắn vẫn luôn cho rằng nàng hảo hảo tồn tại ta sao lại vẫn luôn ở ra kia tràn náo động nguyên nhân sao lại phát hiện ẩn ẩn cùng er bổn một cái gia tộc có quan hệ liền vẫn luôn đi tới đi lui với chiến trường giang tìm kiếm manh mối đương nhiên nếu là đụng phải ER bản nhân, thuận tay liền cấp giết, ngày nào đó tìm manh mối tìm phiền, cũng sẽ bắt được mấy cái ER bản nhân sát sát cho hả giận. Ta tra ra sau lưng gia tộc là cao kiều gia tộc sau, liền hãm ở nơi này, nhiều năm như vậy đi qua, cũng không có thể báo thù. Nghe được cao kiều hai chữ, An Chi vội vàng hỏi, cao kiều gia tộc, có phải hay không có cái kêu cao kiều hùng một ER bản nhân gia tộc, ngươi như thế nào biết, Nga, người nọ đã bị ta giết, hiện tại cao kiều gia tộc bị er bổn mặt khác gia tộc nhằm vào quá đến phi thường không tốt căn cứ bàn độ mới nhất tin tức cao kiều gia tộc thành viên đang ở lấy cực kỳ không bình thường tốc độ tiêu hao không ra 10 năm cao kiều gia tộc đem không còn nữa tồn tại nghe thấy cái này tin tức sau danh lan phi thường cao hứng nàng bị nhốt ở thâm cốc chỉ có tam kiện nhân sinh ăn năn một là không thể thế mẫu báo thù mà là không thể bồi nữ nhi trưởng thành tam là không có thể tìm được phụ thân hiện tại nàng gặp được nữ nhi cùng phụ thân cũng biết kẻ thù gia tộc sẽ không có kết cục tốt trong lòng không có tiếc nuối chỉ dư không tha nhưng là nàng tình huống thân thể đặc thù không rời đi nơi này nàng cùng thận thú đều chỉ có thể tiêu vong so với chết ở chỗ này nàng càng hy vọng chính mình có thể tồn tại chỉ cần tồn tại liền còn có thể nghĩ cách hòa thân người gặp nhau nếu là đã chết vậy cái gì đều đừng nghĩ cô cô ta là hạ tang cô cô ta là thiên khúc là các ngươi a các ngươi đều đã bình an lớn như vậy a à, thật tốt doanh lang nhìn thấy bọn họ phi thường vui vẻ đây là nàng lúc trước liều mạng bảo hộ hài tử đâu cô cô chúng ta tưởng lưu tại bên cạnh ngươi chiếu cố ngươi mùa hè khúc nói sau đó hắn có chút ấy nấy đối an chi nói chủ nhân thực xin lỗi ta không cần phải nói thực xin lỗi an chi vội vàng đánh gãy hạ thị huynh muội sẽ nhận nàng là chủ vốn dĩ chính là bởi vì đối doanh lang cảm tình Hiện tại tìm được rồi chính chủ, tưởng đi theo bên người nàng, An Chi một chút cũng không cảm thấy kỳ quái, nhưng là đi một thế giới khác nguy hiểm, nàng vẫn là muốn cùng bọn họ nói minh bạch, một thế giới khác không giống chúng ta nơi này như vậy bình thản, bên trong có các loại sinh linh, bọn họ khả năng đối nhân loại đều không có cái gì hảo cảm, nói tóm lại một câu, bên kia tuy rằng hoàn cảnh phi thường không tồi, nhưng cơ hồ một bước một hiểm, Doanh Lang có thận thú ở, sẽ không có việc gì An cờ có thể ở thâm cốc cư trú nhiều năm, tự nhiên cũng có tự bảo vệ mình bản lĩnh. Nói thật, An Chi bản tâm thượng là không tán thành hạ thị huynh muội vừa đi quá khứ. Này hai người ở người thường trung tự nhiên thực lực còn có thể, nhưng đi thế giới kia, nói thật, rất lớn có thể là đưa đồ ăn, hoặc là chính là, ân, kéo chân sau, nhưng là làm trò người mặt cũng không thể đem nói như vậy minh bạch. Rốt cuộc nhân gia tâm là tốt, chính là tưởng bồi chính mình cô cô tẩn hiếu đạo mà thôi. Ai, loại này là nhất sầu người nàng nhìn về phía doanh lang hy vọng nàng có thể cự tuyệt tuy rằng đi ở vị thế người nhiều điểm cũng có thể náo nhiệt điểm nhưng nơi đó thật sự rất nguy hiểm a à uy doanh lang tự nhiên là không hy vọng hạ thị huynh muội đi theo qua đi mạo hiểm nhưng nàng lại không đành lòng trực tiếp cự tuyệt khuyên vài câu không khuyên động chỉ có thể đáp ứng dẫn bọn hắn cùng đi không có biện pháp nàng lại không đồng ý hạ thị huynh muội đều phải cho nàng quỳ xuống an chi cũng là bất đắc dĩ chỉ có thể nhiều đào rất nhiều linh bảo ra tới cho bọn hắn phòng thân. Sau đó kỳ khôi cũng cấp doanh lan mang đến lâu sương huỳnh phu thê tin tức. Cuối cùng, khoác tấn cùng phí tu nhận người, thanh quan liền bắt đầu tỏa sáng thúc dục lên. Nhóm người này thật có thể trì hoãn, còn phải mang nhiều như vậy kéo chân sau qua đi. Nếu không phải xem An Chi mặt mũi, hắn một giây bỏ gánh. An Chi biết trì hoãn thật lâu thời gian, nhưng nàng còn có một việc phải làm. Công ly lấy ra lưu ảnh thạch đưa vào thần lực sau giao cho An Chi. An Chi đối An Cờ nói, phụ thân, Gia Gia xa ở Kinh Thành không có cách nào đem hắn cũng kéo vào chân thật ảo cảnh trung, cái này có thể đem ngươi thân ảnh cùng lời nói lục xuống dưới, chờ ta trở về Kinh Thành đưa cho Gia Gia xem. Hiện tại camera nhưng không có lưu ảnh thạch dùng tốt, lưu ảnh thạch hiệu quả liền cùng người mặt đối mặt nói chuyện giống nhau. An Cờ biết lưu ảnh thạch hiệu quả sau, đối với lưu ảnh thạch nói rất nhiều lời nói, danh lang đương nhiên cũng nói, đối cái này chỉ có gặp mặt một lần công công, nàng vẫn là thực cảm kích hắn đem An Chi dưỡng như vậy hảo, An Chi không có cùng Doanh Lang nói lên nàng bị ôm sai sự tình. Nếu bọn họ tương lai còn có rất nhiều ở chung thời gian, nàng sẽ không giấu giếm chuyện này, nhưng Doanh Lang cùng An cờ liền phải đi dị thế, mang theo như vậy tiếc nuối ảo não cùng hối hận không cần phải. Chờ An cờ đem lưu ảnh thạch giao cho An Chi, còn tưởng nói nói mấy câu thời điểm, Thanh Quang đã sớm không kiên nhẫn, trực tiếp đem người cùng thú đều sách đi rồi. Ở bọn họ ôm chuyện thời điểm, thần nông giá chỗ sâu trong mặt khác linh vật đều đã dời xong, liền dư lại bọn họ, chờ bọn họ thân ảnh ở thời không thông đạo sau khi biến mất, thời không thông đạo liền đóng lại, đến tận đây, nữ hoa bổ thiên lưu lại tai họa ngầm hoàn toàn tiêu trừ, An Chi cũng không cần lại lo lắng, cấm chế mất đi hiệu lực sau, nơi này linh vật sẽ tới bên ngoài thế giới soàn soạt, trừ bỏ cùng doanh lang an cờ ngắn ngủi tương phùng liền phải lâu dài chia lìa có chút tiếc núi ngoại, chỉnh chuyện có thể nói là viên mãn. An Chi cùng Doanh Lan ý tưởng giống nhau, chỉ cần đều tồn tại, hai bên tổng có thể có lại tư ngộ một ngày. Cho nên, nàng tuy rằng không tha, nhưng cũng không có nhiều thương tâm. Ảo cảnh sau khi biến mất, phí lê bọn họ về tới hương khê vệ sinh viện địa chỉ cũ, hạ gia huynh muội tự nhiên là không ở. An Chi đồng chí cũng thật lợi hại a. À. Kỳ khôi nói, phí lê cười mà không nói, lúc này, thân phận của hắn chính là chứng thực lâu. Tuy rằng thực mau cùng doanh lan tách ra, nhưng biết nữ nhi chỉ là rời đi, còn hảo hảo tồn tại, hắn liền rất thỏa mãn. Sau đó, hắn liền bắt đầu vì chính mình thê tử mất sớm thương tâm lên. Hắn không có thương tâm bao lâu, An Chi cùng Tông Ly liền từ thần nông giá ra tới. Ông ngoại, An Chi một câu ông ngoại trực tiếp đem Phí Lê từ thương cảm trung hô ra tới. Ai? Phí Lê lớn tiếng đáp, đoàn người liền chuẩn bị trực tiếp trở lại kinh thành. Kỳ Khôi không có đi theo cùng đi, hắn trực tiếp nam hạ đi tìm Cố Tả trai phu thê hắn gia nhập bang phái vốn dĩ chính là vì cố tạ trai hiện tại hắn mang theo thê nữ ở giang nam định cư hắn tự nhiên là muốn đi đến cậy nhờ Sau lại lâu sương huỳnh cùng an chi nhắc tới quá kỳ khôi hắn ở bọn họ phòng ở bên cạnh mua một cái tiểu viện gặp gỡ một cái phi thường đanh đá nữ đồng chí hai người kết hôn sau sinh nhi dục nữ quá rất là an ổn an chi đoàn người trở về kinh thành sau đem an cờ cùng doanh lang sự tình cùng an lập tính nói một chút Đồng thời cũng đem phí lê thân phận nói một chút An lập tính cũng là biết ánh trăng Biết được phí lê cùng hắn vẫn là lão thông gia sau Hai người chi gian liên hệ liền nhiều lên Hắn tuy rằng tiếc nuối chính mình không có thể gặp một lần tiểu nhi tử phu thê Nhưng có lưu ảnh thạch ở Nhiều ít là cái an ủi Hắn nhiều năm tâm nguyện cũng coi như hiểu rõ Này một chuyến ra cửa sau khi trở về An chi ở trong nhà nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian Có lẽ là đối chính mình thân thế hoàn toàn tiêu tan cũng có lẽ là cùng kiếp trước làm hoàn toàn tu nhỏ, lại có lẽ là thường thường ở ban công ríu rít tiểu ngọc cùng tiểu thiên, còn có vẫn luôn yên lặng tích tụ năng lượng phúc trúc cũng cùng nhau rời đi duyên cớ đi. An Chi cả người có một ít không quá rõ ràng biến hóa, nàng so từ trước nhiều một ít trầm tĩnh. Đúng vậy, Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thiên còn có phúc trúc cũng đi dị thế, bên kia hoàn cảnh càng thêm lợi cho chúng nó tu luyện. Đồng thời, có bọn họ ở, hơn nữa thận thú, danh lang bọn họ đoàn người an toàn cũng có thể được đến càng nhiều bảo đảm an chi ở thời không thông đạo đóng cửa kia trong nháy mắt đem ngọc châu cũng tặng qua đi ngọc châu bên trong rất nhiều thực vật đều có thể đạt đến linh thực tiêu chuẩn chúng nó khuyết thiếu chỉ là một cái tràn ngập linh khí thích hợp chúng nó tu luyện hoàn cảnh mà thôi an chi đến ít với chúng nó linh khí tặng thực lực đại trướng tự nhiên có qua có lại sẽ không trì hoãn chúng nó tiền đồ thời không thông đạo đóng cửa sau nàng cùng tiểu ngọc ngọc châu liên hệ liền chặt đứt Nói cách khác, An Chi hiện tại muốn linh lực chỉ có thể thông qua sớm nhất thời điểm dùng phun nạp phương pháp. Bất quá, An Chi một chút cũng không có hối hận, nàng chỉ là cảm thấy có điểm thực xin lỗi lưu lại Tông Ly, về sau không có biện pháp đại lượng cho hắn chuyển vận linh lực. Đúng vậy, Tông Ly không có đi, hắn giữ lại, cho dù, hắn biết, đi gì thế, thân thể hắn mới có thể rèn luyện đến càng thêm hoàn mỹ, thực lực của hắn cũng có thể càng mau khôi phục, nhưng hắn giữ lại, An Chi hỏi hắn hỏi cái gì không đi. Hắn nói, bởi vì ngươi ở chỗ này, đệ 65 chương, bởi vì những lời này, An Chi đã vài thiên không có ra cửa, tông ly ý tứ, nàng đương nhiên là minh bạch, nhưng là, nàng không nghĩ ra a à. Chính mình cùng Tông Ly ở chung thời điểm không phải ở chấp hành nhiệm vụ chính là ở chuyển vận linh lực, nhiều nhất nghỉ ngơi thời điểm nhiều lời nói mấy câu, nàng đối Tông Ly xác thật là so đối người khác tín nhiệm rất nhiều, bởi vì Tông Ly đặc thù, An Chi thậm chí suy đoán, trừ bỏ hệ thống, nàng là trọng sinh chuyện này, Tông Ly khả năng cũng là biết đến, nhưng cũng không có đạt tới có thể phó thác chung thân trình độ. Tông Ly đang nói ra câu nói kia sau, thực mau cười tách ra đề tài, như ta như vậy tồn tại, ở thế giới nào đều có thể quá thực hảo. Hai người tự hồ là ăn ý đem chuyện này tạm thời buông xuống. Linh Linh Linh, phòng khách chuông điện thoại tiếng vang lên, An Chi theo bản năng hướng ban công nhìn lại, nơi đó sẽ không lại có Tiểu Ngọc cùng Tiểu Thiên ríu rít nói chuyện với nhau thanh âm, cũng đã không có phút trúc an tĩnh thân ảnh. An Chi Biên hướng dưới lầu đi đến, Biên cảm thấy trong nhà quá quạng cua ẻ chút, ngươi hảo, An Chi, ta là hạng quân, lão đại, là có tân nhiệm vụ sao, là, ngươi tới một chuyến quân viện, hảo, An Chi treo điện thoại sau, hít sâu một hơi, cầm lấy chìa khóa xe, chấn hưng khởi tinh thần lái xe đi trước quân viện, quân viện, hạng quân đã ở trong văn phòng chờ An Chi, An Chi đi vào văn phòng bên ngoài, còn không có gõ cửa, liền nghe được bên trong hạng quân nói, tiếng, an chi đẩy cửa đi vào cười đối hạng quân nói lão đại là cái gì tân án tử a à? hạng quân đem một phần văn kiện đưa cho an chi chờ an chi đại khái phiên xong tư liệu sau cứ theo lẽ thường cấp an chi giảng trọng điểm lần này án tử an chi ngẩng đầu nhìn về phía hạng quân phát hiện hạng quân biểu tình có chút kỳ quái như là có chút ê răng làm sao vậy nàng nhìn một chút đại khái nội dung không cảm thấy có cái gì vấn đề a à. bất quá chính là phu thê chi gian sinh ra một ít mâu thuẫn động thủ nam nhân không địch lại bị đánh một đốn mà thôi này có gì đó a à? khi nam nhân thế nhưng còn không biết xấu hổ nhắc tới ly hôn phía trước người nữ đồng chí không có nghĩ đánh trả thời điểm hắn không phải đánh người đánh đến rất hoang sao như thế nào hắn có thể đánh nữ đồng chí liền không thịnh hành nữ đồng chí đánh trả a à? bất quá nàng nhìn nửa ngày cũng không có phát hiện muốn chính mình đi làm chút cái gì đây là một cái lại bình thường bất quá gia đình mâu thuẫn sao cũng chính là tư liệu trung nữ đồng chí không có bị thương bằng không an chi căn bản không có khả năng còn ngồi được đã sớm vết qua đi hỗ trợ đánh người ách không phải là khuyên can lão đại này án tử có ý tứ gì a à? loại này gia đình mâu thuẫn không phải hẳn là tìm phụ liên sao tìm chúng ta làm gì hạng quân liền đem này trong đó quan khiếu cùng an chi giải thích hạ nam nhân tên là trình Quang, trong nhà có điểm thế lực này phụ đã từng ở hai quân liên thủ kháng ER thời điểm đảm nhiệm qua đi cần bộ trưởng, bởi vì đủ loại nguyên nhân, nghe nói phụ thân hắn trong tay có một phần bờ bên kia ẩn nút nhân viên danh sách, hiện tại, trình quan phụ thân liền muốn dùng trên tay này phân danh sách, đổi trình quan ly hôn, An Chi nghe nghe, sắc mặt liền có chút khó coi lên, mấy cái ý tứ, con của hắn nếu ly không được hôn, này phân danh sách hắn liền không chuẩn bị giao ra đây, đây là liên quan đến Hoa Quốc An Nguy sự tình, có thể như vậy trò đùa sao? hạng quân cái này vẫn luôn tận sức với giữ gìn hoa quốc an ổn người sẽ cho phép trình gia như vậy làm. Sau đó, nàng liền nghe hạng quân hỏi, ngươi lần trước trảo quá trộm săn tập thể còn nhớ rõ sao? An Chi gật đầu, nàng đương nhiên nhớ rõ a, à, bắt hai đội người, nàng tiền bao lại phong phú rất nhiều đâu. Tào hướng dương đã thuận lợi đem phía sau màn người bắt, này cùng này khởi ly hôn án có quan hệ gì sao? An Chi hỏi, này cũng không phải một cái họ a, à tổng không thể trình quan cùng trộm sang bùi gia là người một nhà đi, tuy không trúng, cũng không xa rồi. Hạng quân giải thích nói, hai nhà là quan hệ thông gia, trình gia người xem như bị bùi gia che chở. An Chi nghe xong lời này sau liền có chút không cao hứng, như thế nào? Bùi gia trên đầu trường giác, nhà hắn che chở người, người khác còn không thể động, đây chính là đề cập đặc vụ của địch danh sách, dung được bọn họ như vậy làm càng. Hạng quân nghe xong An Chi nói sau, trực tiếp cười lên tiếng đảo không phải bọn họ trên đầu dài quá giác mà là bọn họ chuyện này đang ở thu võng sau lưng liên lụy người cùng việc nhiều thả phức tạp tạm thời không nên kinh động bọn họ cho nên là có thể dung túng bọn họ nhưng kính làm yêu an chi không đem lời này hỏi ra khẩu nhưng đại đại trong ánh mắt chính là đem loại này nghi hoặc biểu đạt rành mạch hạng quân bất đắc dĩ vội vàng dời đi đề tài hắn nói nhiệm vụ của ngươi chính là khuyên bảo trình quan thê tử ly hôn sau đó nghĩ cách bắt được này phân danh sách an chi lại phiên một lần tư liệu bên trong không có này phân danh sách bất luận cái gì tin tức thấy thế hạng quân nói trên thực tế ở trình gia người chính mình đưa ra dùng danh sách đổi trình quan tự do phía trước ai cũng không có phát hiện bọn họ trong tay thế nhưng sẽ có như vậy một phần danh sách này không phải tàn đến thâm chính là ở lừa dối đi an chi tổng kết nói này án tử tới rồi đệ nhất quân bọn họ cũng không dám lừa dối hạng quân nói liền tính đã từng là lừa dối hiện tại bọn họ cũng cần thiết cho ta một phần chính xác danh sách an chi ánh mắt sáng lên nghe minh bạch hạng quân ý ngoài lời hắn mới mặc kệ trình gia danh sách là như thế nào tới có phải hay không vẫn luôn bị ẩn nấp rồi hắn muốn cũng chỉ có danh sách mà thôi làm an chi đi chấp hành nhiệm vụ này là bởi vì hạng quân cho rằng an chi đồng lý tâm cùng đồng tình tâm thực thích hợp làm nhiệm vụ lần này tin tưởng nàng thực mau là có thể thuyết phục đoạn nguyệt quý ly hôn an chi lại cảm thấy này khả năng có điểm khó đưa ra thật sự không thể tìm tới trình gia người trực tiếp hỏi ra danh sách rơi xuống sao hạng quân tỏ vẻ không thể làm an chi phụ trách án này trừ bỏ an chi tính cách cùng giới tính tương đối thích hợp ngoại chính là đem nàng đặt ở bên ngoài thượng hấp dẫn trình gia chú ý an chi tại đây chuyện thượng nhất định phải theo khuôn phép cũ làm như vậy là có thể thực tốt mê hoặc trụ trình gia cùng bùi gia phương tiện mặt khác đồng chí hành động hơn nữa hạ hạng quân xem ra đoạn nguyệt quý đem người đánh khí cũng ra lúc này vẫn luôn cắn không ly hôn hoặc là là vì hài tử hoặc là là vì ích lợi trình quan cùng nàng chi giang không có hài tử đó chính là ích lợi là trình gia keo kiệt bồi thường không tới vị an chi như vậy vừa ra mặt trình gia nhiều cấp điểm bồi thường nàng lại như vậy một khuyên sự tình cũng liền không sai biệt lắm sao hạng quân là không có thời gian xem kỹ càng tỉ mỉ tư liệu hắn càng nhiều ánh mắt cùng tinh lực đầu ở chỉnh đốn toàn bộ kinh thành nào đó có vấn đề gia tộc thượng hắn có thể phân tích chính là này đó ngài không kết quá hôn ngài không hiểu an chi không có cùng hạng quân nhiều lời nữ nhân này không ly hôn không chỉ có riêng là này hai cái nguyên nhân được rồi sự tình giao cho ta đi ta đi rồi a à. hắc, này tiểu đồng chí nói ta không hiểu ta ăn qua muối đều so ngươi ăn qua mễ đều nhiều hạng quân cười mắng một câu ngài nhìn hảo đi dù sao ta cảm thấy không có khả năng là ngài nói nguyên nhân an chi chắc chắn nói thật muốn là có thể sử dụng ít lợi đã động trình gia khẳng định sẽ cho ra cũng đủ bản giá bọn họ nhân gia như vậy hẳn là so với ai khác đều rõ ràng có chút đồ vật có thể so tiền đáng giá nhiều lại hoặc là nơi này còn có chuyện khác an chi quyết định đi trước bệnh viện xem một chút gia bạo nam chê cười không phải là đi an ủi một chút người bị thương thuận tiện lại hiểu biết một chút tình huống ở đi ra quân viện đại môn thời điểm, nàng bước chân dừng một chút, sau đó đi chính mình tiểu viện, mở cửa, nàng phát hiện trong viện tân loại một ít cây trúc, là nàng không có gặp qua chủng loại. Tông Ly nghe được mở cửa thanh biết là An Chi đã trở lại, vội vàng mở ra cửa phòng ra tới. Đây là trúc tía, chờ cây trúc thành thục liền sẽ khai ra màu tím đóa hoa, rất đẹp. Thấy An Chi có chút một lời khó nói hết, hắn lại cười bổ sung một câu, trúc tía nở hoa là thái độ bình thường, cây trúc sẽ không chết ngươi ở trong không gian tìm bao lâu mới đem trúc tí tìm ra không lâu liền tìm một ngày tông ly nói thành công đem an chi đậu cười tông ly ta hiện tại còn không có nghĩ tới nói đối tượng kết hôn sự tình an chi thản ngôn nói kia chờ ngày nào đó ngươi muốn nói đối tượng muốn kết hôn thời điểm có thể hay không cái thứ nhất suy xét ta tông ly lập tức nói an chi tò mò nhìn tông ly này nhưng không giống hắn có thể nói ra tới nói tông ly có chút ngượng ngùng nói là tiểu thiên cùng ta nói thích nhất định phải nói ra bằng không người trong lòng liền sẽ bị người khác cướp đi hắn chuẩn bị vừa đến dị thế liền hướng tiểu ngọc thổ lộ sau đó cùng nhau xưng bá dị thế phục lúc này an chi không có nhìn xuống trực tiếp cười lên tiếng đây là tiểu thiên sẽ nói nói an chi không có trả lời có thể hay không đem tông ly coi như kết hôn đệ nhất nhân tuyển nhưng cũng không có cự tuyệt bởi vì sự thật chính là an chi nhận thức thích hợp kết hôn người được chọn xác thật chỉ có tông ly an chi đem tân nhiệm vụ đại khái cùng tông ly nói một chút sau đó nói nhiệm vụ này ta đi trước nhìn xem đối phương là cái nữ đồng chí ta dễ nói chuyện một chút hảo tông ly sảng khoái đáp ứng sau đó hắn vấn an chi ngươi thích cái dạng gì sân ta gần nhất có rảnh vừa vặn có thể bố trí một chút an chi bật cười ngươi liền dựa theo chính mình yêu thích tới liền hảo nơi này chủ yếu là ngươi đặt chân địa phương, cho dù tiểu viện là phân phối cho nàng, nàng cũng sẽ không ở chỗ này qua đêm. Thời đại này đối với nam nữ chi gian quan hệ còn không có như vậy khoan dung. Tuy nói đệ nhất quân người sẽ không loạn tưởng cũng sẽ không nói bậy, nhưng An Chi một chút cũng không thích chính mình trở thành người khác trong miệng đề tài câu chuyện, đặc biệt là về nam nữ quan hệ phương diện. Ta biết, ta chính là hy vọng ngươi lại đây thời điểm có thể xem đến cao hứng chút. Tông Ly nói, An Chi cười nói, cái loại này chút mùa hoa đi, ta không chọn là loại nào hoa, ta thích hoa khai khi náo nhiệt, hảo. Tông ly trịnh trọng đáp ứng xuống dưới, ta đây đi lạp, hảo, rời đi sân sau, An Chi trực tiếp lái xe đi bệnh viện, đi tới trình quan trong phòng bệnh, nhìn ra được tới, trình gia đối hắn thực coi trọng, tại đây loại đề xướng gian khổ một mặt thời đại, còn cho hắn an bài một cái đơn nhân gian, nàng nhẹ nhàng gõ một chút môn, ngồi ở trước giường bệnh nữ nhân quay đầu lại, nàng biểu tình thực ôn nhu ở an chi xem ra đó là một loại đủ để cho thần kinh mẫn cảm người cảm thấy sởn tóc gáy ôm nhu ngươi hảo ta là an chi ta lại đây vấn an một chút trình đồng chí trình quang vừa nghe an chi tự giới thiệu ánh mắt sáng lên hắn biết đây là tới khuyên nói đoạn nguyệt quý ly hôn người hắn lớn đầu lưỡi tiếp đón an chi ngồi an chi đi vào phòng bệnh nhìn đến bị bao đến cùng cái xác ướp giống nhau trình quang trong lòng ám đạo một tiếng quá khoa trương đi một cái nữ đồng chí có bao nhiêu sức lực có thể đem một người nam nhân đánh thành cái dạng này sau đó nàng thấy được trình quan kia trương có thể nói vĩ pha màu giống nhau mặt a à này nàng theo bản năng nhìn thoáng qua đoạn nguyệt quý gầy yếu thân hình vị này nữ đồng chí xuống tay rất tàn nhẫn a à. bất quá nghĩ đến tư liệu viết trình quan từ trước cũng không thiếu đối đoạn nguyệt quý động thủ an chi lại cảm thấy đây là hắn nên được còn có thể nói chuyện thương không nặng sao thực mau là có thể xuất viện đi an chi trên mặt mang theo nhàn nhạc mỉm cười Nói ra nói lại có chút chọc người tâm qua tử, Trình Quang không phải cái khí lượng đại nam đồng chí, nghe vậy quả nhiên bị khí tới rồi, hắn vừa giận đi, liền tưởng tức giận, tưởng há mồm mắng chửi người, kết quả miệng Trương nói một nửa xả tới rồi khóe miệng miệng vết thương, hắn tê một tiếng, hung hăng trừ khẩu khí lạnh, "Hảo, vừa mới kết vảy khóe miệng lại khai, ta chính là lại đây nhìn xem ngươi, không cần kích động như vậy." An Chi còn nói thêm, Đoạn Nguyệt quý ánh mắt ngạc nhiên nhìn về phía An Chi nàng mấy ngày nay đều thủ trình quan có thân thích đến thăm trình quan thời điểm tổng hội của trách nàng vài câu đau lòng trình quan sau đó chính là luận điệu cũ trích nhai đi nhai lại khuyên nàng ly hôn ly hôn a à, nàng mới không rời mà hôm nay lại đây vị này kêu an chi nữ đồng chí nhìn lại là có chút bất đồng trước cuộc nàng không phải ngốc tử an chi lời nói trào phúng chế dễu ý tứ đều phải tràn đầy ra tới trình quan hiển nhiên cũng nghe ra an chi lời nói ác ý hắn có nghĩ thầm chất vấn vài câu nhưng nhìn Đoạn Nguyệt Quý phản ứng, lại cảm thấy An Chi có thể là cố ý làm như vậy, hảo lạp gần cùng Đoạn Nguyệt Quý khoảng cách, như thế cái hảo biện pháp, Đoạn Nguyệt Quý mấy ngày hôm trước đều không để ý tới cùng nàng đáp lời người, hôm nay nhìn lại là đối An Chi rất tò mò bộ dáng, không chuẩn, An Chi thật sự có thể giúp hắn đem hôn ly, vì thế, Trình Quang cũng không giận, ngược lại đối An Chi lộ ra một cái hữu hảo mỉm cười, An Chi cũng chưa mắc thấy, người này có phải hay không không có chiếu quá gương a. À? Hắn không biết chính mình hiện tại tôn vinh sao, như vậy cười, An Chi không có cảm nhận được bất luận cái gì thiện ý, nhưng thật ra bị hung hăng xấu một phen, nàng bội phục nhìn Đoạn Nguyệt Quý, nếu không có nhớ lầm nói, nàng vừa mới tiến vào thời điểm, vị này nữ đồng chí là ở ăn cái gì đi, vẫn là đối với như vậy một trương xấu mặt ăn, có thể thấy được vị này nữ đồng chí tố chất tâm lý có bao nhiêu cao, như vậy một cái tâm tính kiên định người, muốn thuyết phục nàng thay đổi chủ ý quá khó khăn, Trừ Phi có thể tìm được nàng chân chính để ý điểm. An Chi nhìn mắt trên giường bệnh trình quang, di chọc, cây đôi mắt, đoạn nguyệt quý để ý khẳng định không phải ngoạn ý nhi này. Nói như thế, An Chi phi thường chán ghét có nam nhân ỷ vào hình thể ưu thế đối nữ đồng chí động thủ. Đừng cùng nàng nói cái gì gia bạo, đã thương người chính là đã thương người, nói cái gì gia bạo, ách, kia cái gì, nàng còn tương đối song tiêu, nếu bị đánh chính là nam nhân, kia, ân làm kia nam nhân hảo hảo kiểm điểm một chút chính mình có phải hay không làm sai cái gì đi, rốt cuộc so với nam đồng chí, nữ đồng chí cảm xúc càng thêm ổn định, An Chi bỗng nhiên nhớ tới xa ở Cửu Sơn đại đội sản xuất tưởng vệ đông, vị kia cũng không phải là chính mình tìm đường chết, mới có thể bị đánh sao, bất quá, đối lập trước mắt trình quan, hiển nhiên, vị này càng thêm thân kiều thể nhược một chút, người còn ở viện đâu, chủ ý này cũng không biết là ai giúp đỡ ra, còn rất ác độc, đây là liều mạng không biết xấu hổ cũng muốn đem đoạn nguyệt quý đẩy đến phong tim lãng khẩu đi. Thời đại này, tuy rằng vẫn luôn đang nói nam nữ bình đẳng, nữ tính cũng có thể đỉnh khởi nửa bầu trời. Nhưng thật sự, ở nam nữ quan hệ vấn đề thường, đại bộ phận người vẫn là sẽ đối nam đồng chí càng thêm khoan dung một ít. An Chi tin tưởng, từ trước trình quan đối đoạn nguyệt quý khẳng định cũng hạ quá nặng tay, nhưng nàng nhất định không có như vậy hưng sư động chúng trụ quá viện, còn làm bạn bè thân thích lại đây thăm. Việc này làm người đã biết, phỏng chừng còn sẽ khuyên đoạn nguyệt quý rộng lượng chút, một sự nhịn chính sự lành, nhưng đương bị đánh người là trình quan thời điểm, chuyện này tính chất lập tức giống như liền thay đổi, bạn bè thân thích sẽ lên án công khai đoạn nguyệt quý, trách cứ nàng không nên đối chính mình trượng phu ra tay tàn nhẫn, trình gia thậm chí không tiếc lấy ra như vậy ác chủ bài, chỉ vì trình quan có thể ly hôn, đoạn nguyệt quý nội tâm phàm là không như vậy kiên cường, khả năng lúc này, đã tự sát, này trình gia, thủ đoạn rất âm độc, chỉ là, này vì đoạn nguyệt quý lại là cái gì thân phận, như thế nào sẽ bức cho trình gia tới rồi loại tình trạng này, nếu là bình thường nếu nữ tử, trình gia chỉ sợ cũng không để ý trình quan biến thành người quá vợ đi. An Chi nhìn về phía đoạn nguyệt quý, đoạn nguyệt quý đã thu hồi nhìn về phía An Chi ánh mắt, được rồi, ngươi không có việc gì, ta đây liền đi trước, quá mấy ngày lại đến xem ngươi. An Chi nói xong liền đi, dứt khoát lưu loát, cái này làm cho đoạn nguyệt quý càng thêm chắc chắn, An Chi cùng lại đây xem trình quan những người khác không giống nhau. Chạng vàng, đoạn nguyệt quý nhìn hạ thời gian, nói, đã khuya, ta về trước gia, ngày mai lại đến xem ngươi, lại bồi ta trong chốc lát đi. Trình quan gian nan đọc từng chữ, ta tưởng uống nước, đoạn nguyệt quý khẽ cười một tiếng, nhàn nhạt nhìn mắt trình quan, nói, như thế nào, ngươi hôm nay dám uống ta đảo thủy, không sợ ta ở bên trong hạ dược. Nàng từ chính mình tay túi lấy ra một cái màu trắng giấy bao, ở Trình Quang trước mặt quơ qua quơ sau, hỏi: "Còn muốn ta bồi sao? Còn uống nước sao?" Trình Quang không rảnh lo trên người đau đầu, điên cuồng lắc đầu, hắn vốn dĩ chỉ là tưởng kéo dài một chút đoạn nguyệt quý về nhà thời gian, làm cho động thủ người chuẩn bị càng thêm đầy đủ một ít, hiện tại, hắn là không dám, lúc này, hắn là thật sự có chút hối hận, từ trước đánh đoạn nguyệt quý thời điểm quá độc ác, dẫn tới hiện tại nữ nhân này điên cuồng, chính là ai mẹ nó biết ôm nhu uyển chuyển đoạn nguyệt quý điên lên là cái dạng này a à. còn có trên tay nàng về trình gia nhược điểm cũng cần thiết mau chóng lấy về tới sau đó về nhà đoạn nguyệt quý không có gì bất ngờ xảy ra bị người vây công đoạn nguyệt quý thân thủ ngoài dự đoán hảo có thể nhìn ra được tới nàng có thể đem trình quan đánh thành như vậy toàn bộ là thực lực ẩn ở, ở nơi tối tâm an chi vốn là muốn tiến lên hỗ trợ thuận tiện cùng đoạn nguyệt quý một lần nữa nhận thức một chút nhưng nàng xem đoạn nguyệt quý thành thạo liền không có xuất hiện loại này thời điểm dệt hoa trên gấm liền không có tất yếu vạn nhất bị đoạn nguyệt quý hiểu lầm sự tình là chính mình an bài chỉ là vì cùng nàng phàn quan hệ vậy không hảo người như vậy một khi trong lòng nhận định cái gì phỏng chừng liền rất khó thay đổi đến lúc đó nhiệm vụ này phỏng chừng liền phải thay đổi người tới làm này không thể được nàng lý lịch thượng còn không có nhiệm vụ thất bại ký lục đâu đoạn nguyệt quý đem chặn đường người đã đảo sau cũng không vô nghĩa trực tiếp nhanh chóng rời đi nàng hẳn là biết những người này thân phận liền hỏi đều lười đến hỏi đây là trình gia người động tay an chi đối án này càng thêm tò mò nàng cũng không có về nhà mà là ở trình gia phụ cận nhà khách khai một gian phòng trở lại phòng sau nàng liền lấy ra giấy bút bắt đầu đem chính mình quan sát đến sự tình ký lục xuống dưới sau đó nàng lại đem chính mình đối chỉnh chuyện phân tích viết xuống dưới trình quan là cái tính tình không tốt có bạo lực đối đãi thê tử hành vi nam nhân đoạn nguyệt quý nói tư liệu thượng miêu tả không nhiều lắm chỉ viết ít ỏi vài câu nói nàng là cái thực văn tỉnh người am hiểu ẩn nhẫn cũng là bị trượng phu bạo lực đối đãi lâu như vậy mới phản kháng hạng quân cũng nói từ trước chưa từng có người biết trình quan sẽ đánh lão bà sự tình chính là an chi nhìn đến đoạn nguyệt quý không phải như thế ở an chi trong mắt đối phương là cái phi thường lý trí thân thủ lưu loát làm việc dứt khoát nữ đồng chí như vậy là cái dạng gì nguyên nhân làm nàng chịu đựng trình quan bạo lực lại không có trước tiên phản kháng đâu. Có lẽ có người sẽ nói, khả năng nàng là thâm ái chính mình trượng phu, vì gia đình hài hòa hoàn chỉnh mà nhẫn nại. Đối này, An Chi chỉ biết dân tặng hai chữ, đánh rắm. Cái kia bình thường nữ đồng chí sẽ thích thượng bạo lực đối đãi chính mình nam nhân. Chẳng sợ người nam nhân này là chính mình trượng phu cũng không có khả năng. Mà trình quan cái kia thảm dạng nằm ở trên giường bệnh, cũng thuyết minh đoạn nguyệt quý đối trình quan hẳn là không có gì cảm tình nữ đồng chí đối đãi thích người cùng không thích người là không giống nhau nếu đoạn nguyệt quý đối trình quan có cảm tình tuyệt đối sẽ không đem hắn đánh thành dáng vẻ kia như vậy nàng vì cái gì không ly hôn còn muốn đi bệnh viện bồi hộ cái này nhìn như đơn giản không có nguy hiểm án kiện lại ngoài ý muốn làm an chi cảm thấy phức tạp lúc này nàng bỗng nhiên liền rất tưởng niệm từ trước chỉ động thủ bất động não phá án nhật tử bất quá từ thần nông giá bên kia thuần thanh thạch quy vị thiên lậu bị bổ toàn sau thế giới này thần dị sự tình sẽ càng ngày càng ít thẳng đến không có an chi có cảm giác lúc sau nàng tiếp nhiệm vụ sẽ có càng nhiều giống lần này giống nhau yêu cầu dùng đến đầu óc án tử an chi gõ gõ chính mình đầu óc hy vọng nàng có thể thông minh một chút có thể thấy mầm biết cây kéo tơ lột kén nhanh lên phát hiện án tử điểm đáng ngờ sau đó nhanh lên phá án sáng sớm hôm sau an chi cắn bánh quy nhỏ từ khe hở bức màn trung ra bên ngoài xem lúc này nhà khách bên ngoài trên đường lớn còn không có người nào yên an chi cảm thấy chính mình hiện tại hành vi giống như là một cái rình coi cuồng sau đó an rình coi cuồng chi rình coi mục tiêu xuất hiện đoạn nguyệt quý dẫn theo bình giữ ấm từ đường cái thượng đi qua nàng bước chân nhẹ nhàng trên mặt còn mang theo ẩn ẩn tươi cười đặc biệt nàng nhìn về phía trong tay dẫn theo bình giữ ấm thời điểm trên mặt tươi cười sẽ càng sâu một ít an chi trong lòng thình thịch một chút vị này không thể là cùng Dương Thu ấm giống nhau, là có đặc thù tâm lý vấn đề nhân vật đi. Nếu là nói như vậy, khi nàng đêm qua làm công khóa phỏng chừng đều uổng phí, bởi vì nàng sở hữu phân tích đều là căn cứ vào đoạn nguyệt quý là cái người bình thường tiền đề hạ. An Chi nháy mắt cảm thấy trong tay bánh quy nó không thơm, một ngụm đem bánh quy nhét vào trong miệng, nàng vội vàng xuống lầu lái xe đi bệnh viện. Nàng muốn tìm cái tốt địa phương lại quan sát một chút đoạn nguyệt quý, đem trình coi sự nghiệp tiến hành đi xuống chờ đến an chi tìm được rồi tốt nhất quan sát vị trí thời điểm đoạn nguyệt quý vừa vặn tươi cười đầy mặt dẫn theo bình giữ ấm đặt ở trình quan giường bệnh trên tủ đầu giường lấy an chi nhãn lực nàng có thể phi thường rõ ràng nhìn đến trình quan cả người rõ ràng co rúng lại một chút nàng một lần nữa đem ánh mắt đặt ở bình giữ ấm trên người như vậy xem ra này bình giữ ấm đồ vật khả năng không phải nàng tưởng chính là bổ canh tốt là bổ canh đoạn nguyệt quý đã mở ra bình giữ ấm ý cười doanh doanh đem bên trong canh gà thịnh ra tới chuẩn bị đút cho Trình Quang. Nàng nói: Đại Lang, ăn canh, ăn chi. Mạnh như vậy sao? Nơi này chính là bệnh viện. Này độc canh gà uy đi xuống có thể hay không độc chết? Đại Lang ta à, thấy Trình Quang toàn thân tràn ngập kháng cự. Đoạn Nguyệt Quý liền nói: Ngươi không phải rất thích diễn kịch sao? Như thế nào không phối hợp a? À? Trình Quang. Mẹ nó, hắn muốn như thế nào phối hợp, dùng mệnh phối hợp sao? Nguyệt Quý canh gà có chút dầu mỡ, ta buổi sáng không có gì ăn uống. Trình Quang trong thanh âm trừ bỏ kháng cự ở ngoài chính là lấy lòng, có thể xem ra tới, hắn hiện tại là thực sợ hãi kích thích đến đoạn nguyệt quý cảm xúc, An Chi phỏng đoán, hắn phỏng chừng là sợ đoạn nguyệt quý trực tiếp đem canh gà rót cho hắn uống lên, đoạn nguyệt quý thực dễ nói chuyện, thấy Trình Quang không uống, cũng không miễn cưỡng, cầm chén canh một lần nữa đảo vào bình giữ ấm, Trình Quang vừa muốn thở vào nhẹ nhõm, liền nghe đoạn nguyệt quý nói, khi chờ ngươi giữa trưa có ăn uống thời điểm lại uống trình quan hắn lựa chọn không uống a à uy có thể tới hay không cá nhân đem cái này đi nữ nhân mang đi a à. phản phất là nghe được hắn cầu nguyện trong phòng bệnh thực mau lại tới nửa một người là cái cùng đoạn nguyệt quý tuổi sắp sĩ nữ đồng chí cũng sách theo một cái bình giữ ấm quan ca ta tới xem ngươi còn cho ngươi nấu canh gà đâu nữ nhân khiêu khích nhìn mắt đoạn nguyệt quý đem nàng đẩy ra bắt đầu biên nhu thanh tế ngữ nói chuyện biên múc canh gà an chi cùng đoạn nguyệt quý ở bất đồng góc độ thưởng thức tới rồi trình quan thanh bạch trắng lại thanh sắc mặt sách an chi cảm khái cũng làm khó trình quan kia trương đủ mọi màu sắc mặt còn có thể làm ra như vậy có công nhận độ biểu tình trình quan tự nhiên là không dám uống này chén canh gà uống lên này chén lập tức sẽ có tiếp theo chén dỗi đến hắn bên miệng đến lúc đó nếu hắn không uống bảo quản đoạn nguyệt quý có thể một cái đại bức túi phiến đến trên mặt hắn hắn tuy rằng liều mạng nam tính tôn nghiêm đừng chạy tới nằm viện, nhưng đây là vì bức đoạn nguyệt quý ly hôn, sau đó dẫn đường dư luận, đem có lợi ngôn luận dẫn tới chính mình trên người tới. Nhưng hắn thật sự không có hứng thú trước mặt ngoại nhân biểu diễn bị đánh A, hắn bị đoạn nguyệt quý đánh xong tới bệnh viện, dùng trên người thương tới nói chuyện, người khác sẽ đồng tình hắn. Nhưng hắn nếu làm trò người khác mặt bị đoạn nguyệt quý đánh không có đánh trả chi lực, khi đảo thời điểm, những người đó đồng tình nhất định sẽ mang lên khinh thường cùng chế dẻo ta không uống không ăn uống trình quan gian nan nói không ăn cái gì sao lại có thể sao nữ nhân kiểu xoa nói ngươi hiện tại còn chịu thương đâu cần thiết đến hảo hảo bổ bổ xảo không phải ta mang cũng là canh gà chờ ngươi uống xong rồi nàng mở ra ăn uống liền đem ta cũng uống đi xuống như vậy hảo đến mau đoạn nguyệt quý lại bổ sung một câu nhưng là những lời này ở trình quan lỗ tai tự động phiên dịch thành như vậy chết mau hắn càng thêm không dám uống lên được chứ kết quả nữ nhân cùng nghe không hiểu tiếng người dường như trực tiếp đem múc canh gà cái muỗng dỗi tới rồi hắn bên miệng quan ca nhân gia tự mình uy ngươi ngươi uống sao canh gà mùi hương nhảy tiếng hắn chóp mũi hắn bụng không tự chủ được kêu một tiếng liền nghe đoạn nguyệt quý khẽ cười một tiếng nói xem ra hiện tại là có ăn uống a à. nói xong nàng liền bắt đầu một lần nữa múc canh gà cấp trình quang uống thời điểm mấu chốt trình quang một phen đánh nghiêng dỗi đến hắn bên miệng canh gà quát theo như ngươi nói ta không uống gần từng chữ một trống xong sau khóe miệng lại lại phá nhìn liền đau đâu bị bắt mặt mũi lại bị canh gà xối một thân nữ nhân kêu sợ hãi đứng lên lớn tiếng trách cứ nói trình quang ngươi có ý tứ gì ta chính là mẹ ngươi mời đến hỗ trợ làm ngươi ly hôn ngươi như thế nào có thể như vậy đối ta này sống ta không làm này vài tiếng trung khí mười phần nhưng một chút cũng không có phía trước kiểu xoa trình quan nghe vậy có chút xấu hổ đang muốn nói cái gì đó liền nghe đoạn nguyệt quý không có gì cảm xúc nói ngươi còn tưởng ly hôn chúng ta không phải nói tốt không ly hôn sao ta mấy ngày nay chính là vẫn luôn ở chiếu cố ngươi cho nên ngươi là đang lừa ta đúng không nàng ngữ khí một tầng tầng tiến dần lên cho người ta nàng tức giận giá trị cũng ở một chút chồng chất sắp cảm xúc bùng nổ cảm giác an chi rủ xuống mi mắt ngữ khí cùng biểu tình đều không có vấn đề nhưng không biết vì cái gì nàng tổng cảm thấy đoạn nguyệt quý hành vi có chút cố tình giây tiếp theo đoạn nguyệt quý liền đem trên tay canh gà tưới trình quang trong miệng trình quang có chuẩn bị tâm lý đoạn nguyệt quý muốn nổi điên nhưng vô lực phản kháng đoạn nguyệt quý buông ra hắn sau hắn liền bắt đầu nôn mửa muốn đem canh gà nhổ ra lá gan như vậy tiểu lúc trước như thế nào có lá gan giết người đoạn nguyệt quý nhẹ giọng lẩm bẩm lời này nỗ lực muốn đem uống đi vào canh gà nhổ ra trình quan không có nghe được nhưng an chi nghe được rành mạch cho nên nàng suy đoán là đúng đoạn nguyệt quý không ly hôn hẳn là còn có khác ẩn tình giết người sao an chi thấp giọng nói bị giết người cùng đoạn nguyệt quý là cái gì quan hệ chính là này cũng không đúng lấy đoạn nguyệt quý vũ lực giá trị thật sự muốn báo thù trực tiếp đem trình quan cắt thì tốt rồi a à. không cần phải làm chính mình chịu đựng đòn hiểm đi như vậy tưởng tượng nhưng đem An Chi cái này thích trực lai trực vãn dùng nắm tay giải quyết vấn đề đầu óc vòng thắt. Bất quá, chuyến này cũng không tính toàn vô thu hoạch, ít nhất có một ít ra án phương hướng, nàng trực tiếp đi quân viện tìm bàn độ, hỏi hắn có hay không trình gia người cuộc đời, còn có đoạn nguyệt quý là cái gì thân phận, vì cái gì trình gia không có trực tiếp đem người lộng chết, ngược lại vòng lớn như vậy một vòng tròn muốn hủy hoại nàng thanh danh, ý đồ bức nàng chính mình đi tìm chết. Bàn độ biết An Chi tiếp án này sau, cũng đã đem trình gia cùng đoạn nguyệt quý kỹ càng tỉ mỉ tư liệu chuẩn bị tốt. Thấy An Chi lại đây, hắn liền đem trên tay thật dày tư liệu giao cho nàng, sau đó nói, tư liệu có điểm nhiều, này trình gia rất loạn, đến đổi đoạn nguyệt quý, không có người biết nàng cụ thể thân phận, hình như là trình quan chính mình mang về tới, đã biết, cảm ơn bàn thúc, hành, ta đây vội đi, ngươi chậm rãi xem, hảo, phiền toái ngài, bàn độ cười nói không có việc gì, sau đó xua xua tay rời đi tư liệu thất. An Chi liền ngồi ở tư liệu trong phòng một chút lật xem lên đường gia tư liệu tới. Nàng còn mang theo giấy bút lại đây, đem chính mình cho rằng quan trọng tin tức nhớ kỹ. Ai, đã không có hệ thống hỗ trợ, mấy thứ này đều phải dựa vào chính mình một chút lát thuận. Ngay từ đầu An Chi còn rất không thói quen, nhưng hiện tại, nàng đã có thể thích ứng rất khá. Trình gia sự tình tựa như bàn độ nói như vậy phi thường phức tạp. An Chi dùng cả một đêm thời gian mới đem sở hữu tư liệu xem xong, lại phân tích một lần đến nỗi đoạn nguyệt quý vậy đơn giản chỉ có ít ỏi nói mấy câu trình gia chỉ có trình quan một cái hài tử cho nên trình quan nhân sinh vẫn luôn thực trôi chảy đương nhiên làm kiêu ngạo nhị đại hắn cũng từng cùng tất thanh giang giống nhau phi thường vô pháp vô thiên duy nhất bất đồng chính là tất thanh giang chỉ là kiêu ngạo ương ngạnh rất thích tàn nhẫn tranh đấu nhưng hắn chưa bao giờ khinh nam bá nữ cũng không chạm vào trái với loạn kỹ đồ vật trình quan liền bất đồng hắn có thể là nói là tất thanh gian thăng cấp bản vẫn là thăng vài cấp cái loại này tất thanh gian chơi hắn đều chơi tất thanh gian không chơi hắn cũng chơi chơi còn thực hăng hái tất thanh gian chớ quấy rầy hắn đã cải tà quy chính thật nhiều năm trình quan hành vi vẫn luôn không có người trói buộc trình gia người ngược lại sẽ tìm mọi cách cho hắn kết thúc đương nhiên trình quan lá gan càng lúc càng lớn hôm nay hắn ở hồ bằng cẩu hữu suối dục hạ lấp kín một cái hạ ca đêm nữ đồng chí nguyên bản bọn họ liền tưởng trêu đùa vài câu ăn chút đậu hũ liền đem người thả chạy nhưng kia nữ đồng chí là có người biết võ liều mạng phản kháng sau đã thương vài người sau chạy theo lý thuyết chuyện này vốn dĩ chính là bọn họ không đúng nhân gia nữ đồng chí cũng không có ra tay tàn nhẫn chỉ là vì đào tẩu mới phản kháng vài người cũng đều chỉ là chút bị thương ngoài da sự tình qua đi cũng liền đi qua hư liền phá hủy ở Trình Quang cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn không có ăn qua như vậy mệt, bị cái nữ nhân ở bằng hữu trước mặt cấp đánh, mất mặt mũi không nói, còn kém vạch Trần Tướng, này hắn nơi nào có thể nhẫn, hắn trực tiếp liền vận dụng quan hệ tìm được rồi nữ đồng chí đi làm địa phương, đến tận đây, mỗi ngày đều đổ ở nàng tan tầm nhất định phải đi qua chi trên đường, mấy ngày xuống dưới, lời đồn đại nổi lên bốn phía, nữ đồng chí không chịu nổi quấy nhiễu, rốt cuộc hỏi hắn muốn thế nào, Trình Quang liền nói không muốn thế nào liền cảm thấy nàng cân quắc không nhường tu mi, tưởng cùng nàng nhận thức nhận thức, nói bọn họ cũng coi như là không đánh không quen nhau, có thể giao cái bằng hữu, nữ đồng chí trực tiếp liền phi hắn vẻ mặt, nói hắn cố ý đổ nàng, hủy nàng thanh danh, căn bản chính là không có hảo ý, còn uy hiếp hắn nếu tiếp tục làm như vậy, nàng liền không khách khí, nữ đồng chí cái này hành vi hoàn toàn chọc giận trình quan, hắn tìm nữ đồng chí nhà xưởng đồng sự ước nữ đồng chí ra tới ăn cơm, ở nàng đồ ăn hạ thuốc ngủ đồng sự cầm tiền liền đi rồi. Nữ đồng chí bị Trình Quang khi dễ sau vốn dĩ liền tâm tình hậm hực, Trình Quang còn vẫn luôn xuất hiện ở nàng trước mặt không ngừng lặp lại nói ngày đó phát sinh sự tình. Còn nói chính mình trên tay có nữ đồng chí ảnh chụp, nếu nữ đồng chí không nghe lời, hắn liền đem nữ đồng chí ảnh chụp tràn ra đi, làm mọi người biết nàng không phải cái kiểm điểm người. Nữ đồng chí không thể nhịn được nữa lại đem Trình Quang đánh một đốn, nàng cảnh cáo Trình Quang, nếu nàng ảnh chụp xuất hiện ở thế nhân trước mặt, như vậy ngay sau đó, Trình Quang thi thể cũng đồng dạng sẽ xuất hiện tại thế nhân trước mặt, Trình Quang thừa nhận giờ khắc này, hắn là sợ hãi, nhưng đồng thời, nữ đồng chí phản kháng làm hắn càng thêm hưng phấn lên, hắn bắt đầu không hề đổ người, mà là đi nhà xưởng đi làm, trực tiếp làm nữ đồng chí đồng sự, vẫn là câu nói kia, thời đại này đối nam nữ quan hệ cũng không khoan dung, Trình Quang cơ hồ đặt ở bên ngoài thượng theo đuổi, làm nhà xưởng người đều cho rằng hắn cùng nữ đồng chí đã là chắc chắn đối tượng quan hệ nữ đồng chí cái kia không biết xấu hổ đồng sự thậm chí lại đây chúc mừng nữ đồng chí còn liếm mặt muốn bà mối bao lì xì bị nữ đồng chí mắng đi rồi kia đồng sự liền bắt đầu tạo nữ đồng chí hoàng giao mấu chốt đương sự chi nhất trình quang còn đắc chí thái độ của hắn làm nhà xưởng người đều cảm thấy nữ đồng chí không bị kiềm chế đối nàng chỉ chỉ rõ rõ trình quang cho rằng như vậy liền có thể bức bách nữ đồng chí chịu thua nhưng hắn không nghĩ tới chính là nữ đồng chí tính cách phi thường cương liệt nàng nguyên bản liền bởi vì chính mình bị khi dễ sự tình hận thấu trình quan, nàng là chuẩn bị lộng chết trình quan, nhưng nàng hỏi thăm quá trình quan thân phận, biết chính mình muốn báo thù rất khó, thậm chí sẽ liên lụy chính mình duy nhất thân nhân, muốn lộng chết trình quan thực dễ dàng, nhưng muốn lộng suy sụp trình gia lại rất khó, thậm chí xưng được với một câu kiến càng hám thụ, ở như vậy dày vò trung, nữ đồng chí bởi vì tác phong vấn đề mất đi công tác, nàng rốt cuộc quyết định không đành lòng giả ý đóng ý nói hồ trình quang cùng hắn kết giao hơn nữa ở trình quang đem hắn mang về nhà ăn cơm thời điểm mang lên chính mình tìm mọi cách mua được độc dược chuẩn bị hạ ở đồ ăn trực tiếp độc chết trình gia người xong hết mọi chuyện đến nỗi trình gia người vô tội nàng không cảm thấy trình quang như vậy vô pháp vô thiên còn không phải là ý vào trình gia thế lực cùng trình gia người bao che sao trong lúc này nàng không phải không có nghĩ cách tìm kiếm trình gia người chứng cứ phạm tội nhưng không thu hoạch được gì có thể tìm được chính là đồng dạng bị trình quan khi dễ mấy cái nữ đồng chí nhưng các nàng đều không muốn chuyện xưa nhắc lại nàng có thể nghĩ đến sẽ không liên lụy thân nhân biện pháp chính là đem trình gia người một nhà đều mang đi nhưng kết quả là trình gia đến bây giờ còn hảo hảo nhưng vị kia nữ đồng chí nghe nói là không có được đến trình gia người nhận đồng đã rời đi kinh thành đi nơi khác phát triển đến nỗi độc dược gì đó đều là lời nói vô căn cứ chuyện này ở bàn độ tư liệu có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại lúc ấy nữ đồng chí vài thiên không có về nhà nàng hàng xóm liền báo công an công an tế tra xét nữ đồng chí nhân tế quan hệ sau tìm được rồi trình gia trình gia tự nhiên là toàn thân mà lui bất quá bọn họ đem trình quan đưa đi làm một thời gian thanh niên trí thức đối ngoại cách nói là bởi vì hắn lời nói việc làm không lo dẫn tới nữ đồng chí đi xa tha hương là trình quan không đúng làm hắn đi đương thanh niên trí thức xây dựng hoa quốc nông thôn là làm hắn chịu đựng tôi luyện về sau làm người làm việc sẽ càng thêm trầm ổn người đi rồi công an vẫn luôn không có tìm được nữ đồng chí sao lại tìm được nhân chứng nói nhìn đến quá hư hư thực thực nữ đồng chí người ngồi trên nam hạ xe lửa bọn họ còn tưởng tiếp tục ra lại bị chào hỏi nói người nếu là chính mình đi rồi liền không tính mất tích có thể trực tiếp kết án chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì trình gia vẫn là trình gia nữ đồng chí lại rốt cuộc đã không có tin tức hơn nửa năm sau Trình Quang liền về tới Kinh Thành, cùng hắn cùng nhau tới còn có đoạn nguyệt quý, lúc ấy, bọn họ đã đăng ký kết hôn. Trình Gia đương nhiên là không nhận nàng, nhưng là Trình Quang cưới nàng sau, cho dù đi bên ngoài chơi cũng thu liễm rất nhiều. Trình Gia các gia trưởng liền tạm thời kiềm chế hạ làm hai người lập tức ly hôn ý niệm. Ai biết, không bao lâu sau liền truyền ra Trình Quang gia bạo đồn đãi, vài lần lúc sau, chính là Trình Quang bị đoạn nguyệt quý phản tấu sự tình. An Chi đem trọng điểm đặt ở vị kia, nam hạ, nữ đồng chí trên người, tư liệu nhắc tới quá, nàng là sợ liên lụy người nhà mới có thể vẫn luôn ẩn nhẫn, cuối cùng muốn độc chết trình gia mọi người, cũng là sợ chính mình đối trình quan động thủ sau sẽ liên lụy người nhà. Trên thực tế, cái này nàng vẫn luôn giữ gìn người nhà cũng không có xuất hiện ở tư liệu, nàng hàng xóm cũng không có gặp qua nàng cái này người nhà, nhưng bọn hắn biết, nữ đồng chí sẽ định kỳ thu được bao vây cùng thư tín. Hiển nhiên người này là chân thật tồn tại, nhưng không biết cái gì nguyên nhân, vẫn luôn không có xuất hiện ở nữ đồng chí chung quanh. An Chi Hoài nghi đoạn Nguyệt Quý khả năng chính là cái kia chỉ nghe này thanh không thấy một thân người nhà. Như vậy, nàng làm này hết thảy liền đều có động cơ. Nếu nói, vị kia nữ đồng chí vào trình gia sau không còn có ra tới quá, cái gọi là mục kích chứng nhân chỉ là trình gia người xương khói đạn đâu. Ấn cái này ý nghĩ phân tích nói, kia An Chi lại có tân nghi hoặc, từ tư liệu đi lên xem đoạn nguyệt quý là cái bé gái mồ côi nhưng nếu thân phận của nàng không có vấn đề vì cái gì trình gia người không cần đồng dạng biện pháp làm nàng cũng biến mất đâu an chi nhưng không tin trình gia người không dám bối thượng mạng người quan nhìn tư liệu giữa những hàng chữ ký lục liền biết trình quan tai họa người không ngừng nữ đồng chí một cái hoặc là nói trình gia nhân thủ mạng người khẳng định không ngừng mất tích nữ đồng chí một cái rất nhiều người dám giận không dám ngôn không phải cố kỵ trình gia quyền thế chính là người nhà thu bồi thường một sự nhịn chính sự lành. An Chi thu hảo giấy bút, đem tư liệu quy vị sau, liền chuẩn bị hồi một chuyến gia. Về trình gia, An Lập tính khẳng định sẽ có càng thêm trực quan cái nhìn. Tra án sao, tiếp thu ý kiến quần chúng rất quan trọng. Đệ 66 chương, khó được, An Chi về đến nhà thời điểm, An Lập tính vừa vặn ở nhà. Gia gia, ta đã về rồi, An Chi đã về rồi, mau ngồi. An Lập Tính đang ở phòng khách xem báo chí, nghe được an chi thanh âm sau liền buông xuống trong tay báo chí Cân nhiệm vụ thế nào đang muốn hỏi ngài một chút sự tình đâu nga sự tình gì ngươi hỏi gia gia nhất định biết gì nói hết an chi phá án luôn luôn độc lập rất ít có xin giúp đỡ an lập tính thời điểm này vẫn là nàng nhập chức sau lần đầu tiên chính thức hướng an lập tính xin giúp đỡ đâu an chi liền vấn an lập tin gia gia ngài thấy thế nào trình gia người chính là gần nhất bị chính mình tức phụ đánh phải nằm viện cái kia trình gia An lập tính người lão thành tinh, vừa nghe An Chi hình dung liền biết, nàng đối trình gia không có nhiều ít hảo cảm, hắn châm trước một chút dùng từ, dùng hết lượng khách quan góc độ tới thuyết minh đối trình gia cái nhìn, gắn đạt tới sẽ không lầm đạo An Chi nhận tri, kỳ thật, người ở bên ngoài xem ra, trình gia ngay từ đầu gia phong vẫn là thực không tồi, bằng không, trình gia lão gia từ lúc trước cũng sẽ không bị nhìn trúng tới phụ trách hai quân hậu cần công tác, cái kia chức vị có bao nhiêu quan trọng, không cần nói cũng biết. Cũng đúng là bởi vì trình gia lão gia tử ở lần đó sự kiện trung biểu hiện xuất sắc, mới có trình gia hiện tại. Nhưng trình gia sở hữu vận khí tự hồ tới rồi trình lão gia tử nơi này liền kết thúc. Hắn mấy cái nhi tử đều không thế nào thành dụng cụ, muốn giáo dục tôn bối thành tài sao, hắn tuổi tác đã lớn, tinh lực vô dụng. Hơn nữa, trình quan là trình gia duy nhất tôn bối, vẫn là câu nói kia, hắn tuổi tác lớn, đã sớm đã không có cầm dây mây thừa hành, bỗng đánh ra hiếu tử, sức lực cùng quyết đoán chính mình duy nhất tôn tử, hắn có thể làm sao bây giờ? Chỉ có thể che chở, liền như vậy che chở che chở, không phải hộ ra vấn đề tới sao? Ta nhớ rõ lần đầu tiên trình lão nhân vứt bỏ mặt mũi cầu người, là trình quan đem một cái nha nội đánh cho. An lập tính nói, lúc này tự nhiên là không có nha nội cách nói, chỉ là bọn hắn lén nói chuyện thời điểm tùy ý một ít mà thôi, cái này nha nội là nhà ai? An chi tò mò hỏi, thượng gia. An lập tính trả lời nói, ngươi không biết thượng gia, là bởi vì bọn họ ở lần đó sự kiện lúc sau trực tiếp điều chức tới rồi nơi khác, như thế nào ngược lại là bọn họ điều chức. An chi nghi hoặc, bị thương tổn không phải thượng gia người sao, bởi vì trình gia lão gia tử cầu người là bùi gia. An lập tính nói, cái kia trộm săn tập đoàn phía sau mà người bùi gia. An chi hỏi, an lập tính gật đầu, không sai, bùi gia bản thân chính là ở kinh thành cắm rễ rất sâu nhãn hiệu lâu đời gia tộc dùng phong kiến hoàng triều lúc ấy hình dung từ bùi gia, đó chính là thế gia, bọn họ tại đây kinh thành quan hệ có thể dùng rắc rối khó gỡ tới hình dung, cho dù trải qua chiến tranh biển to đại cát, lưu lại, cũng có rất nhiều cùng bùi gia là quan hệ thông gia, hoặc là người quen cũ, hơn nữa bùi gia nhi tử nhiều, năng lực cũng đều thực không tồi, mấy năm nay vẫn luôn là toàn diện nở hoa phát triển, chỉ là phát triển phát triển, liền phát triển tới rồi không nên phát triển địa phương đi lại tiếp theo nói năm đó sự tình an lập tính đem đề tài lại kéo lại bùi gia không phải từ thiện gia trình gia lão gia tử cầu tới cửa đi khẳng định không thể là tay không đi hắn lợi thế chính là chính mình tiểu nữ nhi bùi gia lão gia tử đương trường liền cười lên tiếng nói thẳng nhà bọn họ không thiếu tức phụ hắn không biết chính là hắn một cái nhi tử thích trình gia tiểu nữ nhi thật lâu hắn lén lại tìm bùi lão gia tử cầu thật lâu lại là người bảo đảm chứng lại là chỉ thiên thề về sau nhất định nỗ lực tiến tới. Đây là bùi gia lão gia tử sủng ái nhất nhi tử, cũng là nhất cà lơ phất phơ, không tiến tới nhi tử. Lúc này thấy hắn nguyện ý tiến tới, bùi lão gia tử liền mềm thái độ. Cuối cùng, trình quan bình yên thoát thân, thượng gia từ kinh thành xóa tên. Trình gia tiểu nữ nhi gã qua đi sau, cái kia nhi tử quả nhiên bắt đầu tiến tới lên, hiện tại ở nhà nước chức vị cũng không thấp. Bởi vậy, bùi lão gia tử liền rất nguyện ý cấp trình gia vài phần mặt mũi. Cho dù biết nhi tử con dâu vẫn luôn tự cấp trình quan chùi đít cũng coi như không có thấy. Ở trong mắt hắn này đó đều là việc nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Nhi tử tiến tới mới là lớn nhất hỷ sự. Trình gia tiểu tử mấy năm nay ra sự không ít, nhưng đều kết thúc thật sự sạch sẽ. An lập tính nói, rất nhiều nhân gia đều nguyện ý lấy tiền hoặc là được đến mặt khác lợi ích thực tế một sự nhịn chính sự lành vị này đoạn nguyệt quý đồng chí không biết có cái dạng nào năng lực thế nhưng đem trình gia bước tới rồi cái này phân thượng an chi cũng rất tưởng biết a à, nàng càng muốn một trương chân ngôn phù ném qua đi làm sự tình chân tướng rồi lên mặt nước đáng tiếc hạng quân làm nàng ở bên ngoài hấp dẫn mọi người ánh mắt nàng chỉ có thể dùng trí thắng được không thể sử dụng bùa chú bằng không trình gia cùng bùi gia nên không an ổn bọn họ không an ổn không có việc gì chậm trễ điều tra bọn họ người tiến độ đó chính là tội lỗi An Chi như vậy vừa nói, An Lập Tính liền gật gật đầu, ở hắn vị trí này thượng, trừ phi giống bùi da giống nhau, làm việc quá khác người bị theo dõi, sở hữu tin tức đều cố tình gạt bọn họ, bằng không, này kinh thành gió thổi cỏ lay, chỉ cần hắn muốn biết, cơ hồ rất ít có thể giấu giếm được hắn tai mắt, bùi da phải bị thanh toán sự tình, hắn tự nhiên cũng là cảm kích giả chi nhất, hắn cười nói, đây là hạng quân cái kia bẩn cợt sẽ nghĩ ra được phương pháp, ngài còn cười, Ta hai ngày này phân tích vụ án đầu đều phải phân tích trọc đâu. An Chi Phung Tào nói, ngài nói, ta lén lúc cấp trình quan gián trương chân ngôn phù thế nào, ha ha ha, chẳng ra gì. An Lập Tính biết An Chi là vui đùa, lãng cười ra tiếng, nghe An Lập Tính cười như vậy vui vẻ, An Chi cũng nở nụ cười, da da, ta có thể hay không cho rằng ngài là ở vui sướng khi người gặp họa A, không thể đủ, không thể đủ. An Lập Tính vội vàng dừng tươi cười, chỉ là trong mắt ý cười như thế nào cũng tàn không được ta cháu gái như vậy thông minh như vậy án tử khẳng định không làm khó được ngươi an chi không lắm ưu nhã mắt trợn trắng tiếp tục phun tào ta càng thích dùng đơn giản phương pháp đạt tới mục đích ngươi nha an lập tính cười điểm điểm an chi thật sự sao an chi cười nói lão đại còn làm ta khuyên người ly hôn bắt được danh sách ta xem a à, hắn chính là đem ta đứng ở nơi đó đưa nguồn sáng hấp dẫn người khác lực chú ý căn bản liền không nghĩ tới ta có thể hay không phá án an chi nói lại làm an lập tính phá lên cười hắn biết an chi chính là phun tàu mà thôi cũng không có đối hạng quân công tác an bài có cái gì bất mãn hắn đứng lên vỗ vỗ cháu gái bả vai cười cổ vũ nói vậy ngươi cố lên a à? tranh thủ nhanh lên hoàn thành nhiệm vụ làm hạng quân lau mắt mà nhìn a à. nói xong hắn liền vui tươi hớn hở đi thư phòng an chi lời này dễu cật nàng đều nghe hiểu đâu nói nàng từ đem lưu ảnh thạch mang về tới giao cho an lập tính sau hắn cả người giống như đều thả lỏng xuống dưới biết tiểu nhi tử tiểu nhi tức đều hảo hảo tồn tại chỉ là không có biện pháp muốn gặp đối vị này vô số lần làm tốt tiếp thu đến không tốt tin tức lão nhân tới nói đã là lớn lao an ủi đi an chi cảm thấy hạng quân cho nàng an bài nhiệm vụ này còn có một cái chỗ tốt là đối nàng bản nhân chỗ tốt đó chính là nhiệm vụ này tuy rằng sẽ hạn chế nàng phát huy nhưng đồng thời cũng làm nàng trở về bản ngã Nàng cũng muốn biết, không có bùa chú, không cần linh lực, nàng có thể hay không phá án, nghĩ đến thiên lậu đã bổ thượng, trên thế giới này linh khí chỉ biết càng ngày càng ít, đến cuối cùng, khả năng liền nàng phun nạp đều hấp thu không đến nhiều ít linh khí, một ngày nào đó, nàng gặp mặt Lâm không có cách nào sử dụng bùa chú, hoặc là thời gian rất lâu tích lũy sau mới có thể sử dụng bùa chú tình huống, lúc ấy, nàng có thể dựa vào chỉ có chính mình, mà nàng cũng cần thiết muốn thích ứng như vậy sinh hoạt cùng công tác nghĩ đến đây nàng cùng an lập tính nói một tiếng không ở nhà ăn cơm gần nhất mấy ngày nay cũng không trở về nhà liền lập tức lái xe đi trước nhà khách tiếp tục nhìn chằm chằm tới rồi nhà khách an chi mới vừa đình hảo xe liền nghe được cửa sổ xe bị người gõ vang thanh âm nàng quay đầu vừa thấy là đoạn nguyệt quý an chi quay cửa kính xe xuống phi thường thản nhiên hỏi có việc sao đoạn nguyệt quý lời này hẳn là nàng tới hỏi đi an chi đồng chí ngươi là ở nhìn chầm chầm ta hành tung sao? Đoạn nguyệt quý thanh âm ôn nhu hỏi, là trình gia làm ngươi tới sao? An Chi nói câu, lượt chờ ta một chút, nàng diêu lên xe cửa sổ, xuống xe khóa cửa xe sau, phi thường thân thiện đối đoạn nguyệt quý nói, ta cùng trình gia không có quan hệ, ân, cũng không thể nói một chút quan hệ cũng không có, trình gia nguyện ý trả giá một chút đại giới, làm người ra mặt tới khuyên ngươi ly hôn. Ngươi chính là cái kia bị phái tới khuyên ta ly hôn người, đúng vậy vậy ngươi không cần khuyên ta sẽ không ly hôn đoạn nguyệt quý chém đinh chặt sắt nói trình quan bất tử trình gia không ngã nàng liền sẽ không ly hôn có thể mạo muội hỏi một câu ngươi vì cái gì kiên trì không ly hôn sao an chi đối đoạn nguyệt quý quan cảm thực hảo nàng cảm thấy so với vu hồi đoạn nguyệt quý cùng nàng giống nhau càng thêm thích trực lai trực vãng. ta có ta lý do tóm lại ngươi không cần lãng phí thời gian tới khuyên ta ta sẽ không ly hôn nói xong câu đó Đoạn Nguyệt Quý quay đầu liền đi, ta nhìn đến ngày đó ngươi bị người vây công sự tình. An Chi đối với nàng bóng dáng nói, ta cảm thấy ngươi kế tiếp khả năng còn hội ngộ thượng chuyện như vậy, Đoạn Nguyệt Quý dừng lại bước chân, không có quay đầu, nàng nhàn nhạt nói, làm cho bọn họ phóng ngựa lại đây, thanh âm nhàn nhạt lại có cường đại tự tin, xem ra, thực lực của nàng vẫn là có điều che giấu, cái này làm cho An Chi càng thêm tò mò, cái này Đoạn Nguyệt Quý rốt cuộc là người nào? bình thường nữ đồng chí là sẽ không cho nàng cái loại này túc xác cảm giác an chi thật sự ở nàng nói ra phóng ngựa lại đây thời điểm cảm nhận được kim qua thiết mã kiên quyết chỉ có đau thật kiếm thật chém giết quá trong tay có mạng người nhân tài có thể có như vậy uy hiếp lực cái này đoạn nguyệt quý rốt cuộc là người nào an chi không có đuổi theo đi bị người đã biết sẽ biết an chi cũng không hề che che giấu giấu thường xuyên liền xuất hiện ở đoạn nguyệt quý bên người đoạn nguyệt quý đâu cũng không thèm để ý dù sao An Chi sẽ không ảnh hưởng nàng sinh hoạt, cũng chưa từng có tới đối nàng chỉ chỉ rõ rõ quá, ngẫu nhiên hai người tầm mắt đối thượng, còn có thể cho nhau điểm cái đầu, lên tiếng kêu gọi, hôm nay, trình qua người trong nhà phản phất nói tốt dường như, một đám thay phiên lại đây xem hắn, còn lôi kéo đoạn nguyệt quý nói chuyện, trước mặt vài lần bức nàng ly hôn bất đồng, lần này rất nhiều người đều nói phu thê chi gian không có cách đêm thù, chuyện quá khứ khiến cho nó qua đi, làm cho bọn họ về sau hảo hảo sinh hoạt đoạn Nguyệt quý biên nghe những lời này, biên quay đầu đi xem Trình Quang biểu tình. Ân, cái này người nói chuyện nhất định không có nhìn đến Trình Quang phản phất bị người cường rót một mụn phân ba ba biểu tình. này sắc mặt có thể so lần trước nàng trực tiếp đi hắn uống canh gà thời điểm muốn kém rất nhiều. chỉ sợ Trình Quang cũng phản ứng lại đây, nàng không có khả năng trắng trợn táo bạo lộng chết hắn. gần nhất hắn từ trước vô pháp vô thiên tính tình giống như lại về rồi, sẽ cố ý phối hợp uống nàng hầm canh gà, này liền không hảo chơi. Cho nên, gần nhất nàng đều là tay không tới, thật vất vả tiễn đi khó chơi trình gia người, bên ngoài thiên cũng đã đen. Đoạn Nguyệt Quý ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Trình Quang, cười nói, "Ta sáng mai liền tới xem ngươi." Trình Quang lộ ra một cái giả cười, nói, "Trên đường chú ý an toàn." Hắn trong lòng tưởng chính là, hy vọng ngày mai sẽ không tái kiến cái này chướng mắt nữ nhân. Đoạn Nguyệt Quý không cần đoán liền biết Trình Quang ý tưởng, nàng cười khẽ một tiếng, nói, "Vậy ngươi cũng nhiều hơn bảo trọng a." À. Trình Quang. Này mẹ nó là uy hiếp đi. Đúng không? Trần Trụi uy hiếp, nhưng nghĩ đến qua đêm nay, hắn có lẽ liền không cần lại nhìn thấy này Trương Thảo người ghét mặt, trong lòng lại cao hứng lên. Vì thế, Trình Quang gian nan xả ra một cái gương mặt tươi cười, gằn từng chữ một nói, "Cảm ơn ngươi quan tâm, Đoạn Nguyệt Quý ở đi qua về nhà nhất định phải đi qua đường nhỏ thời điểm, âm thầm đề cao cảnh giác, hôm nay tất cả mọi người ý ở làm nàng vãn về." nàng như thế nào sẽ nhìn không thấu bọn họ tâm tư đâu nàng đoạn nguyệt quý chưa bao giờ sợ như vậy thủ đoạn nàng từng bước một đến gần hắc ám ngõ nhỏ từ trước nơi này là có đường đèn cho dù ánh đèn lờ mờ cũng có thể chiếu đến người cùng lộ hôm nay nơi này một mảnh đen nhánh mà trong bóng đêm có vài đạo cố tình phóng nhẹ tiếng hít thở đoạn nguyệt quý từ tay túi lấy ra một cây côn sắt tay nhẹ nhàng xoay tròn côn sắt bị kéo dài quá gấp đôi di nơi này còn có một cái hô hấp thanh thiển thả tần suất bình thường, là An Chi, đoạn nguyệt quý thầm nghĩ, không biết vì cái gì, ý thức được An Chi cũng ở phụ cận sau, nàng đột nhiên liền cảm thấy chính mình nhiều một ít cảm giác an toàn, như đoạn nguyệt quý sở liệu, An Chi nhìn đến có người mai phục sau, trước tiên nghĩ tới lần trước đoạn nguyệt quý bị người tập kích sự tình, lúc này nhân số so lần trước nhiều, mai phục nhân thân thượng huyết sát chi khí cũng so lần trước muốn nồng hậu rất nhiều, rõ ràng, những người này đều không phải cái gì thiện tra. An Chi đối đoạn nguyệt quý có loại mặt danh hảo cảm, hơn nữa nàng là chính mình nhiệm vụ đối tượng, đương nhiên sẽ không đứng nhìn bàn quan lạc. Hạng quân cơ hồ minh kỳ nàng không cần dùng bùa chú, nhưng không có nói, nàng không thể thấy việc nghĩa hăng hái làm, khi cái gì, cùng lắm thì, nàng che mặt trụ bái, nhỏ nhỏ, đối chiến chạm vào là nổ ngay. An Chi vì ở ban đêm có thể thấy mọi vật trực tiếp khai thiên nhãn, đoạn nguyệt quý thân thủ sát thật thực hảo, ngay từ đầu thời điểm cùng phục kích nàng người đánh trái lực lượng ngang nhau chỉ là phục kích người không nói võ đức cũng không chú ý rất nhiều lần an chi đều thấy đối phương trực tiếp hướng đoạn nguyệt quý riêng tư bộ vị công kích lại lợi hại nữ đồng chí loại này thời điểm khẳng định sẽ theo bản năng lựa chọn tránh né đầu vài lần còn có thể bình yên vô sự tránh đi số lần nhiều khẳng định sẽ bị kiềm chế hoặc là đã bị chiếm tiện nghi này liền có điểm ghê tởm người an chi nơi nào có thể nhẫn a này một tình thế cấp bách cũng liền đã quên hạng quân dặn dò theo bản năng trực tiếp liền dùng định thân phù đem người định thượng lúc sau tưởng tượng cũng không có việc gì dù sao nàng cũng không sợ bọn họ sẽ tiết lộ đi ra ngoài cái gì chờ bọn họ có thể từ đệ nhất quân ám trong nhà lao ra tới rồi nói sau đem người định trụ sau an chi liền từ ẩn nấp địa phương đi ra đa tạ đoạn nguyệt quý dứt khoát nói lời cảm tạ những người này quá xấu xa nếu chỉ có nàng một người tuy rằng có thể thoát thân nhưng không tránh được muốn ăn mệt chút không nghĩ tới an chi chính là cái kia ở kinh thành đỉnh đỉnh đại danh phù sư nàng có nghe được trình gia thương lượng quá muốn cùng phù sư đánh hảo quan hệ sự tình nhưng nàng không biết an chi chính là cái kia phù sư trình gia trên dưới người trừ bỏ trình quan đều đề phòng nàng đương nhiên trình quan ngay từ đầu là không có đề phòng nàng nhưng hắn cũng chưa bao giờ sẽ đem trình gia cùng kinh thành sự tình cùng nàng nói cho nên nàng biết kinh thành có người người tưởng kết giao, rất lợi hại phù sư, nhưng nàng không biết, cái này phù sư chính là An Chi. Đồng thời, nàng trong lòng có một chút ý tưởng, nếu An Chi chính là phù sư nói, khi nàng khẳng định là có thể tín nhiệm người, bởi vì, nàng đã từng nói bóng nói gió thăm quá trình quan khẩu phong, hắn đối An Chi đánh giá chính là, không phải một đường người, thả An Chi là cái cực không hảo tiếp cận người. Nàng trước kiềm chế hạ chính mình tâm tư, hỏi, những người này yêu cầu ta tới xử lý sao, không cần. An Chi nói, ngươi có vấn đề muốn hỏi bọn hắn sao, không đúng sự thật, người ta liền mang đi, không có. Đoạn Nguyệt Quý nói, sau đó, nàng có chút tò mò, An Chi muốn như thế nào đêm này đó sẽ không động người mang đi. An Chi tự nhiên có thủ đoạn của nàng, nàng trực tiếp lấy con rối phù dáng ở bọn họ trên người, làm cho bọn họ chính mình nhảy cùng chính mình đi. Đừng nói, ngươi thật đúng là đừng nói, An Chi quay đầu lại xem nhảy đến chỉnh chỉnh tề tề mai phục giả nhóm, thật là có mang theo bọn họ ở trình gia bên ngoài đi lưu một vòng ý tưởng, hiện tại chính là 7 tháng đâu, thật tốt thời gian tiết điểm, thiên lại đen kịp, thật tốt bầu không khí, đáng tiếc, trình gia chung quanh có rất nhiều hộ gia đình, nàng không thể vạ lây vô tội, ai, ế hoa, An Chi thở dài, trình quan nơi đó cũng không thể lãnh qua đi đâu, bệnh viện cũng có rất nhiều cô phụ người, như vậy tưởng tượng tâm tình của nàng liền không hảo nàng tâm tình một không hảo nhìn mặt sau đi theo nhảy bắn người cũng càng thêm không vừa mắt vì thế nàng trực tiếp làm những người này nằm trên mặt đất lăn đi tới nếu dọa không được nàng tưởng dọa người vậy ngàn vạn không thể dọa đến người qua đường ngay cả ven đường hoa hoa thảo thảo bị dọa tới rồi cũng là không tốt an chi làm như vậy thời điểm vừa vặn ra ngõ nhỏ bên ngoài mờ nhạt đèn đường một chiếu nàng phía sau một loạt lăn lộn đi tới hắc ảnh đoạn nguyệt quý nhìn đến thời điểm bỗng nhiên cười khẽ ra tiếng vị này phù sư là cái thiện lương thú vị người đâu thiện lương thú vị an chi mang theo một đợt trục lăng đi vào ám lao minh quý đều sợ ngây người an chi đem người lãnh tiếng bắt viện ám trong nhà lao liền trực tiếp cho người ta dán chân ngôn phù là trình gia bài các ngươi đi phục kích đoạn nguyệt quý không nói liền tiếp tục lăng ta nói là trình gia cho chúng ta tiền làm chúng ta bắt lấy đoạn nguyệt quý tốt nhất có thể hỏi ra nàng tàn đồ vật rơi xuống không được đem người giết cũng có thể thứ gì không biết Trình gia không có nói, bọn họ chỉ là nói chúng ta hỏi như vậy, đoạn nguyệt quý tự nhiên biết là thứ gì, các ngươi đâu. Cái gì lai lịch? Ta nhớ rõ kinh thành bang phái đã toàn bộ giải tán, các ngươi là từ đâu tới, chúng ta không phải bang phái người, chúng ta là tân ca thủ hạ người, tân ca lại là ai? Trầm mặt một chút sau, có người nói nói, tân ca là nào đó gia tộc cung phụng, chúng ta đều là đi theo hắn làm việc, cung phụng. An Chi cười lạnh, thật đương chính mình là thế gia là nhà ai không biết nhưng chúng ta suy đoán hẳn là kinh thành đệ nhất thế gia bùi gia kinh thành đệ nhất thế gia an chi cười lạnh là bọn họ tự phong đi đem các ngươi đã làm sự tình đều toàn bộ đều nói ra bằng không các ngươi đời này liền trên mặt đất lăn quá đi hai cái giờ sau an chi mới tự ám trong nhà lao ra tới nàng thẳng đến hạng quân văn phòng trực giác mấy người này đối hạng quân cùng mổ vài vị đại lão đang ở làm sự tình có chút trợ giúp Hạng quân văn phòng đèn còn sáng lên, thấy An Chi như vậy vãn lại đây, lập tức ý thức được, nàng là có chuyện quan trọng muốn hội báo. An Chi đi thẳng vào vấn đề nói, ta bắt được vài người, bọn họ đối bùi da bên ngoài sự tình rất rõ ràng. Hạng quân nghe vậy, trực tiếp đứng lên, nói, ta đi xem. Nói xong, hắn trực tiếp gọi điện thoại kêu tới bàn độ, thuận tiện hoàn thiện một chút hắn cơ sở dữ liệu, bàn độ. Muốn tìm cái miễn phí ký lục viên cứ việc nói thẳng bái, có An Chi áp trận những người đó cho dù vừa mới đã đem sự tình nói một lần đã miệng khô lưỡi khô vẫn là không dám chậm trễ lại lặp lại một lần vừa mới nói chờ bên này thẩm vấn xong thiên không sai biệt lắm đều đã sáng lão đại ta đây đi trước hảo vất vả không vất vả hẳn là lão đại tái kiến bàn thúc tái kiến nói xong an chi liền lái xe rời đi nàng chuẩn bị trực tiếp đi tìm đoạn nguyệt quý an chi có loại cảm giác lúc này đoạn nguyệt quý khả năng sẽ nguyện ý cùng nàng nói một ít đồ vật